Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 96. Quyển 20, chương 92. Chí Kiên, sớm vậy sao? Trung Dược Quân thấy Viên Chí Kiên đứng ở cửa sổ hút thuốc liền trêu. Sao, một mình ở đây nghĩ việc gì thế? Tôi không có số tốt như mọi người, mỗi lần tổ chức hội nghị thường ủy đều phải chuẩn bị đồ cho mọi người, tôi chỉ có số làm việc lặt vặt. Viên Chí Kiên tự giễu sau đó nhỏ giọng nói. Dược Quân, hạ quyết tâm rồi ư? Hơi ngẩn ra một chút, Trung Dược Quân nhún vai nói. Ừ, phải làm chút chuyện cũng không được ư? Tôi không có ý khác, điều kiện của Ninh Lăng rất rõ ràng, có thể thí điểm giúp tỉnh Trung ương thì gặp khó khăn cũng cần làm mà. Viên Chí Kiên trầm ngâm một chút, quan hệ cá nhân giữa hắn và Trung Dược Quân vẫn khá tốt, mặc dù hai người tranh chức thường vụ nhưng không ai trách ai. Việc đó không ai có thể nhường nhau, cuối cùng cả hai đều vui mừng, cùng thành thường vụ. Chẳng qua từ lần đó quan hệ giữa hai bên như có vách ngăn mỏng. Theo người khác thấy đây là lực lượng trung kiên của hai phe đối lập. Dược Quân, tôi không phải nói anh không nên làm việc này nhưng chuyện này liên quan quá rộng, chính sách của Trung ương chưa rõ ràng, hơi không chú ý là chuốc họa vào thân ngay. Điều kiện của Ninh Lăng ở đó, làm chút việc khác cũng có lợi cho dân sinh, có lợi cho dân chúng, sao cứ phải dây dưa ở vấn đề này không thôi. Khẽ thở dài một tiếng, Trung Dược Quân cũng biết đây là ý tốt của Viên Chí Kiên, có thể nói đến mức này là do quan hệ của hai người. Chí Kiên, tôi sao không biết việc này nhưng địa vị của Ninh Lăng bây giờ đã khác, Trung ương sở dĩ mãi không đưa ra phương án cải cách y tế là do không thể phù hợp với mọi mối quan hệ lợi ích. Từ góc độ này mà nói thì chính là thiếu kinh nghiệm thực tế, không thể chính thức tiếp xúc vấn đề gặp phải trong quá trình cải cách y tế thì sao biết được nó khó khăn như thế nào. Anh chính thức tiếp xúc mới có thể cân nhắc nghiên cứu làm như thế nào giải quyết vấn đề. Ninh Lăng hy vọng làm người đi trước, coi như là dò đường. Viên Chí Kiên cũng biết nói vài câu không thể thuyết phục đối phương đổi ý, y chỉ cố hết sức mà thôi. Cũng được, xem ý kiến của mọi người vậy. Viên Chí Kiên cười cười không nói nữa. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy, để mọi người cùng bàn bạc, nhiều người vẫn hơn mà. Trung Dược Quân cũng thấy như vậy. Đến sau Trung Dược Quân và Viên Chí Kiên vài phút, các vị thường vụ cũng lục tục tới. Hồ Vạn Dũng, chính ủy quân khu tỉnh bình thường không chào hỏi ai, ngồi xuống vị trí của mình hút thuốc. Tương Hữu Tuyền thật ra có cùng sở thích với Hồ Vạn Dũng, hai người cùng phun ra làn khói. Trước khi tổ chức hội nghị, các thường vụ đều không cấm hút thuốc, chỉ khi họp mọi người đều tự giác dập thuốc, đương nhiên giữa giờ lên cơn nghiện thì người chủ trì hội nghị cũng cho người nghiện vài phút giải quyết vấn đề. Theo Hắc Mộng Hiệp, Lòng Ứng Hoa cùng với Quan Kinh Sơn tới, phòng hội nghị bắt đầu náo nhiệt lên. Các thường vụ tùy tiện tìm đề tài nói chuyện, nếu là người ngoài tới khó đoán được quan hệ thân sơ giữa các thường vụ. Ví dụ như Lòng Ứng Hoa trông khá hòa hợp với Quan Kinh Sơn, mà Hắc Mộng Hiệp cũng có thể nói chuyện vui vẻ với Tương Hữu Tuyền. Phùng Cương cùng Trần Anh Lộc gần như sóng vai vào, trên mặt hai người vẫn có vẻ tự hỏi, không biết thật sự tìm hiểu vấn đề hay là trước mặt người khác nên vô thức hy vọng như vậy. Đợi Dương Kính Quang cùng Bạch Nhất Minh xuất hiện, trên cơ bản cũng có nghĩa hội nghị thường ủy chuẩn bị bắt đầu. Triệu Quốc Đống đi vào phòng hội nghị theo thói quen nhìn quanh một chút, ngoài Lăng Chính Dược ra thì người khác đều đến cho nên hắn tùy tiện ngồi vào vị trí của mình, đặt quyển sổ lên bàn. Trưởng ban Anh Lộc, nghe nói Tạ Hữu Đức đã xác định bệnh. Ừ, hôm qua mới chẩn đoán, bệnh viện tỉnh tiến hành kiểm tra hai lần, về cơ bản không sai. Tối qua tôi đi xem một chút, lão Tạ cũng biết. Tinh thần khá tốt nhưng người thoáng cái già đi nhiều. Trần Anh Lộc thở dài nói. Tạ Hữu Đức là thị trưởng thị xã Tân Châu, tỉnh vừa điều Lô Vệ Hồng tới làm bí thư thị ủy thì có tin dữ. Tạ Hữu Đức phát hiện sức khỏe của mình không tốt nên tới bệnh viện tỉnh kiểm tra, nhanh chóng phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Triệu Quốc Đống lúc đi làm mới biết, chú Ích Minh gọi cho hắn. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Kính Quang, Ứng Hoa, sau khi hội nghị kết thúc chúng ta đi xem một chút. Dương Kính Quang cùng Long Ứng Hoa đều gật đầu, hai người còn chưa rõ chuyện, chỉ biết Tạ Hữu Đức không khỏe vào viện điều trị, không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả. Người nhà lão Tạ hy vọng đưa lão Tạ đến Bắc Kinh kiểm tra một chút, có thể thì chữa ở Bắc Kinh. Điều kiện ở Bắc Kinh tốt hơn bệnh viện tỉnh một chút. Trần Anh Lộc nói, tôi đã báo cáo với Bí Thư Lăng. Phải thỏa mãn, chỉ cần có một tia hy vọng thì phải cố hết sức. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tỉnh có thể hỗ trợ liên lạc với Bắc Kinh trên Bắc Kinh, cố gắng thỏa mãn nhu cầu của lão Tạ và người nhà. Chuyện Tạ Hữu Đức làm mọi người cảm thương vô hạn,
Các lão thường vụ tính toán đầu ngón tay xem mấy năm nay có bao cán bộ từ cấp phó giám đốc sở trở nên bị bệnh. Ung thư, trào máu não, bệnh tim, mà tai nạn xe không ngờ cũng là một nguy hiểm không thể bỏ qua trong đó. Nửa tiếng sau không khí hội nghị trở nên nóng bỏng, trung tâm hội nghị hôm nay là phương án thí điểm cải cách y tế ở quận Tây Giang, Ninh Lăng. Mặc dù bên Ninh Lăng trong thời gian trước đã tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện phương án này nhưng nội dung căn bản không biến hóa lớn, không khác nhiều so với tình huống mà các thường vụ đã nắm giữ. Không ít đồng chí đều cho rằng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng hiện nay, thu tài chính tăng cao, Ninh Lăng hoàn toàn có thể đặt nhiều tâm trí vào xây dựng cơ sở vật chất, tăng sức cạnh tranh cho Ninh Lăng. Thậm chí còn có người hỏi tôi chẳng lẽ nói điều kiện về các phương diện của Ninh Lăng chẳng lẽ nói là đã tốt đến mức không cần đầu tư ư? Tôi nói đương nhiên là không thể. Ninh Lăng mặc dù đạt vài thành tích nhưng so sánh với khu vực duyên hải phát triển thì vẫn có chênh lệch lớn. Ví dụ như Tô Châu, Phổ Tích, Phật Sơn, Đông Hoàn thì về điều kiện giao thông hay hệ thống thủy lợi đều không thể so sánh. Lại nói khó nghe một chút chính là toàn bộ tài chính thu được năm nay của Ninh Lăng đầu tư vào xuất sắc cơ sở vật chất cũng không thể đuổi kịp các nơi kia. Khẳng định có người nói nếu có chênh lệch lớn như vậy sao không nắm chắc thời gian để cải thiện, tạo cơ sở để phát triển kinh tế thêm nữa. Cải cách y tế là chính sách chung của quốc gia, trung ương còn chưa đưa ra chính sách, Ninh Lăng tiến hành trước làm gì? Có phải là có chút tiền rồi ném đi rồi mới thấy thoải mái trong lòng không? Ánh mắt Trung Dược Quân sáng rực nhìn quanh mọi người. Trên thực tế thị ủy khi nghiên cứu phương án này cũng có tranh luận khá lớn nhưng cuối cùng thị ủy vẫn thống nhất ý kiến. Đó chính là chúng tôi cho rằng trong mười mấy năm từ lúc thành lập thị xã Ninh Lăng đến nay kinh tế không ngừng phát triển, đó là do dân chúng Ninh Lăng ủng hộ. Mà thị ủy, ủy ban Ninh Lăng lấy được thành tích thì tại sao không thể làm việc mà quần chúng nhân dân quan tâm? Tại sao cứ nhất định phải đợi cái gọi là chính sách bên trên có rồi mới thực hiện? Cải cách là ném đá dò đường, đi một bước xem một bước. Lúc còn hai bàn tay trắng, Đảng Cộng sản chúng ta cứ như vậy từng bước một làm kinh tế, tìm con đường, như vậy bây giờ lúc chúng ta có thể làm việc vì dân chúng lại nhìn trước ngó sau, không dám chấp nhận mạo hiểm ư. Tôi cho rằng cái này là không công bằng. Tôi cảm thấy chúng ta có nghĩa vụ và trách nhiệm để làm việc trong phạm vi năng lực của mình. Trung Dược Quân chống hai tay lên bàn, mặt đầy tự tin. Quyển 20, chương 9-13. Bạch Nhất Minh thoáng nhíu mày, Trung Dược Quân nếu nói ở công chúng, nói với dân chúng thì sẽ rất có sức cuốn hút. Nhưng đây là hội nghị thường ủy, hơn 10 người ngồi đây đâu dễ gì bị tình cảm ảnh hưởng. Lời này tuy có sức hiệu triệu mãnh liệt nhưng các thường vụ quyết định vận mệnh một tỉnh thì bọn họ thường có thái độ bình tĩnh nhìn nhận sự lợi hại của vấn đề chứ không bị mấy lời lẽ mê hoặc. Hắn rất tự nhiên liếc nhìn Lăng Chính Dược có vẻ cũng đang chăm chú lắng nghe Trung Dược Quân nói nhưng Bạch Nhất Minh có thể khẳng định lúc này Lăng Chính Dược sợ là đang cười lạnh trong lòng. Phương án của Trung Dược Quân không biết đã được mọi người nghiên cứu bao lần, hôm nay đưa ra cũng không thay đổi về chất. Nội dung chủ yếu là giải quyết vấn đề bảo hiểm y tế cho dân chúng có và không có hộ khẩu Tây Giang mà thôi. Phương án tuy tốt nhưng chức thực như thế nào, có phải là nóng lòng cầu thành không? Bạch Nhất Minh rất bất mãn sự liều lĩnh về chính trị của Trung Dược Quân, nói trắng ra là thích tạo tiếng tăm, muốn được lãnh đạo Trung ương tán thành, Ninh Lăng hình như vẫn có truyền thống này. Nhưng bây giờ đã không phải thời Triệu Quốc Đống chủ chính Ninh Lăng. Hơn nữa Triệu Quốc Đống mặc dù dùng không ít mánh lới nhưng đúng là có đủ tự tin để làm, điểm này Bạch Nhất Minh cũng phải thừa nhận. Ninh Lăng từ khu vực nghèo khó trở thành đứng đầu kinh tế các thị xã toàn quốc không phải do khoe khoang mà có được. Bạch Nhất Minh cũng không cho rằng Trung Dược Quân có thực lực làm Ninh Lăng biến đổi như vậy. Theo y thấy Trung Dược Quân chủ yếu là dập khuôn cũ mà Triệu Quốc Đống để lại, đảm bảo Ninh Lăng phát triển ổn định mà thôi. Trung Dược Quân bây giờ muốn tìm điểm đột phá. Ở mảng kinh tế không tìm được chiêu mới, có lẽ Trung Dược Quân không dám dở chiêu gì mới nên chỉ có thể nhằm vào vấn đề dân sinh mà Trung ương càng lúc càng quan tâm. Nhằm vào vấn đề dân sinh không phải không thể được, nhất là khi Trung ương đưa ý kiến để dân chúng hưởng thành quả phát triển, nhưng Bạch Nhất Minh cho rằng Trung Dược Quân có thể tiến hành xây dựng nhà xã hội, miễn phí giáo dục, nếu nói anh cảm thấy xây dựng nhà xã hội là công lao của Triệu Quốc Đống, vậy anh có thể tiến hành miễn phí giáo dục hoặc là đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất ở nông thôn. Đây cũng là chuyện tốt đối với đông đảo nông dân. Nhưng Trung Dược Quân lại chọn cải cách y tế làm điểm đột phá, Bạch Nhất Minh cho rằng đây là cách làm không khôn ngoan. Cải cách y tế vẫn là một công trình hệ thống đầy phức tạp và mẫn cảm nhất, không chỉ đơn giản là trả tiền chữa bệnh cho dân chúng mà còn liên quan đến cơ cấu y tế và cơ cấu quản lý y tế, liên quan đến cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, liên quan đến các công ty thuốc và cơ sở y tế.
Bí thư Dược Quân, cải cách y tế có một vấn đề rất quan trọng, đó là làm như thế nào giải quyết được quan hệ đặc thù giữa cơ sở y tế và người bệnh. Ừ, bệnh nhân nhờ vào cơ sở y tế, hy vọng cơ sở y tế có thể chữa trị tốt nhất, mà cơ sở y tế nắm giữ sức khỏe của bệnh nhân, theo lý thuyết chỉ cần nhân viên y tế có đạo đức nghề nghiệp dựa theo tiêu chuẩn chữa bệnh mà chữa. Nhưng trong thực tế thì việc bệnh nhân phải lo lót phong bì cho bác sĩ, y tá xuất hiện ở khắp nơi. Nếu như tất cả bệnh nhân đều được tài chính nhà nước chi trả, vậy đạo đức của bác sĩ, y tá có còn không? Có tiến hành kê quá căn bệnh, đơn thuốc không? Quan Kinh Sơn mỉm cười nói. Tôi cảm thấy các anh có thể dự tính quá lạc quan về khoản tài chính phải bỏ ra, hơn nữa phương thức này có lẽ sẽ khiến cơ sở y tế làm bệnh nhân không ngừng phải đi tái khám, tôi cũng không cho rằng cơ chế giám sát có thể đạt được mục đích chính thức. Triệu Quốc Đống không ngờ Quan Kinh Sơn sẽ đột nhiên đứng ra nói như vậy. Theo lý thuyết phương án này của Ninh Lăng không có quan hệ gì tới Ando. Là người đứng đầu hai thành phố, thị xã dẫn đầu kinh tế cả tỉnh thì thường không nhằm vào nhau. Chẳng lẽ Ninh Lăng phát triển mạnh khiến Quan Kinh Sơn bị kích thích? Quan Kinh Sơn nếu dễ xúc động như vậy thì sao có thể lên được chức này? Nhưng Quan Kinh Sơn nói ra trước khi đám người kiên quyết phản đối là Long Ứng Hoa, Viên Chí Kiên chưa lên tiếng, nó có nghĩa là sao? Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang đều có chút buồn bực, Trung Dược Quân càng bất ngờ. Chẳng qua nếu dám trình bày quan điểm của mình trong hội nghị thường ủy, Trung Dược Quân đã sớm chuẩn bị tư tưởng. Triệu Quốc Đống cũng đã sớm nhắc y, phải chuẩn bị dùng miệng lưỡi chiến đấu cả đám đông. Điều Bí thư Kinh Sơn lo lắng thì thị ủy Ninh Lăng chúng tôi cũng đã cân nhắc, quan hệ đặc thù giữa bệnh nhân và cơ sở y tế, mọi người ngồi đây đều hiểu rõ, đây từ đơn thuần là chữa bệnh cứu người chuyển sang quan hệ mua bán. Nghe qua thì khó chịu nhưng thực tế lại là như vậy. Loại quan hệ mua bán phục vụ y tế được thành lập thông qua cơ chế bảo hiểm y tế toàn dân. Như vậy chính quyền chính là người mua phục vụ y tế lớn nhất, chúng ta không thể chỉ nhìn vào cơ sở y tế công lập mà phải mở rộng phạm vi ra cơ sở y tế tư nhân có đủ điều kiện, hình thành cơ chế cạnh tranh. Chúng tôi cho rằng như vậy có thể hữu hiệu áp chế hiện tượng khám loạn và kê loạn đơn thuốc, đương nhiên càng quan trọng hơn là cơ chế giám sát và giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Đương nhiên vấn đề tài chính thì Ninh Lăng cũng có chuẩn bị tư tưởng. Khoản chi tài chính ở năm đầu có lẽ sẽ tăng mạnh, nói cách khác có thể sẽ có không ít bệnh nhân vốn vì xem nhẹ bệnh không đi khám, bây giờ được miễn phí sẽ đi, cũng có thể có bệnh nhân thấy nằm viện được chăm sóc tốt mà không muốn ra viện, mấy điểm này chúng tôi đã cân nhắc tới. Ví dụ như chúng tôi có quy định hàng năm chi phí cho mỗi người có hạn, đối với một vài loại thuốc đặc biệt cũng có quy định đặc biệt. Tóm lại mấy chi tiết này chúng tôi cố gắng làm càng cẩn thận một chút, cố gắng hoàn thiện hết mức có thể trước khi chính sách được đưa vào áp dụng. Chúng tôi cảm thấy nỗ lực như vậy là đáng giá, có ý nghĩa. Dù sao chính thức được lợi chính là quần chúng nhân dân trước đó không thể hưởng thụ sự đảm bảo y tế cơ bản, còn người có thu nhập cao, tôi tin bọn họ cũng nghĩ đến vấn đề bảo hiểm để giải quyết. Ở tiêu chuẩn này chúng tôi cũng tham khảo tiêu chuẩn bảo hiểm của doanh nghiệp, hơi thấp hơn mức này một chút. Trung Dược Quân rất bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Quan Kinh Sơn, phân tích rất thấu đáo câu hỏi mà Quan Kinh Sơn đặt ra. Bí thư Dược Quân, mọi người đều biết tình hình tài chính của Ninh Lăng khá tốt, nhưng các nơi khác chưa chắc có thể được như Ninh Lăng. Nếu quận Tây Giang Ninh Lăng muốn tiến hành cải cách y tế, miễn phí toàn dân thì tạm thời không nói nơi khác, các quận, huyện khác của Ninh Lăng có thể phổ biến không? Nếu chỉ tiến hành thí điểm ở Tây Giang vậy dân chúng quận, huyện khác thấy như thế nào? Nếu như Ninh Lăng có thể tiến hành cải cách y tế toàn thị xã vậy các thị xã xung quanh thấy sao? Đều là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tại sao bọn họ có thể khám bệnh miễn phí, chúng tôi lại phải bỏ tiền? Vấn đề này anh đã cân nhắc chưa? Ảnh hưởng này không nhỏ, thậm chí đưa đến phiền phức rất lớn. Tôi cảm thấy ở điểm này Ninh Lăng suy nghĩ quá lạc quan. Chúng ta cần nhìn vấn đề ở mức đại cuộc, không thể chỉ nhìn ở một khu vực. Long Ứng Hoa cũng lên tiếng phản đối. Vấn đề này chúng tôi đã đưa ra trong phương án, chúng tôi cho rằng việc thành lập cơ chế bảo hiểm y tế toàn dân là con đường nhất định phải đi. Trên thực tế việc thành lập chế độ hợp tác y tế ở nông thôn cũng đang phát triển theo hướng này. Chẳng qua hệ số bảo hiểm hơi thấp hơn, nó liên quan tới thực lực tài chính của địa phương. Tây Giang tiến hành thí điểm chủ yếu nhằm vào đông đảo nông dân nông thôn, chính xác mà nói chúng tôi bao trùm chế độ hợp tác y tế hiện nay lên tất cả mọi người, sau đó tăng mức bảo hiểm lên mà thôi. Hàng năm chúng tôi cũng có định mức, cũng chuyên môn có chế độ thẩm định các đơn vị chi tiêu lớn cho nên chúng tôi cảm thấy có thể chấp nhận được. Trung Dược Quân cũng sớm có chuẩn bị ở việc này. Ví dụ như lúc đầu có vài thị xã hủy thu thuế nông nghiệp thực ra cũng chính là tài chính địa phương chi trả,
cũng không tạo ra bất mãn trên diện tích lớn. Trên thực tế vài năm sau Trung ương hủy thu thuế nông nghiệp. Ở vấn đề cải cách y tế, chúng tôi cảm thấy Trung ương sớm muộn sẽ đi bước này, từ thấp đến cao cuối cùng thực hiện toàn dân. Quyển 20, chương 9-14. Hội nghị ngay từ đầu đã tiến vào trạng thái quyết đấu. Hai bên đều không có ý nhường nhau, việc này cũng là trong dự liệu. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy Lăng Chính Dược không nói mấy chỉ là khuyến khích mọi người phát biểu ý kiến, không nên câu nệ bản thân phương án mà cần cân nhắc xa hơn. Lời này đáng để người ta suy nghĩ, nó không mang theo một tia tình cảm nào làm Triệu Quốc Đống thấy có gì đó không giống trong đó. Tôi cảm thấy Ninh Lăng chọn Tây Giang làm thí điểm chính là một hành động mới đẩy mạnh xây dựng sự nghiệp dân sinh của tỉnh ta, phù hợp với giai đoạn mới. Dương Kính Quang biết mình nên đứng ra phát biểu ý kiến. Trung Dược Quân mặc dù có vẻ rất tự tin nhưng đối mặt với câu hỏi của các thường vụ nhiều tư cách thì cũng có chút mất tự nhiên. Thứ nhất quy mô không quá lớn, chỉ ở một quận. Làm thăm dò thí điểm, tôi cảm thấy quận Tây Giang đại biểu cho một quận, huyện phát triển nhất tỉnh ta, quận, huyện như vậy có thể đi trước một bước trong phát triển sự nghiệp xã hội. Mà Tây Giang có thể đi ở trước mắt cũng tạo kinh nghiệm cho các quận, huyện khác. Thứ hai tài chính của Tây Giang đầy đủ, hơn nữa từ tương lai phát triển tuy có vài đồng chí lo chi tiêu quá lớn, Tây Giang vẫn có thể chống đỡ được, không ảnh hưởng đến công việc khác. Thứ ba cũng là vấn đề mọi người tranh luận lớn nhất chính là nếu phổ biến thí điểm chính sách này có thể tạo cục diện mất khống chế, ví dụ như cơ sở y tế và bệnh nhân cấu kết tiêu tốn tài chính quốc gia, bệnh nhẹ chữa nặng, không bệnh cũng chữa, có lẽ mấy biện pháp giải quyết mà Ninh Lăng đưa ra không hoàn thiện nhưng tôi cho rằng không đến mức không thể cứu vãn. Hơn nữa trước khi thí điểm trong chúng ta không thể biết được sẽ xảy ra tình huống cụ thể gì, không thử một lần thì sao chúng ta biết được. Dương Kính Quang nói khá ôn hòa, phù hợp phong cách của y nhưng rất trật tự, kín kẽ, phân tích vấn đề một cách nhẹ nhàng, thấu đáo. Viên Chí Kiên có chút chần chờ, mặc dù hắn cũng không xem trọng phương án của Trung Dược Quân nhưng y thấy một ám chỉ khá mờ mịt của Lăng Chính Dược, đó chính là không đưa mắt nhìn ai, nó khác hẳn trước đây. Long Ứng Hoa không chú ý thấy điểm này mà hoàn toàn bị quan điểm của Quan Kinh Sơn hấp dẫn, không thể chờ đợi tham gia cùng. Mà Quan Kinh Sơn tại sao đặt câu hỏi cũng là điều làm người ta kinh ngạc, nhưng Viên Chí Kiên thấy sau khi Trung Dược Quân tiến hành biện bạch, Quan Kinh Sơn không ngờ lại y miệng làm cho người ta thấy y đây là cố ý đẩy Trung Dược Quân ra làm bia ngắm cho mọi người rồi rút, đúng là lạ. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này nên Viên Chí Kiên không lập tức mở miệng nói. Mặc dù phương án của Trung Dược Quân có không ít vấn đề để phản bác nhưng nó không quan trọng, chủ yếu là lãnh đạo chủ yếu thấy sao về việc này. Ai cũng biết thí điểm nhất định sẽ mang lại nhiều vấn đề không thể đoán trước, nhất định cũng sẽ có vấn đề khó khăn xuất hiện, thậm chí chút hỗn loạn nhưng có phải vì vậy mà không cho thí điểm không? Điều này là không thể, mỗi một công việc phức tạp mang tính hệ thống đều cần thí điểm, đó đã là thông lệ. Vừa có thể tích lũy kinh nghiệm, phát hiện vấn đề, vừa có thể tránh được ảnh hưởng xấu khi áp dụng đại trà. Chẳng qua công việc lần này quá mẫn cảm mà thôi. Trung Dược Quân không nói, Trần Anh Lộc cũng đang lên men làm Bạch Nhất Minh có chút kinh ngạc. Theo y biết thì hay vị này nhất là Viên Chí Kiên phải kiên quyết phản đối phương án của Ninh Lăng mới đúng. Mà Lăng Chính Dược cũng từng nói rõ phương án này không được hoàn thiện, thời cơ không đúng. Viên Chí Kiên và Trần Anh Lộc đáng lẽ phải đứng ra nói chuyện mới đúng, sao bây giờ lại im miệng như vậy? Ý kiến của Chủ tịch Kính Quang thì tôi không dám đồng ý bởi vì Tây Giang có địa vị đặc thù, tôi thấy khi tiến hành thí điểm thì cần phải thận trọng. Bạch Nhất Minh hít sâu một hơi, biểu hiện của Viên Chí Kiên và Trần Anh Lộc khá kỳ lạ nhưng lúc này hắn không thể lùi bước. Trước khi hội nghị thường ủy diễn ra hắn đã lộ rõ thái độ của mình, bây giờ ngậm miệng có khác gì đầu voi đuôi chuột. Có rất nhiều công việc trước mắt chúng ta, sự nghiệp dân sinh có quan trọng không? Đương nhiên là có nhưng chúng ta phải có lựa chọn. Ví dụ như xây dựng nhà xã hội của Ninh Lăng đạt thành tích tốt, đó là do trước đó Ninh Lăng chuẩn bị nguyên vẹn và nắm bắt thời cơ tốt, nhưng công tác cải cách y tế lại khác. Ít nhất hiện nay chúng ta chưa thấy một hình thức tương đối rõ ràng đi ra, thậm chí Trung ương cũng đang thảo luận vấn đề này. Chú ý vấn đề mà dân chúng quan tâm đương nhiên đáng giá khen ngợi nhưng chúng ta phải dựa trên tình hình thực tế khách quan, không nên mơ tưởng xa vời, như vậy sẽ mang tới bị động và tổn thất cho công việc. Phương án của Ninh Lăng ở đó. Mọi người đều đã xem qua, các chuyên gia đưa ra không ít vấn đề. Ninh Lăng cũng tiến hành hoàn thiện, sửa đổi nhưng tôi thấy còn chưa đủ. Mấy vấn đề chuyên gia nói thì vừa nãy đồng chí Dược Quân có giải thích chỉ là phân tích, dự đoán, tôi không tán thành. Thực tế đây là công việc rất phức tạp và mẫn cảm, truyền thông chú ý cao độ,
thoáng sơ sẩy một chút là có thể ảnh hưởng lớn đến công việc của cả An Nguyên chúng ta. Vừa nãy Chủ tịch Kính Quang nói đến tài chính của quận Tây Giang sung túc, tôi muốn nói một câu chính là tài chính sung túc không có nghĩa tiền đó chi tiêu tùy tiện được, tiền thuế phải dùng ở việc cần thiết nhất. Tôi tin quận Tây Giang có nhiều việc cần dùng tới tiền. Ngoài ra tôi cũng phải nhắc một chút, dân cư bên ngoài Tây Giang đạt khoảng 300.000, bọn họ cũng cống hiến lớn cho sự phát triển của Tây Giang, nếu cải cách y tế bao trùm người dân địa phương, vậy những người này sẽ như thế nào? Đối đãi khác nhau thì có thể tạo ra tranh luận lớn hơn không? Bạch Nhất Minh khá thông minh, thái độ quỷ dị của Viên Chí Kiên và Trần Anh Lộc làm hắn cảm thấy gì đó nên khi đặt câu hỏi về phương án của Ninh Lăng, hắn đã xảo diệu biến đổi góc độ và giọng điệu của mình, đẩy địa vị của Ninh Lăng lên cao, nói ra ảnh hưởng, thái độ kiên quyết phản đối lúc trước chuyển thành thận trọng. Thái độ này của Bạch Nhất Minh làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ, cũng làm Lăng Chính Dược ngẩn ra. Y không ngờ thái độ mình thoáng biến hóa lại dẫn tới một loạt biến cố như vậy. Nói thật trước khi hội nghị thường vụ diễn ra, y còn không biết nên hợp sức với Bạch Nhất Minh để đè ép quan điểm này của Triệu Quốc Đống lại không, hay là thoáng điều chỉnh quan điểm thái độ của mình. Lâm Trận không ổn định là tối kỵ của binh gia nhưng Lăng Chính Dược cảm thấy ở vấn đề này hắn cần cẩn thận quan sát thái độ thật của các thường vụ, mà quan điểm mấy vị thường vụ lộ ra khá mơ hồ, nó có thể có quan hệ lớn do quan điểm giữa mình và Triệu Quốc Đống không nhất trí. Quan điểm của mấy người Hắc Mộng Hiệp, Phùng Cương cùng với Quan Kinh Sơn đều không quá rõ ràng, chỉ khi trong hội nghị thường ủy bắt buộc phải lên tiếng thì bọn họ mới nói ra cái nhìn thật sự của mình. Viên Chí Kiên nghiền ngẫm rõ tâm tư của mình, mà Long Ứng Hoa lại có chút mù quáng, cũng may Bạch Nhất Minh cuối cùng đã không nhịn được, có lẽ hắn rất khát vọng cho thấy sự tồn tại của mình. Trung Dược Quân lặng lẽ tự hỏi, từ góc độ này mà nói thì hôm nay coi như một lần giao phong của vài phương trong tỉnh, thậm chí là va chạm của vài thế lực. Bạch Nhất Minh ra mặt cùng với sự yên lặng đột ngột bên phía Lăng Chính Dược làm Triệu Quốc Đống thấy tình hình có biến hóa. Lăng Chính Dược không hổ là lão luyện, xem ra đã cảm thấy thay đổi phương hướng ở Trung ương. Thái độ của Bạch Nhất Minh lúc này đã không còn quan trọng. Triệu Quốc Đống đã mơ hồ đoán được tâm tư của Lăng Chính Dược, cục diện này làm đối phương cảm thấy khó giải quyết. Triệu Quốc Đống có thể chắc chắn Bạch Nhất Minh bị Lăng Chính Dược xảo diệu lợi dụng, mà hắn không thể không phản kích đợt tiến công của Bạch Nhất Minh. Bí thư Lăng, tôi nói chút suy nghĩ của mình. Triệu Quốc Đống cầm tầm tài liệu trong tay, đưa mắt nhìn quanh, thấy được mấy ánh mắt kinh ngạc nhìn tới mình. Kể cả mấy người Dương Kính Quang, Trung Dược Quân cùng với Tương Hữu Tuyền đều không nghĩ Triệu Quốc Đống sớm tỏ thái độ như vậy. Vốn chờ hai bên tung hết lực lượng rồi Triệu Quốc Đống mới đứng ra chứ. Không khí trở nên vi diệu, Viên Chí Kiên cùng Trần Anh Lộc thoáng nhìn nhau rồi cùng nhìn Lăng Chính Dược, Lăng Chính Dược khẽ gật đầu nói. Cũng được. Chủ tịch Quốc Đống từ Ninh Lăng đi ra, hiểu khá rõ tình hình Ninh Lăng, sự nghiệp dân sinh cũng là một công việc quan trọng mà Ủy ban tỉnh năm nay rất chú trọng, làm như thế nào đảm bảo phát triển kinh tế cùng với phát triển sự nghiệp dân sinh là trọng trách của chúng ta. Nó quyết định chúng ta có thể thắng được lòng dân, quan hệ đến thành bại trong công việc của chúng ta. Quyển 20, chương 95. Phương thức thực hiện cụ thể và chi tiết tôi cảm thấy cũng không phải tâm điểm mà chúng ta cần thảo luận. Tôi cho rằng chúng ta cần phải cân nhắc tại sao cần cải cách y tế, cùng với ý nghĩ khi cải cách y tế. Mắt Triệu Quốc Đống rất sáng mang theo một tia áp bức nhìn quanh từng vị thường vụ đang ngồi. Cải cách đã tiến hành được 30 năm, kinh tế quốc dân phát triển khiến thực lực quốc gia chúng ta tăng mấy lần, ở từng địa phương cũng là như vậy nhưng tình hình cuộc sống nhân dân lại như thế nào? Có lẽ có người sẽ nói trình độ cuộc sống nhân dân đã tăng lên rất nhiều, trước là tự cung tự cấp đến bây giờ hàng hóa nhiều lên, muốn gì cũng có. Cuộc sống văn hóa tinh thần cũng phong phú hơn nhiều, như vậy thoạt nhìn dân chúng phải khá hài lòng mới đúng. Nhưng hoàn toàn ngược lại, căn cứ nhiều cuộc điều tra thì dân chúng ở nhiều khía cạnh vẫn đưa ra cái nhìn khác của mình, độ hài lòng và cảm giác của dân chúng thậm chí còn giảm xuống, nguyên nhân từ đâu? Triệu Quốc Đống không đưa ra nhiều ví dụ nhưng hắn nói là điều mỗi vị đang ngồi đều biết là thật. Đây đúng là vấn đề khó khăn, phức tạp của xã hội, không ít oán giận, bất mãn dần tích tụ. Cuối cùng sẽ thông qua phương thức nào đó hiển hiện. Có lẽ có người sẽ nói yêu cầu của dân chúng đang không ngừng tăng lên. Đúng, đây là một nguyên nhân nhưng tôi cho rằng khi tốc độ phát triển kinh tế nhanh lên thì cũng không làm chất lượng sống của dân chúng bình thường được tăng lên với tốc độ như vậy, đây mới là nguyên nhân căn bản. Triệu Quốc Đống đưa tay chỉ vào không trung, đầy khí thế nói tiếp. Kinh tế đang phát triển, nhà cao tầng xuất hiện liên tục, công viên quảng trường ở đâu cũng có. Trụ sở làm việc căn nào cũng sang trọng, xe công vụ đắt tiền, chi phí hành chính tăng lên đến mức chưa từng có.
Nhưng chúng ta làm việc gì cho dân chúng ta có toàn tâm toàn ý với tôn chỉ phục vụ nhân dân không? Tôi thấy chưa đạt được, thậm chí còn nhạt đi, đây mới là nguyên nhân chính khiến cảm giác hạnh phúc của dân chúng giảm đi. Làm việc sao không có mạo hiểm, làm theo quy định sẵn có ai không biết làm, ngồi chờ cấp tên đưa chính sách rồi cứ thế mà làm, chẳng lẽ nói đây là điều chúng ta muốn làm? Giọng điệu của Triệu Quốc Đống bắt đầu sắc bén. Sợ xảy ra chuyện, sợ có mạo hiểm, sợ gặp phiền phức, sợ bị phê bình, sợ ảnh hưởng, suy nghĩ mãi rồi mới làm việc là tốt, nhưng nếu vì thế mà lo lắng không dám làm, đánh mất tính tích cực, chủ quan năng động. Bạch Nhất Minh chỉ thấy mặt mình nóng ran, trong lòng rất tức giận. Triệu Quốc Đống nói thật quá đáng, gần như chĩa súng thẳng về phía mình, chỉ là bây giờ đối phương đang lên tiếng, Bạch Nhất Minh dù tức tối cũng chỉ có thể cúi đầu nghe đối phương phát huy. Bạch Nhất Minh dự định sau khi Triệu Quốc Đống nói xong thì mình sẽ phản bác. Bạch Nhất Minh này không phải người để mặc kẻ khác muốn mạt sát thế nào cũng được. Tôi cảm thấy đầu tiên chúng ta phải nhận thức chung đó là có nên tiến hành cải cách y tế. Nếu nói chỉ lo vấn đề xảy ra khi tiến hành mà không phải là tính phương hướng của cải cách y tế, như vậy tôi nghĩ vấn đề này không cần đưa ra hội nghị thường ủy tranh luận. Phương hướng đã định, đi xu cụ thể do các chuyên gia chuyên môn cân nhắc, có chuyện thì nghĩ biện pháp giải quyết, không khí thì sáng tạo điều kiện giải quyết, có tình huống thì ngã một lần, khôn hơn một chút, đây đều không phải trung tâm của vấn đề. Mỗi một công việc đều chính là không ngừng giải quyết vấn đề, tích lũy kinh nghiệm mà. Triệu Quốc Đống nhấn giọng hơn nữa. Mấu chốt là chúng ta có thật sự suy nghĩ giải quyết vấn đề cấp bách của quần chúng nhân dân không, có thật sự đặt vấn đề quần chúng quan tâm nhất lên đầu hay không. Có thể làm công việc này không được chói mắt bằng việc đưa mấy hạng mục lớn vào, thậm chí còn gánh vác mạo hiểm, gặp chút ngăn trở, nhưng tôi nghĩ đây là trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền các cấp. Khi anh cho rằng điều kiện đã đủ thì anh phải đi làm, anh phải đối mặt với nó. Lăng Chính Dự cảm thấy mình vẫn còn coi thường tính kích động trong lời phát biểu của Triệu Quốc Đống. Dương Kính Quang phân tích chính xác thực ra quá vô lực, mà Bạch Nhất Minh dùng ngôn luận công kích cũng không có sức phản bác trước khí thế lấy dân làm gốc của Triệu Quốc Đống. Lăng Chính Dự thấy Bạch Nhất Minh định phản bác nhưng y không định cho Bạch Nhất Minh cơ hội tự rước nhục. Ở trạng thái này Bạch Nhất Minh đã không còn bao mặt mũi, cho nên y rất quyết đoán tỏ vẻ ủng hộ phương án cải cách y tế của Ninh Lăng nhưng cũng đưa ra ý kiến không đồng ý của mình với vài vấn đề trong phương án. Chỉ như vậy mới có thể giảm đến mức thấp nhất khí thế của Triệu Quốc Đống, đây là điều duy nhất mà Lăng Chính Dự có thể làm được. Hội nghị thường ủy rốt cuộc kết thúc, Bạch Nhất Minh xanh mặt hậm hực vài phút mới tan, mà phản ứng của Long Ứng Hoa lại khá xấu hổ, y có chút tức giận nhìn về phía Viên Chí Kiên và Trần Anh Lộc. Bí thư Lăng, khẩu tài của Chủ tịch Quốc Đống đúng là đủ để đảm nhiệm bất cứ bục giảng khó khăn nào, nắm đúng tâm tư người nghe, dẫn hướng người nghe. Bản lĩnh này của y thì tôi đã được lĩnh giáo lúc còn ở Hoài Khánh. Trần Anh Lộc khẽ cười nói. Cho nên tôi vẫn cố gắng tránh xuất hiện cục diện này. Đúng là như thế, ít nhất tôi có một thời gian bị thuyết phục, rất kích thích, cũng có thể chạm vào suy nghĩ sâu trong lòng người, làm anh vô thức suy nghĩ theo lối suy nghĩ của y. Viên Chí Kiên cũng tán thành quan điểm của Trần Anh Lộc nhưng ánh mắt có chút nặng nề nhìn Lăng Chính Dược. Chẳng qua bí thư Lăng, ngài hình như... ý nghĩ của tôi thoáng có chút biến hóa, lúc đầu tôi không quá tán thành Ninh Lăng tiến hành thí điểm không phải là do bản thân phương án mà là lo lắng thí điểm có thể xảy ra một ít vấn đề, cũng có thể ảnh hưởng bất lợi đến quyết định của Trung ương. Nhưng phương hướng của Trung ương bây giờ đã có chút biến hóa, bên trên có khuynh hướng thí điểm, nếu như vậy Ninh Lăng thí điểm không phải không thể tiến hành. Đương nhiên tôi vẫn cho rằng phương án của Ninh Lăng vẫn còn chỗ để cải thiện, hoàn chỉnh, vì vậy tôi đưa ra vài điều kiện với thí điểm của Ninh Lăng, để Trung Dược Quân hoàn thiện hết mức có thể. Lăng Chính Dược nói câu này mà mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm hắn thấy khiếp sợ và áp lực nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nếu Triệu Quốc Đống là người bình thường thì sao mới 38 tuổi đã làm được chủ tịch tỉnh, thành công luôn có đạo lý của nó. Lăng Chính Dược lo nhất là biểu hiện của phái trung lập. Phùng Cương cùng Hắc Mộng Hiệp, còn có Quan Kinh Sơn, nhất là Quan Kinh Sơn. Trước đó y không có ra hiệu gì với Quan Kinh Sơn nhưng Quan Kinh Sơn đứng lên, Lăng Chính Dược không tin Bạch Nhất Minh có thể dễ dàng làm Quan Kinh Sơn thấy hứng thú. Từ bề ngoài thì Quan Kinh Sơn là đang đặt câu hỏi về phương án của Ninh Lăng, nhưng Lăng Chính Dược cảm thấy đối phương như cố ý tạo bia ngắm để mọi người tập trung hỏa lực công kích, làm các thường vụ có thể hiểu rõ hơn trong phương án này Ninh Lăng định ứng phó khuyết điểm như thế nào. Nếu nói Phùng Cương trầm ngâm là có thể giải thích vì y vốn là như vậy.
Nhưng Hắc Mộng Hiệp làm trưởng ban tuyên giáo, nhất là khi truyền thông không ngừng đưa tin về cải cách y tế của Ninh Lăng, Hắc Mộng Hiệp có quyền lên tiếng, nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn im lặng, thái độ này làm người ta nghi ngờ. Lăng Chính Dược rất giỏi suy nghĩ vấn đề của mình, trong thường vụ tỉnh ủy có nhiều nhân tố không xác định, việc này tuy có quan hệ do Triệu Quốc Đống là cán bộ bản địa, có liên quan đến thành tích xuất sắc của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Nhưng càng quan trọng hơn là Triệu Quốc Đống mỗi lần đều bắt chúng được phương hướng của Trung ương. Phương án của Ninh Lăng đã đưa ra từ lâu nhưng Triệu Quốc Đống vẫn để ở bên ủy ban tỉnh, một phần chờ nghiên cứu, hoàn thiện, nhưng càng quan trọng hơn là tìm thời cơ, hơn nữa vừa lúc Trung ương có thay đổi về phương hướng. Lăng Chính Dược vốn không muốn tổ chức hội nghị thường vụ nghiên cứu việc này vào lúc này, biết rõ như vậy chỉ cổ vũ sự kiêu ngạo của Triệu Quốc Đống, nhưng Lăng Chính Dược không có cách nào tiếp tục áp chế được. Truyền thông rất mẫn cảm nhận ra thay đổi của Trung ương, mà Trung Dược Quân cố gắng nổi lên, phương án của Ninh Lăng đang tiến hành lên men, thật sự nếu không nghiên cứu xác định rồi chờ tỉnh khác đi trước một bước vậy tỉnh ủy An Nguyên sẽ bị chỉ trích ngập trời. Đương nhiên lần này không phải mình không có thu hoạch gì, ít nhất thái độ của mình đã cho thấy mình chú ý đến cục diện chính trị, hơn nữa Bạch Nhất Minh bị ngăn trở lần này cũng có thể ý thức một chút vấn đề. Nếu muốn đứng vững như vậy phải có lựa chọn. Hơn nữa Bạch Nhất Minh nhất định phải cảm nhận được thái độ của mình, trong công việc sau này tin rằng đối phương sẽ ủng hộ, giúp đỡ mình. Quyển 20, chương 96. Triệu Quốc Đống cũng không hy vọng uy tín mình tạo dựng trên việc hạ nhục Bạch Nhất Minh, nó không phù hợp ý đồ chiến lược của hắn. Lăng Chính Dược rất xảo diệu khơi mào mâu thuẫn giữa mình và Bạch Nhất Minh. Lăng Chính Dược không hiểu Bạch Nhất Minh, có lẽ y chỉ cho rằng Bạch Nhất Minh thích giữ nở diện, có quyết đoán. Nhưng Lăng Chính Dược không biết Bạch Nhất Minh là người rất có cá tính, có mâu thuẫn và hiềm khích không quan trọng, chỉ cần nói ra thì Bạch Nhất Minh sẽ không để trong lòng. Học mấy tháng ở trường đảng, Triệu Quốc Đống hiểu đôi chút về Bạch Nhất Minh, hơn nữa giữa bọn họ còn có Nguyễn Đại Thanh chơi khá thân. Nguyễn tỷ, lần này coi như tôi hoàn toàn đắc tội Nhất Minh, tôi biết Nhất Minh không phải loại người như vậy, nhưng lần này là trong hội nghị thường ủy, tôi và y gần như công kích nhau, lão Lăng không cho Nhất Minh cơ hội phản bác. Cứ như vậy chèn ép Nhất Minh không cho phản kích lại tôi. Chị nói Nhất Minh có thể nhịn được sao? Triệu Quốc Đống cười khá thoải mái trong điện thoại. Thực ra tôi đồng ý để Nhất Minh nói ra, để y phát tiết trong hội nghị thường ủy thì trong lòng còn thư thái. Nhưng lão Lăng quá âm hiểm, cứ như vậy làm Nhất Minh bị nghẹn, chị nói cơn tức trong lòng Nhất Minh có phải không tìm được chỗ phát tiết không? Nguyễn Đại Thanh nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì có chút kinh ngạc, nhưng nghe Triệu Quốc Đống nói xong, cô lại không nhịn được cười. Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh coi như có duyên phận. Trước đó không ai nghĩ Bạch Nhất Minh từ tỉnh Tương đến An Nguyên làm phó bí thư, rất nhiều người còn nghĩ Bạch Nhất Minh sẽ lên làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương, ai ngờ lại là tới An Nguyên. Bạch Nhất Minh đến An Nguyên thoạt nhìn là việc tốt nhưng Nguyễn Đại Thanh lại có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh đều có cá tính mạnh, khó tránh khỏi có va chạm dòng công việc. Hai người tuy có quan hệ cá nhân tốt nhưng quan điểm không nhất trí, điểm này Nguyễn Đại Thanh cũng rõ. Ai có thể nói rõ trong công việc sau này hai người có thể từ bạn chuyển thành thù không? Xem ra mình đoán không quá sai, chưa đầy một năm mà đã có mâu thuẫn như vậy. Hơn nữa có thể làm Triệu Quốc Đống gọi điện cầu cứu mình chỉ sợ mâu thuẫn không nhỏ. Đương nhiên không phải là mâu thuẫn không thể hóa giải nếu không Triệu Quốc Đống cũng không gọi cho mình. Quốc Đống, Nhất Minh là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không rõ? Nhất Minh không phải kẻ hẹp hòi. Chẳng qua như lời cậu nói thì thủ đoạn kích động của vị bí thư Lăng kia đúng là quá cao. Nhất Minh nếu vẫn bị nghẹn không chừng sẽ thành có bệnh đó. Nguyễn Đại Thanh nói. Đúng, nghẹn mãi là không tốt, nhưng Nhất Minh bây giờ sợ không nghe ai nói. Triệu Quốc Đống cố gượng cười. Nguyễn Đại Thanh ở bên kia khẽ cười một tiếng, hai người này có lẽ đều không bỏ được mặt mũi xuống, muốn mình tìm bậc thang cho bọn họ. Chẳng qua cô không muốn tham gia vào việc này ở An Nguyên. Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống về sau còn cần tiếp tục cộng tác, nếu không thể để bọn họ tự giải quyết mấy vấn đề này thì trong lòng kiểu gì cũng có khúc mắc. Quốc Đống, tôi biết ý của cậu nhưng cậu thấy tôi ra mặt có thích hợp không? Nguyễn Đại Thanh trầm ngâm một lúc mới nói. Cậu cảm thấy giữa cậu và Nhất Minh có cần tôi ra mặt làm trung gian không? Cậu làm chủ tịch tỉnh mà chút lòng dạ đó cũng không có ư? Hay là cậu đi tìm Nhất Minh nói chuyện, Nhất Minh lại không chấp nhận sao? Nguyễn Đại Thanh hỏi lại làm Triệu Quốc Đống á khẩu không trả lời được. Đúng, mình và Bạch Nhất Minh chỉ là khác nhau về quan điểm, không đến mức, không đội trời chung, mà. Mình còn không hạ mặt mũi được sao? Mình lo Bạch Nhất Minh đóng cửa không tiếp hay là làm khó mình?
Tóm lại một tuần sau khi Triệu Quốc Đống cùng Bạch Nhất Minh tham gia một hội nghị, người ngoài thấy hai người nói chuyện khá vui vẻ, hòa hợp, đương nhiên đó là hiện tượng bề ngoài hay thực sự bắt tay giảng hào chỉ sợ ngay cả Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh cũng không rõ. Chẳng qua có điểm hai người có thể khẳng định là vì một công việc nào đó ảnh hưởng đến quan hệ cá nhân tốt của hai người chính là cách làm không khôn ngoan. Cầu là cầu, đường là đường, trong công việc có đấu tranh, có phân tích, có đối đầu nhưng sau đó hai người vẫn có thể bình thản giao tiếp, thảo luận với nhau. Đầu tư Trung Hoa các chị coi trọng tương lai phát triển của Miên Châu vậy à? Đây đã lần thứ mấy chị đến Miên Châu trong năm nay rồi. Triệu Quốc Đống mời Lưu Kiều vào văn phòng. Khách hàng chủ yếu của cơ điện Đức Khoa là các công ty công nghiệp quốc phòng, đầu tư Trung Hoa đầu tư lớn như vậy có thể ảnh hưởng đến khách hàng không? Sao, công ty tuân theo quy tắc đầu tư thị trường cũng là sai ư? Khách của cơ điện Đức Khoa là ai thì chỉ biết rõ, 60% khách hàng đến từ cái gọi là nhà thầu quân đội, nhưng vẫn có 40% đến từ các công ty xe tải hạng nặng, máy công trình nặng, công ty không muốn chiếm cổ phần khống chế, đầu tư Trung Hoa chỉ cung cấp tài chính giúp cơ điện Đức Khoa nhanh chóng phát triển lớn mạnh, tăng sức cạnh tranh. Đương nhiên cũng là mang lại lợi ích đầu tư. Lưu Kiều lạnh nhạt nói. Đầu tư Hằng Đỉnh không phải cũng liên tục tiến hành đầu tư vào Miên Châu sao? Hình như quy mô của bọn họ còn lớn hơn bọn chị, liên quan càng rộng hơn. Ha ha, tỉnh đương nhiên là chào đón các nhà đầu tư coi trọng sự phát triển của các công ty An Nguyên, em chỉ hy vọng các công ty đầu tư lớn như chị có phải là mở rộng tầm nhìn hơn, không nên cực hạn ở Miên Châu cùng Kiến Dương. Cũng không nên chỉ đặt phạm vi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, ngành nông lâm cũng là lĩnh vực đáng để đầu tư. Triệu Quốc Đống nghe vẻ hờn dỗi trong giọng của Lưu Kiều nên cười cười giải thích. Đầu tư vào ngành nông lâm chậm có hiệu quả, thời gian dài, tính mạo hiểm thật ra không cao. Đầu tư Trung Hoa bọn trọ bình thường sẽ không đầu tư vào lĩnh vực này trừ khi là công ty tương đối trưởng thành. Còn nếu như thật sự tương đối trưởng thành thì nó hoàn toàn có thể lựa chọn lên phòng giao dịch tài sản An Đô tìm nguồn tài chính. Như vậy sẽ nhanh và tiện hơn. Lưu Kiều lắc đầu phản đối. Ninh Lăng cũng có hạng mục đáng để đầu tư nhưng bây giờ các công ty vừa và nhỏ Ninh Lăng như ong vỡ tổ dồn vào phòng giao dịch tài sản An Đô kiếm tài chính, chị thấy đây là việc tốt nhưng cũng cần cân nhắc cẩn thận. Một nhà đầu tư duy trì ổn định liên tục sẽ hơn là những người giao dịch không ngừng trao tay, đó không phải nhà đầu tư chính thức mà là nhà đầu cơ. Đây là hành vi thị trường. Chính phủ chỉ có thể dẫn hướng nhưng sự khó khăn về tài chính của công ty vừa và nhỏ là hiện tượng chung của cả nước. Phòng giao dịch tài sản An Đô đã mở lỗ hổng này, đây là cây cỏ cứu mạng đối với công ty vừa và nhỏ. Đầu tư Trung Hoa bọn chị chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe nhưng thực tế đã đầu tư vào mấy công ty vừa và nhỏ. Nhất là công ty bị thị trường ba động lớn, bọn họ có thể đợi được mấy nhà đầu tư lớn ưu ái sao? Không thể, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn biện pháp trực tiếp nhất mà thôi. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Lưu Kiều cũng thừa nhận Triệu Quốc Đống nói là thật. Ngoài đầu tư mạo hiểm ra thì các công ty đầu tư truyền thống cũng không ưu ái các công ty vừa và nhỏ đang trong thời gian gây dựng sự nghiệp, càng có khuynh hướng đầu tư vào công ty phát triển đến quy mô nhất định. Như vậy mặc dù lợi nhuận không lớn nhưng tính mạo hiểm giảm đi nhiều. Phòng giao dịch tài sản An Đô đã phá vỡ sự lũng đoạn của đầu tư mạo hiểm với các công ty vừa và nhỏ, có thể khiến nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các công ty hơn. Chế độ công khai, trong suốt, thẩm định tài chính nghiêm ngặt của phòng giao dịch tài sản An Đô cũng làm cho sân khấu này được rất nhiều nhà đầu tư người nước ngoài ưu ái. Lưu Kiều lần này đến An Nguyên ngoài khảo sát đầu tư ở Miên Châu ra cũng là tiến hành khảo sát phòng giao dịch tài sản An Đô, hy vọng phát hiện càng nhiều cơ hội hơn từ đây. Chú nói có lý nhưng chú quên quyết tâm của đầu tư Trung Hoa bọn chị. Đầu tư Trung Hoa đã chuyên môn lập một quỹ đầu tư mạo hiểm. Chủ yếu nhằm vào các công ty vừa và nhỏ mới nổi trong ngành công nghệ cao của cả nước. Nhưng thực tế do hệ thống tín dụng trong nước chưa kiện toàn, đầu tư Trung Hoa càng coi trọng An Nguyên đã đi trước ở phương diện này. Vì vậy lần này mục đích của chị ngoài tiến hành khảo sát Ninh Lăng ra, Miên Châu cũng là một, An Đô cũng là trọng điểm khảo sát. Lưu Kiều thận trọng giải thích. Công ty rất có hứng thú với thành phố An Đô. Mặc dù An Đô phát triển chậm hơn Ninh Lăng nhưng so với các công ty đầu tư chất đống đổ vào Ninh Lăng, bọn chị cảm thấy An Đô có nhiều cơ hội hơn. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút bội phục khứu giác của Lưu Kiều. An Đô hơn năm qua thoạt nhìn không có biến hóa nhiều nhưng một người khổng lồ đã bắt đầu khởi động trở lại thì tiếng vọng là khó có thể đánh giá. Nhất là khi Quan Kinh Sơn và DLO hết sức xây dựng hệ thống tín dụng và thành phố quốc tế An Đô đã hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Mà theo hoàn cảnh đầu tư được cải thiện, nhiều công ty vừa và nhỏ ở An Đô bắt đầu mọc lên.
quyển 20, chương 97. Cả thành phố Ando đang từng bước đi vào quỹ đạo, mà phòng giao dịch tài sản Ando cũng càng lúc càng hưng thịnh. Các công ty vừa và nhỏ Ando đang bắt đầu áp dụng mô hình công ty của Ninh Lăng, bắt đầu có ý thức tiến hành cơ chế tài chính, kiểm toán theo tiêu chuẩn thẩm định của phòng giao dịch tài sản, như vậy một phần có thể khiến các công ty đạt được quy phạm, phần khác cũng dễ tìm được đột phá về tài chính. Bắt đầu từ tháng 10 gần như mỗi tháng phòng giao dịch tài sản đều có một nhóm công ty mới lên sàn. Mặc dù số lượng không quá lớn, chỉ tầm 3 đến 5 công ty nhưng công ty vừa và nhỏ Ando cũng có thể tích cực tiến vào, xu thế phát triển nhanh. Mà phòng giao dịch tài sản Ando cũng không ngừng tăng các hộ đăng ký, Ando nghiễm nhiên trở thành trung tâm giao dịch chứng khoán thứ 3 của khu vực đất liền. Đương nhiên trung tâm giao dịch chứng khoán này được thành lập trên danh nghĩa thị trường giao dịch do Hiệp hội Giám sát chứng khoán cùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin giám sát. Sự phát triển của Ando một lần nữa khởi động, bước đi tập tễnh về phía trước. Người khổng lồ cuối cùng đã bỏ được xiềng xích trên người, đuổi theo trào lưu. Mà sự phát triển của Ninh Lăng cũng không chậm, dựa vào hệ thống thị trường tốt đẹp, hệ thống vật tư xã hội hoàn thiện nên Ninh Lăng dần trở thành trung tâm khu vực An Đông Tương Tây đúng nghĩa, lực hướng tâm không ngừng tăng cường. Nhất là Ninh Lăng có điều kiện vận chuyển đường thủy mà Ando không có, nó khiến Ninh Lăng có ưu thế vận chuyển vật tư giá rẻ, hơn nữa vốn có sản nghiệp trụ cột nên thu hút đầu tư và hấp thụ ngành nghề trong năm 2008 của Ninh Lăng lại được mầu thu hoạch. Mặc dù do tình hình kinh tế thế giới ảnh hưởng nên ngành sản xuất đa tinh thể silicon Ninh Lăng bị ảnh hưởng, nhưng chiến lược phát triển năng lượng mới của quốc gia vẫn không thay đổi, nó coi như giúp đỡ ngành năng lượng mới trong nước. Ngành năng lượng mới lấy năng lượng mặt trời, năng lượng gió bắt đầu phát triển mạnh ở mấy khu vực như Tân Cương, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông. Hơn nữa hệ thống lưới điện quốc gia mấy năm nay không ngừng tăng cường xây dựng thêm, cũng phá được vấn đề kỹ thuật truyền tải năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Chướng ngại này được đột phá khiến cho khu vực Trung Tây phát triển mạnh năng lượng gió và năng lượng mặt trời, kết hợp với ngành thủy điện, nhiệt điện tạo thành cấu trúc tổng hợp của ngành điện. Ninh Lăng cũng nắm bắt cơ hội này, ngành sản xuất thiết bị điện, tài liệu từ cuối năm 2007 bắt đầu nghênh đón thời kỳ phát triển nhanh chóng. Ngoài công ty Thần Phong ra, trước sau có hai công ty khổng lồ sản xuất thiết bị năng lượng gió đầu tư vào Ninh Lăng, tiến thêm một bước củng cố địa vị trụ sở ngành năng lượng mới của Ninh Lăng. Mà thiết bị điện cùng với ngành tài liệu cũng thành điểm nóng mở rộng đầu tư, các công ty đều không ngừng mở thêm dây chuyền sản xuất hoặc tăng cường đầu tư thăng cấp sản nghiệp. Năm 2008 được cho là năm hai ngôi sao Ninh Lăng, Ando chạy song song, nhất là nửa cuối năm Ando càng phát lực mạnh hơn, tháng 8 có tốc độ tăng trưởng gần 20%, sản nghiệp trụ cột khổng lồ một khi tiến vào giai đoạn phát triển tuần hoàn cũng có nghĩa nó bộc phát sức sống mạnh mẽ. Mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước không được tốt nhưng vẫn chưa có thể ảnh hưởng đến Ninh Lăng và Ando. Ngoài Ninh Lăng và Ando phát triển nhanh ra, Miên Châu cũng đang nhanh chóng đuổi đem. Theo hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê hoàn thành xây dựng trụ cột cùng với hóa đơn của các công ty công nghiệp quốc phòng tăng mạnh, ngành cơ giới gia công, chế tạo thiết bị tinh vi, thiết bị cơ điện và động thực, tài liệu hợp kim, điện tử hàng không của Miên Châu nghênh đón thời kỳ phát triển nhanh chóng. Hơn nữa Miên Châu cũng đẩy mạnh tốc độ xây dựng đô thị mới hòa làm một thể với hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, Miên Châu đưa ra kế hoạch đến năm 2010 sẽ hoàn thành xây dựng đô thị với 10 triệu dân, đến năm 2015 sẽ xây dựng đô thị khoa học kỹ thuật sinh thái 20 triệu dân. Ngoài ba nơi Ninh Lăng, Ando và Miên Châu phát triển rất nhanh ra, mấy nơi như Đường Giang, Vinh Sơn cùng Tân Châu cũng đều xuất hiện xu thế đáng mừng. Sau khi Vưu Liên Hương lên làm bí thư thị ủy Đường Giang, cô lợi dụng ưu thế Đường Giang ở gần sát Ando mà hấp dẫn nhiều ngành vốn từ Ando rời sang, đồng thời toàn lực thu hút đầu tư, phát triển sản nghiệp điện tử cao cấp, hấp dẫn nhiều công ty Đài Loan, Hong Kong tụ tập về Đường Giang. Chỉ trong mấy tháng năm 2008 đã có 30 công ty với quy mô khác nhau trong ngành điện tử đặt chân vào khu công nghiệp điện tử Đường Giang, mà ngành chủ đạo khác của Đường Giang là dệt may do được kịp thời điều chỉnh nên vẫn ổn định được trước tình hình kinh tế thế giới suy thoái. Đặng Nhược Hiền làm bí thư Vinh Sơn cùng với Lô Vệ Hồng làm chủ Tân Châu đều có biểu hiện khá tốt, nhất là liên tục tung chiêu trong thu hút đầu tư, đều lộ vẻ thần thông. Ngành hóa chất của Vinh Sơn phát triển khá nhanh, mà Tân Châu lại trọng điểm dựa vào tập đoàn Hòa Hoàng để xây dựng cảng lớn nhất dòng Ô Giang, mở rộng ra khu vực Quế Bắc. Cả An Nguyên như thể hiện xu thế phát triển cực tốt nhưng có hưng cũng có suy. Triệu Quốc Đống nhìn Tiêu Phượng Minh từ trên xuống dưới, xem ra trạng thái tinh thần khá tốt, ít nhất không có vẻ uể oải hoặc xúc động, vậy là tốt. Chủ tịch, ngài đừng đánh giá tôi như vậy, tôi không sao.
Tiêu Phượng Minh cảm thấy tâm tư của Triệu Quốc Đống nên cười nói. Ngài đặt tôi vào vị trí này, chẳng lẽ tôi gặp chút ngăn trở, ủy khuất đó cũng không chịu nổi sao? Ngài yên tâm, chuyện tôi đã nhận định thì nhất định sẽ làm được. Ồ, chỉ cần anh duy trì trạng thái này là tôi yên tâm, về phần công việc cụ thể tôi thật ra không lo, thị phi tự có công luận, đen thì bọn họ không thể nói là trắng, trắng bọn họ cũng không thể nói là đen. Không thẹn với lương tâm là đủ, tôi tin anh, vì vậy anh không cần giải thích với tôi, cứ làm theo suy nghĩ của anh đi. Triệu Quốc Đống tự mình đặt cốc trà xuống trước mặt Tiêu Phượng Minh. Tiêu Phượng Minh thoáng thấy ấm áp trong lòng. Y biết Triệu Quốc Đống tin mình nhưng lời đồn thổi đầy trời bên ngoài mà Triệu Quốc Đống không hỏi một câu, sự tin tưởng như vậy ai có thể cho mình. Chủ tịch, nếu là như vậy thì tôi vẫn định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hai công ty kia. Nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh không đưa ra một cách nói thì tôi xin nói xấu trước, tôi sẽ không dừng, càng không chờ. Không ai đến giúp Lô Hóa chúng tôi chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Ủy ban Kỷ luật bọn họ nếu thật sự thấy Tiêu Phượng Minh tôi có vấn đề gì ở trong đó. Nếu tạm thời đình chỉ công tác thì đình chỉ, cần bắt tôi cứ bắt. Nhưng chỉ cần tôi còn ở vị trí bí thư thị ủy, tôi sẽ kiên định đi tới. Tiêu Phượng Minh cũng không nói vòng vo mà nói thẳng. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút nói. Cứ làm, bên ủy ban kỷ luật thì tôi sẽ nói với bọn họ, thời gian không đợi người, cải cách công ty vốn là việc lớn, hơn nữa đây là loạt pháo đầu của thị ủy ban Lô Hóa. Bọn họ nếu thật sự thấy Lô Hóa có vấn đề, như vậy thì phải khách quan điều tra. Không thể mang theo nghi ngờ rồi chỉ đạo chung chung. Nhưng tôi phải nhắc anh là làm nhiều nói ít, chú ý phương thức, phương pháp, đoàn kết hết tất cả người có thể đoàn kết, ở vấn đề không phải nguyên tắc có thể nhường một chút. Mục đích của các anh là làm được việc, không nên quá tính toán chi ly. Đối với Lô Hóa mà nói thì hiệu suất là quan trọng nhất, kết quả lần đầu càng quan trọng hơn. Tiêu Phượng Minh trịnh trọng gật đầu nói. Tôi hiểu. Từ lúc thúc đẩy cải cách hai công ty lớn nhất thị xã đến nay, thị ủy ban Lô Hóa gặp rất nhiều nghi vấn. Nhưng Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa đều không dao động, bọn họ thấy rõ nếu như hai công ty này không kịp cải cách, nó mà, ngã, xuống thì đó sẽ là cơn ác mộng thật sự của thị ủy ban Lô Hóa. Vì vậy thị ủy ban Lô Hóa tích cực đưa ra lời mời với các công ty khổng lồ trong và ngoài tỉnh, mời bọn họ đến khảo sát tình hình phát triển của hai công ty này, bắt mạch chẩn đoán hai công ty này, đồng thời cũng cố ý tung cành ô liu với các công ty. Hy vọng có thể thực hiện chuyển nhượng hoàn toàn hai công ty kia. Khoản nợ lớn của hai công ty là trở ngại lớn nhất với các nhà đầu tư. Thị ủy ban Lô Hóa nhìn chúng hai công ty thì bọn họ đều tỏ ra hứng thú nhất định với công ty của Lô Hóa, nhưng khi biết khoản nợ của hai công ty này liền không có hứng thú nữa. Điều này làm thị ủy ban Lô Hóa rất lo lắng. Cuối cùng tỏ ra hứng thú không phải công ty trong ngành sản xuất, bọn họ chỉ nhìn chúng khu đất của hai công ty lớn này. Không phải muốn chấn hưng hai công ty, mà công ty trong ngành từ góc độ kinh doanh lại không có hứng thú. Vì vậy thị ủy ban Lô Hóa từ chối mấy công ty không thuộc ngành sản xuất chấp nhận mua lại hai công ty kia, bọn họ muốn hấp dẫn một công ty tư nhân cơ giới công trình nổi tiếng của tỉnh tương sát nhập cả hai công ty kia. Điều này lập tức tạo ra nghi vấn ngập trời, bị mắng, cuối cùng chính là kiện cáo lên ủy ban kỷ luật tỉnh, thậm chí là quốc vụ viện, ủy ban kỷ luật trung ương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 20, chương 98. Nghi vấn đối với Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa chính là tại sao thị ủy ban Lô Hóa lại chấp nhận gánh chịu một bộ phận khoản nợ cũng muốn đưa công ty cho công ty tư nhân tỉnh ngoài, công ty trong tỉnh muốn tiếp nhận tất cả khoản nợ lại bị Lô Hóa từ chối. Cái này thoáng cái xuất hiện uy lực, nhưng thị ủy ban Lô Hóa trong báo cáo với tỉnh đã đưa ra giải thích rõ ràng nằm ở chỗ giải quyết công việc cho công nhân, nhân viên hai công ty. Thứ hai là có thể tiếp tục đảm bảo ngành cơ giới công trình là sản nghiệp trụ cột của Lô Hóa. Nhất là điểm trước càng quan trọng, mà không phải công ty trong ngành cơ giới công trình thì chỉ có nhằm vào đất và tài sản khác của hai công ty, không đưa ra được phương án chấn hưng hai công ty. Căn cứ điểm này nên thị ủy ban Lô Hóa bác bỏ yêu cầu của bọn họ. Nhưng cách trả lời này không làm người ta hài lòng, nhất là có một bộ phận cán bộ lãnh đạo hai công ty bị lợi ích hấp dẫn mà đi kích động công nhân kiện cáo. Ủy ban kỷ luật tỉnh đã bắt đầu tham gia điều tra, nó trực tiếp ảnh hưởng đến công việc bình thường của thị ủy ban Lô Hóa. Mà hai công ty tư nhân tỉnh tương cũng cho rằng nền chính trị Lô Hóa đang có địch ý với công ty từ bên ngoài nên có ý không muốn sát nhập hai công ty kia nữa. Nó làm thị ủy ban Lô Hóa rất sốt ruột. Đúng là ở tình huống này nên Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa cũng mới chuyên môn lên tỉnh báo cáo công việc,
mong được tỉnh ủng hộ. Trong con đường chính trị của mỗi người không tránh khỏi những lúc gặp mưa gió, Tiêu Phượng Minh rất biết điều này. Lô Hóa có thể coi là khiêu chiến lớn nhất từ lúc y vào chính trị, nếu không qua được cửa này thì tiền đồ chính trị của y sẽ dừng ở đây, nếu vượt qua thì chờ y chính là con đường sáng chói. Triệu Quốc Đống nhắc làm Tiêu Phượng Minh ý thức được công việc chủ yếu của mình là bài trừ tất cả trở ngại để hoàn thành công việc trong tay, càng là lúc khó khăn cũng có nghĩa thắng lợi chỉ cách có một bước, mà thất bại cũng thường chính là vào lúc này. Phượng Minh mới vừa đi ư. Trung Dược Quân đi đến văn phòng Triệu Quốc Đống thì Tiêu Phượng Minh vừa rời đi, hai người cũng chỉ nói vài câu ở cửa rồi chia tay, lúc này Tiêu Phượng Minh không có tâm tư hâm mộ sự huy hoàng của Ninh Lăng, tất cả đã không còn quan hệ với y bây giờ cần chính là làm thế nào để trấn hưng Lô Hóa. Ừ, nói chuyện vài câu thôi. Triệu Quốc Đống ra hiệu Trung Dược Quân ngồi xuống. Tôi thấy Phượng Minh rất bận, có lẽ đang bận việc ở Lô Hóa nên tôi không nói chuyện nhiều với y. Cảm thấy trạng thái tinh thần của y khá tốt, xem ra đã tìm được chỗ dựa về mặt tinh thần ở chỗ chủ tịch. Trung Dược Quân trêu đùa. Tình hình Lô Hóa thì anh cũng biết đó. Phượng Minh mấy tháng nay đủ mệt rồi, chẳng qua càng là lúc khó khăn cũng có nghĩa thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Phùng Cương quá mẫn cảm ở vấn đề này, làm việc kiểu gì chẳng chạm vào lợi ích của ai đó. Ủy ban kỷ luật tỉnh giống trống khua chiêng đi xuống như vậy. Không phải cố ý làm ảnh hưởng đến danh dự của đảng ủy, chính quyền địa phương sao? Nếu thật sự có chuyện thì không nói làm gì, nhưng mới chỉ là tin bề ngoài đã dùn súng dùng gươm là không ổn. Giọng Trung Dược Quân thoáng hiện một tia bất mãn. Cũng may Ân Cảnh Tùng khá công tâm, đến Lô Hóa nói rất lý lẽ, có đường lui. Ủy ban kỷ luật tỉnh có cân nhắc của mình, nhiều đơn kiện cáo như vậy, ủy ban kỷ luật mà không có động tác cũng không được. Để Ân Cảnh Tùng dẫn đội cũng có thể nói rõ một ít vấn đề. Tôi nghĩ đây cũng là tốt, nói hết ra, thị ủy ban Lô Hóa càng dễ làm việc hơn. Tôi tin hầu hết mọi người có thể cân nhắc được lợi hại trong đó. Triệu Quốc Đống nhìn vấn đề khá xa. Ở vấn đề này đám người Phượng Minh có suy nghĩ tốt nhưng cũng cần cân nhắc mức độ tiếp nhận của dân chúng, vì vậy công khai để mọi người cùng tham khảo thấy lợi hại được mất. Mấy triệu dân Lô Hóa chẳng lẽ không có ai nhìn thấy vấn đề trong đó ư? Trung Dược Quân thở dài một tiếng không nói thêm nữa. Nó giống việc cải cách y tế của Ninh Lăng vậy, ngay từ đầu mình bị vô số người lên án và chỉ trích nhưng bây giờ đã là quá khứ, tiếng phản đối dần tan đi, vàng thật không sợ lửa, khi hiệu quả dần có thì công kích đương nhiên sẽ dừng lại. Chủ tịch tỉnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Hà Lệ Chi cuối tuần sẽ dẫn đoàn khảo sát tới khảo sát việc cải cách y tế ở quận Tây Giang, ý của Bí thư Lăng là mời ngài đi cùng đoàn, có thể muốn ở lại Ninh Lăng 2 ngày, ngài có an bài gì không? Ồ! Hà Lệ Chi đến, cũng là lão đồng nghiệp, xem ra Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đúng là rất để tâm việc thí điểm này của Tây Giang. Hà Lệ Chi tự mình đến điều tra, vậy cũng tốt, tỉnh và thị xã cần chuẩn bị một chút, coi như là đưa ra vài kinh nghiệm cho quyết định của Trung ương ở phương diện này. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Tốt và xấu đều phải đưa ra, vấn đề tồn tại càng cần cẩn thận phân tích, tranh thủ được sự ủng hộ từ trên Trung ương. Tôi cũng có ý này. Tây Giang chi tiêu không ít, vấn đề cũng không thiếu nhưng tổng thể mà nói vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn. Mấy vấn đề đoán trước cũng xuất hiện, cũng may cơ chế giám sát theo kịp để giải quyết khó khăn. Chẳng qua hiện nay áp lực của các bệnh viện vẫn rất lớn, nhiều bệnh nhân không muốn ra viện, coi bệnh viện là viện nghỉ dưỡng, cơ sở y tế vẫn còn tồn tại tình huống một số bệnh nhân thường xuyên đến kiểm tra, khám bệnh. Tây Giang cũng đã đình chỉ 2 cơ sở y tế, trong đó có một bệnh viện công lập. Chi tiêu tài chính có áp lực gì không? Tôi chỉ là nếu như toàn thị xã tiến hành thí điểm thì Ninh Lăng có thừa nhận được không? Chủ tịch, 1/9 mới bắt đầu chính thức tiến hành, bây giờ mới qua 2 tháng, ngài đã muốn tiến hành thí điểm ở cả Ninh Lăng sao, có sớm quá không? Trung Dược Quân nở nụ cười, hắn không nghĩ Triệu Quốc Đống còn tích cực hơn mình. Không, tôi nói anh cần đặt chân lâu dài, nếu thí điểm ở Tây Giang đạt hiệu quả tốt, vấn đề tồn tại có thể từng bước cải thiện và giải quyết. Như vậy có nghĩa ở An Nguyên chúng ta, ít nhất là ở Ninh Lăng có điều kiện tiến hành cải cách y tế toàn dân. Mấy huyện có tài chính yếu hơn như Thương Hóa, Phong Đình thì tài chính thị xã có thể bù cho một bộ phận để thực hiện. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Tôi hy vọng Ninh Lăng có thể dẫn đầu đẩy mạnh thí điểm trong toàn tỉnh, nó có thể tăng lên ưu thế và địa vị chiến lược của Ninh Lăng. Mắt Trung Dược Quân sáng lên, y nghe ra ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Chủ tịch tỉnh, có phải chuyện có tung tích?
Trung Dược Quân chỉ chính là trong thời gian trước đã đồn đại xôn xao về việc Quốc vụ viện có ý điều chỉnh quyền hạn xét duyệt đối với một bộ phận cấp thị xã, có lẽ là muốn nâng một số thị xã phát triển mạnh về kinh tế, sự nghiệp xã hội lên cấp phó tỉnh, tin này được truyền mạnh trên mạng. Mấy nơi như Tô Châu, Phổ Tích, Phật Sơn, Đông Hoàn, Ninh Lăng, Đường Sơn, Ôn Châu, Từ Châu, Bao Đầu, Yên Thai, Lạc Dương, Đại Khánh đều nằm trong danh sách này. Đừng có nghe gió lại thấy là mưa, chuyện này không biết từ đâu truyền ra, có lẽ là suy nghĩ cá biệt của nhân viên trung tâm nghiên cứu nào đó của Quốc vụ viện, căn bản chưa nằm trong phạm chủ xem xét của Trung ương. Hơn nữa tôi cho rằng ở tình hình hiện nay thì Trung ương cũng không quá có thể tiến hành điều chỉnh chế độ hành chính này. Triệu Quốc Đống liếc nhìn Trung Dược Quân. Chẳng qua tôi thật ra nghe thấy một cách nói đó là Trung ương có lẽ sẽ tiến hành cải cách cơ chế hành chính, hủy bỏ cấp thị xã, đẩy mạnh huyện trực thuộc tỉnh. Ồ, đây hình như không phải tin mới mà. Bên Giang Tích đã bắt đầu thí điểm. Trung Dược Quân không cho là đúng. Hiện nay cơ cấu cấp thị xã càng lúc càng không phù hợp trào lưu phát triển, nhất là cấp thị xã và huyện tranh đoạt tài nguyên. Nó chẳng những giảm hiệu suất làm việc, chi tiêu hành chính cũng rất cao. Thực tế mà nói cơ cấu cấp thị xã đã không thích hợp trào lưu lịch sử, cũng đến lúc cần cân nhắc rút lui cơ cấu này. Giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó nên Trung Dược Quân quan sát Triệu Quốc Đống một chút. Chủ tịch, chẳng lẽ lần này Trung ương thật sự hạ quyết tâm giải thể cấp thị xã? Chẳng lẽ sẽ tiến hành thí điểm ở An Nguyên chúng ta? Sao, không thể ư? An Nguyên chúng ta dám tiến hành thí điểm cải cách y tế trước thiên hạ cơ mà, cải cách cơ chế hành chính thí điểm ở An Nguyên có gì là không được? Hả, thật ư? Trung Dược Quân giật mình. Chưa nhanh như vậy đâu, nhưng Trung ương đã có ý đồ này, từng bước đẩy mạnh tỉnh quản lý huyện, bắt đầu từ cách huyện phát triển mạnh rồi dần quá độ đến cấp thị xã chỉ quản lý quận, mà huyện do tỉnh quản lý, đến cuối cùng cơ cấu cấp thành phố, thị xã chỉ quản lý về thị chính, không còn chức năng hành chính nào khác, hoàn toàn hủy chính quyền cấp thị xã. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Đây là con đường nhất định phải đi, nhưng có thể phải mấy năm mới thực hiện được. Nhưng tôi nghĩ có vài phương diện chúng ta có thể tiến hành trước, ví dụ như cho đảng ủy, chính quyền cấp huyện thêm quyền lực xét duyệt. Quyển 20, chương 9-19. Nằm trên giường chơi với con, trong lòng Triệu Quốc Đống dâng lên cảm giác ấm áp. Gương mặt đứa bé có vẻ giống hắn nhưng miệng lại giống Nhược Đồng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đứa bé thoáng cái đã được hơn 6 tháng, Triệu Quốc Đống vô thức cọ cọ mặt mình, đây đã lần thứ mấy Bắc Kinh đổ tuyết. Triệu Quốc Đống đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mở ra làm một làn gió lạnh thổi vào. Bảo mẫu đang ở bếp làm việc, Nhược Đồng ra siêu thị mua đồ, nhà rất yên tĩnh. Sau hội nghị thường ủy kịch liệt đó, tình hình An Nguyên thoáng cái trở nên yên tĩnh rất nhiều. Mặc dù là cục diện ở Lô Hóa cũng không tạo ra bao sóng gió. Ủy ban kỷ luật tỉnh nghiêm túc điều tra các tình hình được phản ánh, trả lại sự trong sạch cho thị ủy, ủy ban Lô Hóa. Mà hướng đi của hai công ty lớn nhất Lô Hóa cũng đã có kết luận, hai công ty đều có chủ, chính quyền thị xã Lô Hóa gánh chịu một bộ phận tiền nợ ngân hàng của hai công ty, cũng chủ động đảm bảo giúp hai công ty đạt được tài chính khởi động, nhanh chóng sửa chữa nhà xưởng, mua dây chuyền sản xuất mới. Phải nói sự nhiệt tình của thị ủy, ủy ban Lô Hóa đã làm đối tác cảm động, hai công ty lớn trong ngành cơ giới công trình tỉnh tương đều chủ động nói muốn xây dựng Lô Hóa là trụ sở sản xuất khổng lồ chỉ kém hơn Trường Sa. Cũng rất nhanh khởi động công trình xây dựng dây chuyền sản xuất mới của hai nhà máy. Vì thế cũng lục tục đưa thêm một vài công ty đầu tư vào Lô Hóa, trong đó có một công ty sản xuất thiết bị khí đốt nổi tiếng cả nước đã tiến hành xây dựng trên diện tích 9.000 mẫu ở Lô Hóa, đầu tư đạt tới 320 triệu tệ, cũng là thành quả thu hút đầu tư lớn nhất của Lô Hóa. Lô Hóa sau nhiều trầm luân cuối cùng nghênh đón ánh mặt trời, bảo sao Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa cuối năm trước đến ủy ban tỉnh làm việc đều lộ vẻ hãnh diện. Năm 2008 đối với An Nguyên mà nói đúng là năm đáng để tự hào. Căn cứ các loại số liệu đưa ra, GDP của An Nguyên thành công vượt qua gần 30 tỷ so với tỉnh dự, GDP bình quân đầu người cũng vượt quá tỉnh dự, bảo sao Thái Cực Quyền lại chuyên môn gọi điện đến bảo Triệu Quốc Đống phải mời khách thật to. Chẳng qua trước khi Thái Chánh Dương gõ hắn, Triệu Quốc Đống cũng dự định gõ Quan Kinh Sơn và Trung Dược Quân một chút. Tốc độ tăng trưởng năm 2008 của TP Ando đạt kỷ lục là 17,8%, nhiều năm như vậy đây là lần đầu Ando có tốc độ hơn bình quân chung toàn tỉnh, cao hơn 2%, trong toàn tỉnh chỉ thấp hơn Ninh Lăng đạt 24,6%. Mặc dù chênh lệch với Ninh Lăng bị tăng lên nhưng không còn có vẻ không có sức hoàn thủ như 2 năm trước. Đối với hai thành phố,
thị xã có GDP vượt quá 300 tỷ thì chênh lệch 20-30 tỷ là không quá lớn. GDP Ando đã đạt gần 310 tỷ, mà GDP Ninh Lăng đã đột phá 335 tỷ, trong cấp thị xã toàn quốc đứng thứ 7 chỉ thấp hơn Tô Châu, Phô Tích, Phật Sơn, Đông Hoàn, Đường Sơn, Yên Thai. Theo tư tưởng của Trung Dược Quân là năm nay Ninh Lăng sẽ vượt qua hai nơi Đường Sơn, Yên Thai, cố gắng đuổi kịp Đông Hoàn, nhất là năm nay kinh tế khu vực Duyên Hải bị ảnh hưởng do việc xuất khẩu, mà Trung ương nghe nói đã có kế hoạch kinh tế kỹ thuật nhưng bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia truyền tin tới quy mô kế hoạch nhỏ hơn so với lo lắng Triệu Quốc Đống nghĩ, có lẽ quy mô chỉ ở tầm 2.000 tỷ. Tuy theo Triệu Quốc Đống thấy vẫn là lớn nhưng như vậy cũng đỡ hơn là cao quá. Mặc dù kế hoạch kinh tế kỹ thuật được đưa ra nhưng Trung Dược Quân vẫn rất tự tin, nói năm 2009 Ninh Lăng nhất định sẽ lọt vào top 4 toàn quốc. Suy nghĩ của Trung Dược Quân rất đẹp nhưng thực tế lại thường làm người ta bất đắc dĩ. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Hắn chỉ sợ Triệu Quốc Đống không thể lấy thân phận bí thư thị ủy Ninh Lăng để chứng kiến GDP Ninh Lăng tiến vào top 4 thị xã toàn quốc. Cuối năm Triệu Quốc Đống gặp mặt Qua Tĩnh. Qua Tĩnh chủ động hỏi về tình hình của Trung Dược Quân làm Triệu Quốc Đống khá nhạy cảm. Sau đó Triệu Quốc Đống không chịu bỏ qua Qua Tĩnh, Qua Tĩnh không thể nào vòng quanh được nên đành nói Trung ương khá hài lòng với biểu hiện của Trung Dược Quân, cho rằng Trung Dược Quân có biểu hiện xuất sắc ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhất là nắm rõ thăng bằng giữa phát triển kinh tế và vấn đề dân sinh, đạt thành tích tốt trong xây dựng nhà xã hội và cải cách y tế, Trung ương có thể sẽ trao thêm trọng trách cho Trung Dược Quân. Từ các tin tức đạt được thì sang năm mới Trung Dược Quân nhất định sẽ đến tỉnh khác nhận chức. Bây giờ còn chưa rõ Trung Dược Quân sẽ đi tỉnh nào, không biết đảm nhiệm chức vụ gì. Nhưng theo thông lệ là tiền nhiệm của Trung Dược Quân, mình làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, mà mấy năm qua Ninh Lăng phát triển nhanh hơn nữa thì chắc Trung Dược Quân cũng không kém mình. Triệu Quốc Đống đoán không chừng Trung Dược Quân sẽ đến một tỉnh có kinh tế không quá phát triển làm phó chủ tịch thường trực. Nếu là như vậy thì Trung Dược Quân rời khỏi Ninh Lăng có chút đáng tiếc nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ lại nếu Trung Dược Quân thật sự lên chức nhanh như vậy, như thế Tiêu Phượng Minh cũng chưa chắc có thể tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy Ninh Lăng. Từ góc độ thăng bằng Trung ương có lẽ sẽ cân nhắc ứng viên khác, khả năng lớn nhất là Trung ương sẽ điều cán bộ từ tỉnh thành khác hoặc bộ nào đó tới. Nghĩ tới đây tâm trạng Triệu Quốc Đống thoáng bình tĩnh lại. Đưa Tiêu Phượng Minh tới vị trí bí thư thị ủy Lô Hóa vừa giúp y rèn luyện cũng có thể giúp y tạo trụ cột kiên cố sau này. Từ tình hình của Tiêu Phượng Minh hiện nay thì thấy khá xuất sắc, không phục kỳ vọng. Ngay cả Lăng Chính Dược cũng đánh giá cao Tiêu Phượng Minh, trong hội nghị tổng kết công tác kinh tế cuối năm đã điểm danh khen ngợi Lô Hóa, cho rằng bộ máy mới của Lô Hóa do Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa cầm đầu đã mở được cục diện của Lô Hóa, kêu gọi toàn bộ thành phố, thị xã khác của tỉnh học tập Lô Hóa. Tiếng điện thoại làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại trong cơn trầm tư, là Lưu Thác gọi tới. Năm trước Lưu Thác chính thức làm bí thư thị ủy Hắc Hà. Bây giờ còn kiêm chức chủ tịch tỉnh, có lẽ sang năm hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Hắc Hà diễn ra thì y sẽ thôi chức chủ tịch tỉnh. Thác ca, em đang ở nhà, không phải còn vài ngày nghỉ sao? Ừ, mùng 7 sẽ sang, sao, có việc gì thế? Cuối năm Triệu Quốc Đống và Lưu Thác có ngồi ăn với nhau một bữa, bận việc nên có thể dành thời gian ngồi với nhau là không dễ. Lưu Thác thoáng trầm ngâm một chút rồi mới nói. Quốc Đống, chú rất quen với Trung Dược Quân hả? Triệu Quốc Đống giật mình. Ừ, sao vậy, em và y đã từng cộng tác, rất quen. Ha ha, cũng không có việc gì, anh chỉ muốn tìm hiểu tình hình của Trung Dược Quân, xem ra y cũng là người giỏi làm kinh tế hả? Lưu Thác nói khá tùy ý nhưng Triệu Quốc Đống biết với tính của Lưu Thác tuyệt đối không hỏi một người không quen một cách vô nghĩa như thế. Trung Dược Quân tuy có quan hệ mật thiết với mình, Lưu Thác cũng biết người này nhưng quan hệ đó Lưu Thác chỉ mơ hồ hiểu. Thác ca. Có phải có việc gì không? Triệu Quốc Đống thoáng suy nghĩ. Lưu Thác từ ban tổ chức cán bộ Trung ương đi ra, trưởng ban bây giờ nghe nói có quan hệ mật thiết với Lưu Thác, mà mấy hôm trước Qua Tĩnh lại ám chỉ Trung Dược Quân có thể được trọng dụng, mình vẫn cân nhắc trọng dụng có thể là đến tỉnh nào đó làm chủ tịch thường trực tỉnh hoặc là trưởng ban tổ chức cán bộ, xem ra hình như không chỉ có thể như vậy. Thác ca, có chuyện gì anh nói rõ đi, có phải Trung Dược Quân sẽ đến Hắc Hà? Ha ha, xem ra không giấu được chú. Đây không phải bí mật gì, có lẽ mai là mọi người đều biết. Ừ, có lẽ khi bắt đầu đi làm thì ban sẽ có người đến trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ yếu của An Nguyên. Lưu Thác cười rất thoải mái. Ồ, thật ư, đảm nhiệm chức vụ gì? Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, phó bí thư tỉnh ủy Hắc Hà nghe nói sẽ tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh Lưu Thác để lại,
bí thư thị ủy thành phố Cáp sẽ làm phó bí thư đảng đàn Hắc Hà, chẳng lẽ Lưu Thác Sang làm bí thư thị ủy thành phố Cáp? Đến lúc đó chú sẽ biết, anh chỉ hỏi qua chút tình hình của Trung Dược Quân mà thôi. Ngày 19 tháng 2 năm 2009, Trung ương đưa quyết định miễn chức thường vụ tỉnh ủy, ủy viên tỉnh ủy An Nguyên của Trung Dược Quân. Tỉnh ủy An Nguyên cũng miễn chức bí thư thị ủy Ninh Lăng của Trung Dược Quân, cùng lúc ấy Trung ương bổ nhiệm Trung Dược Quân làm thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy thành phố Cáp Hắc Hà. Cùng ngày tỉnh ủy Điền Nam miễn chức thường vụ thị ủy, bí thư thị ủy Ngọc Hà của Vương Liệt. Ngày 20 tháng 2, Trung ương bổ nhiệm Vương Liệt làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên. Ngày 21 tháng 2, tỉnh ủy An Nguyên bổ nhiệm Vương Liệt làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Quyển 20, chương 100. Thiếu. Quyển 20, chương 101. Thế giới này luôn có điều kỳ diệu, ý đồ của Trung ương là điều anh không bao giờ suy đoán được. Triệu Quốc Đống đạt được tin là Đàm Lập Phong có thể đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhưng không ngờ lại là Vương Liệt điều từ Điền Nam đến An Nguyên làm thường vụ thị ủy, bí thư thị ủy Ninh Lăng. Mãi đến khi tất cả được xác định xong, tỉnh ủy An Nguyên tuy biết Trung ương điều một cán bộ từ tỉnh ngoài đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhưng dù là Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều không ngờ lại là Vương Liệt. Lăng Chính Dược cũng không rõ quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Vương Liệt, mặc dù y biết Triệu Quốc Đống và Vương Liệt quen nhau nhưng không rõ quan hệ phức tạp giữa hai người. Triệu Quốc Đống thật ra khá chào đón Vương Liệt. Triệu Quốc Đống khá tán thành quan điểm phát triển của Vương Liệt. Nhất là Vương Liệt nhìn chúng tương lai phát triển của ngành công nghệ sinh học, lợi dụng trụ cột tài chính hùng hậu của Ngọc Hà mà toàn lực chế tạo ngành công nghệ sinh học ở Ngọc Hà. Hai năm qua cũng đạt thành tích khá rõ ràng, Ngọc Hà biến thành trụ sở của ngành công nghệ sinh học quan trọng nhất khu vực Trung Tây. Ngành công nghệ sinh học nhất là sản xuất dược của Ngọc Hà phát triển càng lúc càng nhanh, trở thành trụ cột thứ hai sau ngành sản xuất thuốc lá, dự tính năm nay sẽ vượt qua ngành sản xuất thuốc lá. Hoắc Vân Đạt bây giờ là thị trưởng Ngọc Hà, Vương Liệt đi, phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, Kỳ Tử Lan đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Ngọc Hà. Hoắc Vân Đạt khá thoải mái với an bài này, mà Kỳ Tử Lan cùng Hoắc Vân Đạt cũng khá quen thuộc. Trung Dược Quân đương nhiên là vui vẻ việc mình làm phó bí thư tỉnh ủy Hắc Hà kiêm bí thư thị ủy thành phố Cáp. Người ban tổ chức cán bộ Trung ương khi đến khảo sát Trung Dược Quân cũng chuyên môn nhắc đến trong thời gian Trung Dược Quân chủ trì Ninh Lăng chẳng những tiếp tục đẩy mạnh kinh tế Ninh Lăng phát triển với tốc độ cao, càng quan trọng hơn là nắm chắc thời gian để thí điểm, suy nghĩ cho quần chúng. Có người vui mừng thì sẽ có người buồn. Sao, rất có cảm xúc à? Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nhìn Tiêu Phượng Minh trông già hơn năm trước không ít. Không phải, tôi đánh giá bí thư Dược Quân nếu sớm đi thì khả năng tôi thay thế là không cao. Nếu như y có thể làm thêm một năm thì tôi sẽ có cơ hội. Tiêu Phượng Minh thản nhiên nói. Anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, nhưng anh phải thấy một điểm, chỉ cần anh làm ra thành tích thì Trung ương sẽ có thể thấy. Công tác kinh tế, xã hội dân sinh, điểm này Dược Quân nắm rất chắc cho nên... Triệu Quốc Đống dừng lại một chút. Vấn đề hiện nay của Lô Hóa là kết cấu kinh tế, nhưng Lô Hóa đã có mở đầu tốt. Giải quyết được hai công ty kia, bây giờ chính là thừa thắng truy kích, tiến thêm một bước đẩy mạnh. Tiêu Phượng Minh lặng lẽ gật đầu. Một địa phương trong từng giai đoạn luôn có công việc trăng các Vũ Tuấn. Công việc trung tâm của Lô Hóa hiện nay có hai việc, một là đảm bảo xã hội ổn định, tăng cường điều chỉnh kết cấu kinh tế, làm kinh tế công nghiệp của Lô Hóa đi vào quỹ đạo. Vừa muốn đẩy mạnh thu hút đầu tư, vừa muốn cố gắng đào móc tiềm lực bản thân, ví dụ như cải thiện hoàn cảnh. Nên làm như thế nào thì anh cũng hiểu, Ngạn Hoa cũng rõ, cố gắng trong 2-3 năm làm kinh tế Lô Hóa khởi sắc. Tôi tin anh có thể làm được. 2 năm, Tiêu Phượng Minh hít sâu một hơi, đúng, với tình hình thực tế của Lô Hóa không có 2 năm sợ khó có khởi sắc lớn. 2 năm này mình phải liều mạng làm việc, Trung Dược Quân đã đi, mình không kịp thời tranh được. Bây giờ phải dựa vào cố gắng mà tiến lên. Lô Hóa nhiều vấn đề nhưng nếu làm Lô Hóa thay đổi hẳn thì cũng càng dễ làm ra thành tích. Chủ tịch, ngài yên tâm, trong lòng tôi mặc dù có chút không vui nhưng coi như bình thản. Dược Quân có thể làm được, tôi tin mình có thể làm được. Lô Hóa tuy kém Ninh Lăng nhưng tôi nghĩ mình cũng đạt được thành tích tốt ở Lô Hóa. Tiêu Phượng Minh rất quyết đoán nói. Tốt, tôi muốn nghe lời này của anh. Anh không có điểm nào thua kém Dược Quân. Ở Lô Hóa càng có thể thể hiện năng lực của anh. Bí thư Lăng và tôi đều coi trọng đôi cộng tác vàng giữa anh và Ngạn Hoa. Triệu Quốc Đống cũng đầy cảm xúc nói. Đợt Tết trưởng ban qua cũng từng hỏi tình hình của anh, tôi giới thiệu qua một chút. Trưởng ban qua rất đồng ý quan điểm của tôi, cán bộ chỉ muốn sống cuộc sống ấm áp trong phòng,
không chịu gánh vác trọng trách thì sao được. Mắt Tiêu Phượng Minh sáng lên, Qua Tĩnh còn có ấn tượng với mình, lại được Triệu Quốc Đống ở bên gõ, chút mất mát trong lòng y thoáng cái biến sạch. Chủ tịch, trưởng ban Qua còn có ấn tượng về tôi. Ha ha, đừng thiếu tự tin như vậy chứ. Nếu có cơ hội có thể chủ động đi thăm trưởng ban Qua một chút. Chị ta rất hy vọng lão nhân viên An Nguyên đến thăm mình. Tôi nhớ lúc chị ta làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh thì anh là trưởng ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng mà. Triệu Quốc Đống cười nhắc. Trưởng ban Qua rất niệm tình cũ, An Nguyên là cái nôi trưởng thành của chị ta, tôi nghĩ chị ta sẽ vui mừng khi cấp dưới đến thăm. Tiêu Phượng Minh cũng nở nụ cười, hắn đương nhiên biết không phải lãnh đạo nào cũng thích nhân viên đến thăm mình, nhất là không quen thuộc và cùng cấp. Triệu Quốc Đống nếu nói như vậy thì đương nhiên là có chừng mực. Thoáng cái đã về An Nguyên 2 năm, Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua Âu Dương Cẩm Hoa đang ở phòng bên mà có rất nhiều cảm xúc. Âu Dương Cẩm Hoa kết hôn nghỉ nửa tháng rồi vùi đầu vào công việc. Đi theo mình sẽ không có một ngày dễ dàng, khó trách ngay cả Quách Hiểu cũng có vài câu oán giận. Triệu Quốc Đống đang cân nhắc hướng đi của Âu Dương Cẩm Hoa. Âu Dương Cẩm Hoa năm nay đã 31, tuổi không còn quá trẻ. Đi làm thư ký cho mình được 3 năm, điều đi cũng hợp tình hợp lý. Theo nhiều người thì Âu Dương Cẩm Hoa ít nhất có thể theo mình 3 năm nữa, nói cách khác hết nhiệm kỳ chủ tịch tỉnh này. Kể cả chánh văn phòng ủy ban tỉnh Tăng Lệnh Thuần cũng cho rằng như vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá tán thành quan điểm này. Làm thư ký cho mình tuy có thể học được không ít thứ nhưng thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở sẽ là hạn chế lớn nhất cho sự phát triển sau này. Mà đợi 3 năm sau Âu Dương Cẩm Hoa đã 34 tuổi, dù đến một thị xã nào đó làm cấp phó giám đốc sở thì Triệu Quốc Đống thấy không tính là cơ sở. Trong mắt Triệu Quốc Đống nếu muốn xuống cơ sở thì phải xuống quận, huyện. Chỉ có làm anh làm việc ở quận, huyện vài năm, anh mới có thể chính thức hiểu rõ không khí chính trị Trung Quốc, cũng mới có thể hiểu dân chúng cần gì nhất. Vừa có kinh nghiệm công tác cơ sở vừa có lý lịch công tác, cán bộ như vậy mới là phù hợp nhất trong quan niệm của Triệu Quốc Đống. Có lẽ nên sớm để Âu Dương Cẩm Hoa đi xuống rèn luyện. Triệu Quốc Đống cân nhắc, Âu Dương Cẩm Hoa được lên cấp phó huyện 2 năm, nếu có thể xuống thuận tiện đề bạt một cấp cũng là lựa chọn tốt. Triệu Quốc Đống tin với năng lực và tính cách của Âu Dương Cẩm Hoa thì sẽ rất nhanh thích ứng công tác cơ sở. Làm việc ở cơ sở 2-3 năm ở cơ sở sẽ có thể làm Âu Dương Cẩm Hoa nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ đến lệnh Hồ Triều bây giờ đã thành phó trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống không khỏi cảm khái. Năm ngoái sau khi Quế Toàn Hữu lên chức làm thường vụ thị ủy, phó thị trưởng Thông Thành thì lệnh Hồ Triều cũng rời khỏi huyện Quy Ninh, điều tới làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Hoài Khánh, điều ngang cấp như vậy không thể nói là tốt hay xấu. Chẳng qua bản thân lệnh Hồ Triều khá hài lòng, đợt Tết tới chúc Tết Triệu Quốc Đống, lệnh Hồ Triều nói mình làm phó chủ tịch huyện Quy Ninh không lâu, tới ban tổ chức cán bộ thị ủy sẽ có thể tiếp xúc thêm công việc bên đảng ủy, hơn nữa còn tiếp xúc với công tác tổ chức. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn có thể cảm thấy lệnh Hồ Triều có chút không hài lòng, cho rằng đây là người đi trả lạnh. Quế Toàn Hữu vừa đi, lệnh Hồ Triều liền bị điều chỉnh ngay. Nhưng Triệu Quốc Đống không quá tán thành điểm này, dù Phó Thiên cùng Lữ Thu Thần có khúc mắc với mình cũng không làm rõ ràng như vậy. Phó Thiên năm trước cũng từng chuyên môn đến báo cáo công việc với mình, cũng nhắc đến lệnh Hồ Triều. Triệu Quốc Đống mặc dù không nghe ra ý đồ thật của Phó Thiên nhưng có lẽ Phó Thiên sẽ an bài tốt cho lệnh Hồ Triều. Quyển 20, chương 102. Cảnh ngộ mỗi người là khác nhau. Triệu Quốc Đống không cho rằng lệnh Hồ Triều đến ban tổ chức cán bộ công tác là bị đẩy ra rìa, thời gian dài làm việc bên cạnh mình, còn trẻ như vậy đã đến Quy Ninh làm phó chủ tịch huyện thì rất có vẻ đắc chí. Chẳng qua lúc ấy mình phải rời khỏi Hoài Khánh nếu như không sớm an bài sẽ trì hoãn tiền đồ của lệnh Hồ Triều. Vì vậy hắn mới để lệnh Hồ Triều đến Quy Ninh. Bây giờ thị ủy Hoài Khánh điều lệnh Hồ Triều về ban tổ chức cán bộ cũng là có suy nghĩ rất kỹ, rượu ngon phải ủ mới ngon. Lệnh Hồ Triều làm việc ở Quy Ninh mấy năm coi như là rèn luyện, một năm trợ lý chủ tịch, 5 năm phó chủ tịch huyện, coi như cán bộ cấp phó huyện nhiều thâm niên. Lệnh Hồ Triều từng phụ trách công tác thu hút đầu tư, kinh tế công nghiệp, quản giao thông, xây dựng đô thị. Có thể nói là nghiệp vụ bên ủy ban nắm rõ như lòng bàn tay. Quy Ninh đứng thứ nhất thứ hai của Hoài Khánh, giáp danh An Đô, dù là ở phương diện gì cũng đều tốt. Lệnh Hồ Triều mới hơn 30 tuổi có thể làm được như vậy đã nói rõ tất cả. 35, 36 tuổi làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, lên cấp chính huyện chỉ là một bước nữa mà thôi. Chuyện này lệnh Hồ Triều có lẽ nên thấy đủ, đương nhiên cũng không có nghĩa y chấp nhận dừng ở vị trí này không tiến, có ai không muốn tiến thêm một bước nữa chứ.
Nhất là khi biết Âu Dương Cẩm Hoa cũng làm cán bộ cấp phó huyện vài năm, lệnh Hồ Triều càng thấy gấp gáp hơn. Khẽ nhấp một ngụm trà, Triệu Quốc Đống không ngừng suy nghĩ chuyện trước đây. Chè thanh châm này Lam Hữu Phương mỗi lần đến đều mang trà cho hắn, tâm tư này làm Triệu Quốc Đống rất cảm động. Tính cách ngay thẳng của Lam Hữu Phương thực ra cũng không quá thích hợp công tác bên ủy ban, đến đảng ủy làm sẽ thích hợp hơn một chút. Lam Hữu Phương làm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hoài Khánh một năm rưỡi, đầu năm nay Lam Hữu Phương cuối cùng lên Sở Nông nghiệp tỉnh làm tránh thanh tra. Đối với người ở độ tuổi như Lam Hữu Phương mà nói có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để lên cấp phó giám đốc sở trước khi về hưu. Triệu Quốc Đống phát hiện mình có lẽ không thể tránh được việc muốn cho một số cán bộ có quan hệ mật thiết hoặc cán bộ mình tán thành nhiều cơ hội hơn chút. Mình từng phê phán hiện tượng dùng người thân, cũng nói không ít trong các hội nghị lớn nhỏ nhưng không biết từ lúc nào mình đã có khuynh hướng này. Hắn cũng từng nhiều lần kiểm điểm hành vi của mình, cuối cùng kết luận chính là mình tuy dùng tình cảm nhưng vẫn kiên trì được nguyên tắc. Như Lam Hữu Phương từng hy vọng đến một thị xã nào đó làm thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, thị xã đó thực ra là Thiên Châu. Hy vọng Triệu Quốc Đống có thể giúp một chút. Triệu Quốc Đống cân nhắc mãi vẫn không ra mặt, cán bộ Thiên Châu có tư tưởng bảo thủ, thị ủy đang toàn lực phá vỡ quan niệm này, đổi mới quan hệ. Lam Hữu Phương lại là người có tính cách khá bảo thủ, ngay thẳng, y đến Thiên Châu rất khó nói sẽ tạo tác dụng gì ở trong đó, cho nên ở vấn đề này Triệu Quốc Đống vẫn không đồng ý. Ở vấn đề dùng người, Triệu Quốc Đống mặc dù là biết rõ sẽ bị mắng dùng người thân nhưng hắn vẫn không hề lùi bước. Chỉ cần cảm thấy người này có thể phát huy tốt trên vị trí thì hắn không ngại gánh chịu trách nhiệm. Chỉ riêng việc Chu Trọng mới làm bí thư quận ủy Thiên Châu một năm được Triệu Quốc Đống đề cử tới Thiên Châu làm phó thị trưởng cũng khiến cho tỉnh ủy tranh luận tương đối lớn, nhất là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phùng Cương có cái nhìn lớn với đề cử này, cho rằng Chu Trọng vừa mới đảm nhiệm chức bí thư quận ủy có một năm đã lên cấp phó giám đốc sở là không phù hợp nguyên tắc chọn lựa cán bộ. Triệu Quốc Đống lại kiên quyết nói khi phân công cán bộ không phải dựa vào khuôn mẫu. Sự phát triển mấy năm qua của Đông Giang mọi người đều thấy rõ. Vấn đề này tạo thành tranh luận lớn ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nhưng cuối cùng Bạch Nhất Minh và Trần Anh Lộc cùng ủng hộ nên đề nghị được thông qua. Tình hình Thiên Châu vẫn không làm người ta hài lòng. Mặc dù Trác Ninh làm bí thư khiến tình hình Thiên Châu có chút thay đổi nhưng quan niệm tư tưởng bảo thủ của Thiên Châu vẫn là cản trở lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Nhất là khi cán bộ địa phương vẫn chiếm một vài vị trí quan trọng. Trác Ninh cũng đề nghị tỉnh ủy cần thích hợp điều chỉnh bộ máy Thiên Châu, xúc tiến quan niệm tư tưởng của Thiên Châu thay đổi mạnh. Ở tình huống này đầu năm nay tỉnh ủy đã tiến hành điều chỉnh bộ máy Thiên Châu. Vương Lệ Quyên đến làm phó bí thư thị ủy Thiên Châu, một vị trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Thiên Châu. Hàn Đông mới làm trợ lý trưởng ban kiêm trưởng phòng văn nghệ của ban tuyên giáo thị ủy An Đô đến làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Thiên Châu. Triệu Quốc Đống cũng có chút bất ngờ vì việc Hàn Đông được đề cử làm thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Thiên Châu, nhưng hắn đương nhiên vui mừng. Chẳng qua việc vận động đề cử này không quan hệ đến hắn, chắc là do Trần Anh Lộc và Quan Kinh Sơn phát huy tác dụng không nhỏ trong đó. Sức ảnh hưởng của Hàn Độ là không thể xem nhẹ, mặc dù là Lăng Chính Dược cũng sẽ không muốn đắc tội quá mức với Hàn Độ ở vấn đề này. Hàn Đông đứng im trước cửa sổ không nhúc nhích, Triệu Quốc Đống không có ở đây. Thư ký của hắn dẫn cô trực tiếp vào, xem ra Triệu Quốc Đống đã chuyên môn dặn dò, nghĩ vậy Hàn Đông không khỏi nóng mặt nhưng lập tức bình tĩnh lại. Bây giờ mình đã là thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thiên Châu, mình lấy thân phận này lên tỉnh làm việc. Tháng 6 Thiên Châu sẽ cử hành hội chợ nông sản quốc tế đồng thời có các tiết mục văn nghệ, hoạt động này khá quan trọng đối với Thiên Châu. Vì hoạt động này, thị ủy, ủy ban Thiên Châu đã bắt đầu chuẩn bị tỉ mỉ từ năm ngoái. Cũng chính là hy vọng thành công rực rỡ để đẩy mạnh ngành du lịch của Thiên Châu, đồng thời cũng khiến các loại đặc sản của Thiên Châu mở rộng đường tiêu thụ. Cô nhìn đồng hồ, cô chờ đã hơn 10 phút, Triệu Quốc Đống xem ra rất bận, thư ký của hắn thực ra khá ân cần, cứ khoảng 5 phút là vào rót nước thêm cho mình, thuận tiện nói vài câu. Trưởng ban Hàn, xin chờ chút, hội nghị đã kết thúc, chủ tịch tỉnh có thể còn nói chuyện với vài đồng chí rồi lập tức về ngay. Âu Dương Cẩm Hoa khá cung kính nói. Cảm ơn thư ký Âu Dương, anh đi làm việc đi, tôi chờ ở đây một lúc cũng không sao. Hàn Đông nhẹ nhàng nói. Được, chỉ có chuyện thì nói với tôi ở ngay văn phòng đối diện. Âu Dương Cẩm Hoa rất lễ phép rời đi. Hàn Đông nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là đã đến Thiên Châu nhận chức 2 tháng nhưng còn có chút không quen việc người xung quanh quá tôn trọng và kính sợ mình. Ở ban tuyên giáo thị ủy An Đô không có nhiều quy củ như vậy.
Hàn Đông có tính dễ gần, nhất là với các đồng nghiệp quen thuộc thì nói chuyện và làm việc càng tự do tự tại. Mặc dù là lên chức làm trợ lý trưởng ban cũng không có thay đổi mấy, nhưng không ngờ thoáng cái làm mình đến Thiên Châu xa xôi nhận chức. Mặc dù đợt Tết Nhị Thúc đã đề cập công việc mình có thể sẽ điều chỉnh, nhưng Hàn Đông tưởng mình có thể chuyển từ trợ lý trưởng ban lên làm phó trưởng ban, hoặc điều lên ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trưởng ban Hắc có ấn tượng tốt đối với mình, mấy lần hỏi mình có muốn lên ban tuyên giáo tỉnh ủy làm việc không. Mình vì thấy quen ở ban tuyên giáo thị ủy nên muốn ở lại An Đô. Không ngờ tất cả lại diễn ra đột nhiên như vậy. Ngay cả Hàn Đông cũng cảm thấy mình đến làm thường vụ thị ủy Thiên Châu có phải là lý lịch của mình quá thiếu không? Tuy mình lên cấp chính huyện 3 năm nhưng mới làm trợ lý trưởng ban mới 1 năm, lần này để mình đến Thiên Châu làm trưởng ban tuyên giáo, cô có chút lo lắng. Quyển 20, chương 103. Gọi em là trưởng ban Hàn hay là Tiểu Đông? Đợi Âu Dương Cẩm Hoa đóng cửa chỉ còn lại hai người, Triệu Quốc Đống mới nở nụ cười nhìn Hàn Đông, hắn không ngồi mà cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô. Mặt Hàn Đông nóng lên, cô cố làm mình bình tĩnh, cô vén sợi tóc rơi trên trán hơn dỗi chừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, nói chuyện chú ý một chút, anh là chủ tịch tỉnh, em là thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo Thiên Châu. Anh có thể gọi em là trưởng ban Hàn, cũng có thể trực tiếp gọi là Hàn Đông, tên Tiểu Đông không thích hợp gọi vào lúc này. Ồ, trưởng ban Hàn, anh sao cảm thấy không được tự nhiên? Trước đây anh chỉ gọi trưởng ban Hàn độ như vậy, trưởng ban Hàn, Hàn Đông có vẻ không ổn. Ờ, Hàn Đông thì Hàn Đông, ngồi đi, đứng làm gì thế? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Chuẩn bị cho lễ hội thuyền rồng đến đâu rồi? Tuyên truyền còn cần tăng thêm, Thiên Châu nhiều năm qua không có danh tiếng, tuy có quan hệ đến tình hình phát triển kinh tế của Thiên Châu nhưng ở vấn đề thu hút đầu tư nếu như cứ không theo kịp thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư. Điểm này anh hiểu rõ. Hôm nay chính là nói chuyện này, lễ hội chuẩn bị khá tốt nhưng hội chợ nông sản còn có vài việc chưa hoàn thành, chẳng qua vấn đề không lớn. Thị ủy hy vọng thông qua tỉnh liên lạc với mấy cơ quan nông nghiệp ngoài tỉnh, mời bọn họ cứ giúp Thiên Châu, cũng có thể liên lạc một ít công ty tham gia triển lãm, như vậy chẳng những tăng danh tiếng, cũng có thể tăng việc cư với tỉnh ngoài để tạo tấm danh thiếp cho nông sản, đặc sản Thiên Châu. Hàn Đông ngồi xuống ghế, bộ đồ công sở rất hợp người, làm cô thêm quyến rũ. Chẳng qua điểm này có lẽ chỉ Triệu Quốc Đống cảm thấy thế, ít nhất ở thị ủy Thiên Châu không ai dám can đảm xem nhẹ Hàn Đông. Ồ, chỉ dựa vào các cơ quan nông nghiệp thì chưa chắc đã được. Bây giờ các tỉnh đều có hội chợ của mình, bọn họ chưa chắc đã có tâm tư đi quảng cáo cho tỉnh khác. Đương nhiên đối với các công ty mà nói thì bọn họ sẽ có hứng thú nhưng cái này lại bị hạn chế về mức độ cư. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Anh đề nghị thị ủy, ủy ban Thiên Châu cần phải cân nhắc việc cư ở các khu vực phát triển cùng với các tỉnh mạnh về nông nghiệp. Mắt Hàn Đông sáng lên, đầu óc Triệu Quốc Đống đúng là dễ dùng, thoáng cái là nói ra được điều mà thị ủy ban Thiên Châu đang cân nhắc. Thiên Châu cũng muốn mượn cơ hội này đẩy mạnh thu hút đầu tư nhưng không biết nên bắt tay vào từ đâu. Nếu như chỉ đưa thiếp mời chung chung khắp nơi có lẽ không đạt mục đích, hiệu quả không cao. Mà Triệu Quốc Đống nói như vậy lại làm Hàn Đông thoáng cái có chủ định. Anh nói là Thiên Châu cần chủ động đến mấy tỉnh mạnh về nông nghiệp và khu vực phát triển, đồng thời tiến hành chung công tác thu hút đầu tư. Thông minh, xem ra tỉnh ủy đã chọn đúng người. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Trác Ninh còn có chút nghi ngờ. Nói sao tỉnh ủy sao thoáng cái phái hai nữ cán bộ đến Thiên Châu, có phải là muốn làm suy yếu sức chiến đấu của thị ủy Thiên Châu không? Anh thấy hắn ở Thiên Châu quá lâu nên đầu óc cũng cổ hủ, phải mượn hờ bọn em để tẩy rửa hắn mới được. Bí thư Trác Ninh không như anh nghĩ đây, y rất tôn trọng tôi và bí thư Lệ Quyên, bộ máy thị ủy bây giờ rất đoàn kết, thị ủy Thiên Châu tự tin trong 2-3 năm sẽ làm bộ máy Thiên Châu thay đổi hoàn toàn. Hàn Đông vung tay lên tỏ vẻ quyết tâm. Chẳng qua trước mặt Triệu Quốc Đống thì lại thấy cô thêm vài phần khí thế, càng hấp dẫn hơn. Ha ha, Thiên Châu có thể tham khảo lễ hội văn hóa dân tộc mà trước đó anh làm ở Ninh Lăng. Lễ hội đó có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với ngành du lịch Ninh Lăng, có thể nói bốn khu du lịch lớn của Ninh Lăng hiện nay phát triển như vậy thì lễ hội đó có công lao phân nửa. Từ đó đến giờ lễ hội đó vẫn không ngừng mang lại du khách cho Ninh Lăng. Năm nay Thiên Châu có thể không còn kịp nhưng sang năm Thiên Châu có thể cân nhắc khởi động một chút. Ví dụ như đào hoa kê, đào hoa nguyên, đào hoa đàm là tinh hoa du lịch của Thiên Châu, làm như thế nào vận dụng ưu thế này thúc đẩy du lịch Thiên Châu phát triển. Ngoài ra các loại đặc sản phong phú của Thiên Châu làm như thế nào kết hợp với ngành du lịch, đạt hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Triệu Quốc Đống cũng có chút hứng thú,
nếu là bình thường hắn rất khó cùng ai thảo luận về một ngành cụ thể, đặc biệt là đến mức chi tiết như vậy. Có lẽ chỉ có Hàn Đông mới được đãi ngộ tới mức này. Hơn tiếng đã trôi qua, Âu Dương Cẩm Hoa đã lặng lẽ đẩy cửa vào hai lần nhưng thấy Triệu Quốc Đống rất hăng hái, Âu Dương Cẩm Hoa chỉ biết hai hội nghị chiều nay chỉ sợ phải đẩy đi. Sếp thấy mình không tỏ vẻ gì có nghĩa sếp không định đi, trong đó còn một hội nghị khá quan trọng, Âu Dương Cẩm Hoa chỉ có thể báo cho Dương Kính Quang, mời Dương Kính Quang đi thay Triệu Quốc Đống. Thật sự không ăn cơm cùng anh sao? Triệu Quốc Đống đưa Hàn Đông ra cửa mà tâm trạng rất vui vẻ. Hắn có chút không nỡ nên muốn giữ Hàn Đông lại dùng cơm. Không được, Bí thư Lệ Quyên đến chỗ Bí thư Bạch báo cáo công việc, em đã hẹn với chị ấy để cùng về Thiên Châu. Hàn Đông khẽ lắc đầu. Bây giờ đường cao tốc đã xong, tối không nhiều xe, 3 tiếng là về được Thiên Châu. Gọi cả Lệ Quyên nữa, ăn tối xong hai người cùng về là được. Không thích hợp mấy, Bí thư Lệ Quyên nói với em là tối phải cùng ăn với Bí thư Bạch và trưởng ban Hát, hẹn sớm rồi mà. Trên mặt Hàn Đông lộ ra nụ cười tinh nghịch. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Ồ, xem ra anh không đủ trọng lượng như Bạch Nhất Minh và Hắc Mộng Hiệp rồi. Người ta là hai người, trong hội nghị anh chỉ có một phiếu. Hàn Đông khẽ cười. Vậy ư, tối nay anh ăn cơm với Vương Liệt, anh sẽ gọi thêm Lão Tương, ba đấu hai, có phải là lời mời của anh càng có trọng lượng hơn không? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Anh nếu làm thế thì nói với Bí thư Lệ Quyên đi, em không phát biểu ý kiến. Hàn Đông cười hì hì. Tiểu Đông, không ngờ em chưa đến Thiên Châu bao lâu mà đã học được xảo quyệt. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Hàn Đông. Bỏ đi, hôm khác vậy, tối về em đi cẩn thận, đường cao tốc mặc dù tốt nhưng càng là đường tốt thì lái xe càng dễ sơ sót, đi chậm một chút. Biết rồi, lái xe của Bí thư Lệ Quyên được mang từ Hoài Khánh tới đó. Hàn Đông nháy mắt. Em không mang xe, vậy đến đây bằng cách nào? Vương Lệ Quyên đưa em tới. Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Để anh bảo Lão Bành đưa em một chuyến. Không tiện, em tự mình bắt xe tới, bên này cách tỉnh ủy không xa mà. Hàn Đông lắc đầu nói. Không nói linh tinh, anh bảo Lão Bành đưa em sang. Triệu Quốc Đống quả quyết nói. Gần tan tầm rồi, không tiện bắt xe. Vậy anh, Triệu Quốc Đống thực ra không muốn Vương Lệ Quyên thấy mình đi xe Triệu Quốc Đống tới. Ha ha. Em nghĩ anh là chủ tịch tỉnh còn không tìm được một chiếc xe đưa mình sao? Nếu không anh đi xe Camry 3.0 của Vương Liệt cũng được mà. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Đi nhanh đi. Vương Liệt đến Ninh Lăng không đi xe Audi của Trung Dược Quân nhưng thật ra trực tiếp lấy chiếc xe Camry mới mua của ban tiếp đón Ninh Lăng, nó tạo ra không ít phản ánh. Lên xe Hàn Đông vẫy vẫy tay với Triệu Quốc Đống rồi mới vào xe, một cảm giác khó nói thành lời quanh quẩn trong lòng cô. Thực ra cô hoàn toàn có thể không tham gia bữa tiệc hôm nay, Vương Lệ Quyên chỉ mời Bạch Nhất Minh, MIP cô chỉ là đi theo, có thể không đi nhưng cô không muốn ở lại. Nhiều thứ đã qua đã mất sẽ không thể trở lại, Hàn Đông biết rõ điểm này. Nhìn Hàn Đông rời đi, Triệu Quốc Đống đột nhiên cảm giác trong lòng rất khó chịu, giống như hắn đột nhiên mất thứ gì đó rất quý giá vậy. Hắn khẽ hít sâu một hơi khắc chế tâm trạng mình, áp lực tình cảm mênh mông trong lòng. Hắn biết bắt đầu từ hôm nay tình cảm giữa hắn và Hàn Đông chỉ có thể chôn sâu trong lòng, không thể có gì khác nữa. Nhớ đến hơn 10 năm trước lúc mình công tác ở đồn công an Giang Miếu, Hàn Đông lúc ấy rất ngây thơ, trong sáng, bây giờ lại bình tĩnh như nước, Triệu Quốc Đống đột nhiên có chút ngây dại. Quyển 20, chương 104. Trung Dược Quân đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy thành phố Cáp, Lô Hóa cũng mang tới chấn động rõ ràng. Đối với cán bộ mà nói không gì để bọn họ coi trọng bằng việc lên chức của mình. Mà câu nói của người ở ban tổ chức cán bộ trình bày trong hội nghị có thể nói khắc cốt ghi tâm người nghe. Thành phố Cáp là thành phố cấp phó tỉnh với 10 triệu dân, cũng là tỉnh thành Lô Hóa, mặc dù tổng GDP không bằng Ninh Lăng nhưng địa vị chính trị và tầm quan trọng của nó thì Ninh Lăng không thể so sánh. Bí thư thị ủy thành phố Cáp bình thường đều do thường vụ tỉnh ủy Lô Hóa kiêm nhiệm. Mà Trung Dược Quân có thể đến làm thường vụ tỉnh ủy. Bí thư thị ủy thành phố Cáp cũng là lên chức khá tốt, lần này Trung ương phá cách để Trung Dược Quân kiêm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy nữa chính là đánh giá rất cao về Trung Dược Quân. Có lẽ đây là Trung ương cho rằng thành phố Cáp cần một bí thư thị ủy đầy năng lực thúc đẩy trọng trấn vùng Đông Bắc phát triển, cho nên phó bí thư tỉnh ủy sẽ kiêm chức bí thư thị ủy thành phố Cáp. Nhưng Trung Dược Quân có thể được Trung ương chọn đã nói rõ nhiều vấn đề. Cải thiện dân sinh đã nhanh chóng trở thành từ ngữ lưu hành ở An Nguyên. Tần suất sử dụng cao không kém so với phát triển kinh tế.
Trên cao gió lạnh, chủ tịch tỉnh, tôi lúc này mới ý thức được Trung ương ném tôi tới vị trí nhiều thử thách, khó khăn đến mức nào, vừa thấy lạnh vừa thấy nóng. Vương Liệt và Triệu Quốc Đống đi tản bộ trên núi Diệu Phong. Công viên Diệu Phong đã trở thành công viên trung tâm của cả thị xã Ninh Lăng. Nó có đủ cả rừng rậm nguyên thủy, hồ nước, địa thực vật phong phú với diện tích rộng nằm ở trung tâm đô thị Ninh Lăng, gần như là duy nhất trong tất cả đô thị Trung Quốc. Công viên Diệu Phong cũng trở thành lá phổi xanh cho đô thị Ninh Lăng, bốn phía xung quanh núi Diệu Phong lại đang được đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Mỗi lần Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng đều muốn đến núi Diệu Phong, đến Diệu Hồ một chuyến, cảm giác thoải mái kéo dài vài ngày không tiêu tan. Chỉ riêng điểm này Triệu Quốc Đống đã cảm thấy mình về sau có về hưu có lẽ nên quay về đây định cư, mặc dù bây giờ nó vẫn là giấc mộng xa xôi. Ha ha, nếu như anh cảm thấy Ninh Lăng phát triển tới độ cao này làm anh thấy lạnh, thì có thể lý giải, vậy, nóng, đến từ đâu? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Hai bên đường có không ít du khách đi dạo hoặc người dân tập thể dục, nhưng cũng không có bao người chú ý hai người đàn ông chắp tay sau lưng đi chậm. Có ba con đường ở khu này. Một không được cho xe đi qua, hai đường khác chỉ có xe đạp điện đi qua. Hai người cố ý lựa chọn một con đường khá hẻo lánh để tránh gặp người quen. Cái nóng này xuất phát do từ trên xuống dưới Ninh Lăng đều rất kích thích giống như nham thạch nóng cháy đang tuôn trào. Tôi mặc dù đến chưa lâu nhưng tôi cảm nhận được mình là bí thư thị ủy thứ 5 sau khi Ninh Lăng lên cấp thị xã tới nay, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nặng nề. Nhất là khi hai vị bí thư trước đó tạo trụ cột cực tốt cho tôi. Tôi làm như thế nào lãnh đạo các cán bộ Ninh Lăng để công việc Ninh Lăng lên bậc thang cao hơn, làm cho dân chúng càng hạnh phúc hơn, xã hội càng hài hòa, kinh tế càng phát triển, đây là thử thách tương đối lớn. Trên mặt Vương Liệt lộ rõ vẻ trầm tư. Vương Liệt, không phải ra vẻ với tôi, bản lĩnh của anh tôi không phải không biết. Không sai, tôi thừa nhận Ninh Lăng phát triển đến bây giờ thì sẽ là thử thách không hề nhỏ đối với bất cứ ai làm bí thư thị ủy, nhưng nếu nói anh không có biện pháp gì thì tôi không tin. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói, anh ở Ngọc Hà có thể quyết đoán chuyển hướng, đẩy mạnh ngành công nghệ sinh học của Ngọc Hà lên, thậm chí còn vượt qua ngành sản xuất thuốc lá, làm cho một thị xã nổi tiếng về sản xuất thuốc lá biến thành trung tâm công nghệ sinh học của cả nước, tôi dám nói anh đến Ninh Lăng cũng có thể làm được như vậy. Chủ tịch, Ninh Lăng và Ngọc Hà là hai việc khác nhau. Sản nghiệp của Ninh Lăng rất khỏe mạnh, không cần chuyển mình mà chỉ cần tiến thêm một bước phong phú và phát triển các ngành liên quan. Làm cho các ngành hiện có càng chi tiết hóa hơn mà thôi. Vương Liệt vô thức biện bạch. Vậy là đúng rồi, anh cũng có suy nghĩ và ý đồ của mình còn ra vẻ trước mặt tôi sao? Triệu Quốc Đống không nhịn được trêu đối phương. Định thử tôi đó à? Không, Chủ tịch tỉnh, Ninh Lăng chỉ phát triển kinh tế còn chưa đủ, ngài và Bí thư Dược Quân đã khai sáng một thời đại, tôi ít nhất cũng phải làm cho chỉ số hạnh phúc của dân chúng tăng lên chứ. Vương Liệt nghiêm túc nói. Triệu Quốc Đống nhìn Vương Liệt thật kỹ, khẽ gật đầu. Anh ý thức được điểm này là tốt, Ninh Lăng sở dĩ là Ninh Lăng không phải do GDP của Ninh Lăng cao hơn nơi khác, mà là bởi vì nó có quan niệm để dân chúng hưởng thụ thành quả phát triển. Tôi hy vọng quan niệm này vẫn được thực hiện ở Ninh Lăng. Vương Liệt thoáng giật mình. Tôi hiểu. Cất bước Đàm Vĩnh Cường, Lăng Chính Dược cảm thấy mình rất mệt mỏi. Đàm Vĩnh Cường đến ba tỉnh khảo sát công tác xây dựng đảng. Bạch Nhất Minh và Trần Anh Lộc toàn bộ đi cùng khảo sát An Đô, Kiến Dương cùng Lô Hóa lúc Đàm Vĩnh Cường ở An Nguyên. Trong lúc khảo sát Đàm Vĩnh Cường cũng trao đổi vài ý kiến với mình, Lăng Chính Dược cảm thấy Đàm Vĩnh Cường khá hài lòng với công tác tổ chức của tỉnh ủy, nhất là khi bộ máy Lô Hóa sau khi được điều chỉnh lộ rõ sự hài hòa. Làm Đàm Vĩnh Cường mơ hồ có chút buồn bực chính là tỉnh đề cử lên trên ban về đối tượng khảo sát không có Lô Hóa mà là Thiên Châu. Nhưng là sau đó Đàm Vĩnh Cường lại điểm danh muốn tới Lô Hóa, đây cũng là điều làm Lăng Chính Dược phải nghiền ngẫm. Hắn cũng thừa nhận Tiêu Phượng Minh rất có năng lực, ngay cả Văn Ngạn Hoa cũng rất thản nhiên đối mặt với mình. Chẳng qua ban tổ chức cán bộ trung ương trực tiếp bác bỏ đề cử của tỉnh ủy mà đến Lô Hóa vẫn làm Đàm Vĩnh Cường không quá hài lòng. Hắn không biết có phải là mình quá hẹp hòi không? Tiêu Phượng Minh làm bí thư thị ủy Lô Hóa là do Triệu Quốc Đống đề cử nhưng cuối cùng vẫn do tập thể tỉnh ủy quyết định. Năm 2009 đã qua hơn nửa năm, bây giờ đã tiến vào quý trung ương, phải nói công tác An Nguyên đã đạt được thành tích tương đối tốt khi nền kinh tế thế giới có khủng hoảng. Tốc độ tăng trưởng 3 quý đầu năm thuộc nhóm đầu cả nước. Chẳng qua Đàm Vĩnh Cường đến làm Lăng Chính Dược cảm thấy một tia áp lực, nó không phải đến từ Đàm Vĩnh Cường mà đến từ Triệu Quốc Đống. Biểu hiện kiềm dương trong mắt Đàm Vĩnh Cường là rất bình thường,
đây là người trong ban cùng đi với Đàm Vĩnh Cường nói cho mình biết. Đàm Vĩnh Cường có cái nhìn với tác phong quá hư và sức chấp hành của đảng ủy Kiến Dương. Lúc trao đổi ý kiến với mình thì Đàm Vĩnh Cường cũng toát ra ý này, điều đó làm tâm trạng Lăng Chính Dược thoáng cái không vui. Lý Tấn làm quá lâu ở ban, không quen với công tác cơ sở, điểm này Lăng Chính Dược biết rõ. Vì vậy sau khi mình đến An Nguyên liền trực tiếp bố trí hắn đến làm bí thư thị ủy Kiến Dương, cũng chính là muốn hắn tốt nhất rèn luyện ở vị trí này vài năm. Không ngờ đến ban truyền tới tin tức nói thành phố Kiến Dương làm gì mà công trình mặt mũi, mà Đàm Vĩnh Cường không biết sao hiểu vấn đề này nên mới ở Kiến Dương hơn nửa ngày. So sánh hai điểm này mới làm Lăng Chính Dược thuế uể oải, buồn bực. Người mình chọn biểu hiện không được tốt nhưng người Triệu Quốc Đống đề cử lại rất có danh tiếng, thậm chí Trung ương cũng cho là như vậy, đây có khác gì tát vào mặt mình. Lăng Chính Dược không xác định Đàm Vĩnh Cường chuyên môn muốn tới Lô Hóa là có ý gì đặc biệt không? Nếu là có thì Đàm Vĩnh Cường thật sự khá ghen ghét Triệu Quốc Đống. Lãnh đạo đảng ủy càng quan trọng chính là quyền lãnh đạo về phương hướng và tổ chức nhân sự. Mà tỉnh ủy ở điểm này càng cần có sự nhạy cảm và dũng khí quyết định, Lăng Chính Dược cảm thấy hai điểm này mình đều không thiếu, nhưng chuyện lần này làm hắn phải lo lắng. Có lẽ tuổi của mình đã cao nên không còn được tỉnh táo như trước ư. Quyển 20, chương 105. Uy hiếp. Khi anh coi nó là uy hiếp thì nó mới có thể biến thành uy hiếp, Lăng Chính Dược hiểu rất rõ điểm này. Đối với mình mà nói Triệu Quốc Đống có thể trưởng thành đến bước này, có thể từ từ thay thế mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sóng trường giang sóng sau đè sóng trước, hơn nữa với độ tuổi và năng lực thể hiện ra của Triệu Quốc Đống, sự trưởng thành của hắn dù người khác thấy cũng thấy là khác lạ. Nhưng làm việc chung lâu như vậy, Lăng Chính Dược lại biết mỗi bước đi của Triệu Quốc Đống khá nhanh nhưng bước tiến không lớn, dẫm rất chắc chắn. Bước nhỏ nhưng nhanh, đây là hình dung của Lăng Chính Dược về Triệu Quốc Đống. Ở bất cứ công việc gì, Triệu Quốc Đống đều dám can đảm đi đầu thí điểm nhưng trước đó đã làm tốt công tác chuẩn bị, giỏi tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, luôn tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện hợp lý. Từ việc cải cách y tế của Ninh Lăng có thể thấy được. Chẳng qua đối với mình mà nói hai năm qua mặc dù hơi có chút đại khái nhưng tổng thể mà nói mình và Triệu Quốc Đống coi như chung sống hào thuận. Nói hòa thuận ở chung tuy hơi cao nhưng Lăng Chính Dược xác nhận mình và Triệu Quốc Đống có khúc mắc sâu xa mà có thể duy trì trạng thái này cũng đã là rất tốt. Mặc dù trong công việc có nhiều quan điểm và cách dùng người khác nhau nhưng cũng không ảnh hưởng hai người bắt tay hợp tác. Mặc dù Lăng Chính Dược không quá tán thành việc cải cách y tế của Ninh Lăng, nhưng sau khi hội nghị thường vụ xác định thì tỉnh ủy cũng toàn lực ủng hộ, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cải cách y tế của Ninh Lăng có thể thuận lợi thành công. Mình đến An Nguyên đã hơn 3 năm. Tính qua ngón tay, Lăng Chính Dược đánh giá công việc của mình được 7,5 điểm, 8 điểm là mục tiêu Lăng Chính Dược đặt ra cho mình. Hắn từng rất hy vọng đặt 8 điểm cho mình nhưng cuối cùng để 7,5 điểm. Hắn không muốn lừa mình. Tiếc nuối đến từ đâu, có lẽ đến từ việc may mắn phân công cán bộ hơi khiếm khuyết. Lăng Chính Dược rất muốn kết luận nguyên nhân lên vấn đề khác, lên người mình nhưng cuối cùng rơi vào may mắn. Đảng viên không tin số mệnh nhưng cơ duyên là thứ rất khó nói. Nhân tố ngẫu nhiên chiếm tỷ lệ nhất định. Ví dụ như Lô Vệ Hồng, Lăng Chính Dược cho rằng nếu như đặt Lô Vệ Hồng đến làm bí thư thị ủy Miên Châu thì hắn hoàn toàn có thể làm xuất sắc hơn Bối Thiết Lâm. Nhưng Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống lại có khuynh hướng duy trì cục diện ổn định của Miên Châu, kết quả Lô Vệ Hồng chỉ có thể đi Tân Châu, mà Lô Vệ Hồng đến Tân Châu 1-2 năm mới có thể điều chỉnh. Nhưng bây giờ Tiêu Phượng Minh đang xông lên cực mạnh. Đàm Vĩnh Cường chuyên môn điều tra tình hình công tác xây dựng đảng của Lô Hóa cũng có nghĩa việc so sánh giữa Tiêu Phượng Minh cùng Lô Vệ Hồng thì Tiêu Phượng Minh chiếm thế thượng phong. Nhất là làm trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương có ấn tượng tốt nữa chứ. Khó trách trong thời gian này tinh thần Lô Vệ Hồng không quá tốt, xem ra mình còn cần phải kích thích người vẫn trung thành đi theo mình mới được. So với Lăng Chính Dược đang thầm than thở, tâm trạng Triệu Quốc Đống đúng là tốt hơn nhiều. Trưởng ban Đàm đánh giá cao bộ máy Lô Hóa. Tiêu Phượng Minh dùng biểu hiện chứng minh thực lực của mình. Mà biểu hiện của Văn Ngạn Hoa cũng rất tốt, Lô Hóa thông qua hơn năm cố gắng bây giờ cuối cùng đã đi vào chính quy. Đàm Vĩnh Cường khi khảo sát công tác xây dựng đảng ở hai công ty lớn nhất Lô Hóa sau khi cải cách cũng khá có hứng thú. Mà Tiêu Phượng Minh cũng nắm tốt điểm sáng này. Mặc dù sát nhập vào hai công ty tư nhân nhưng công tác xây dựng đảng của hai công ty này không giảm đi, vẫn duy trì sức sống khá tốt. Sau nhiều năm tầm luân, Lô Hóa lấy ngành cơ giới công trình đã bắt đầu xuất hiện sự hồi phục. Hai công ty lớn nhất thành công cải cách hơn nữa tài chính lưu động rót vào, thay thế dây chuyền sản xuất cũ, hai công ty thoáng cái tăng trưởng nhanh.
mà cải cách thành công hai công ty này cũng là dấu hiệu cho công tác thu hút đầu tư của Lô Hóa đạt thành tích lớn. Đương nhiên do 10 năm vừa qua kinh tế Lô Hóa phát triển chậm khiến sự chênh lệch giữa Lô Hóa và các nơi khác trong tỉnh khá lớn, không phải trong thời gian ngắn là đuổi kịp được. Theo kế hoạch đặt ra của thị ủy, ủy ban Lô Hóa thì tranh thủ trong 5 đến 8 năm đạt được GDP bình quân đầu người toàn tỉnh, dùng 10 năm để tiến vào nhóm thứ hai của tỉnh. Triệu Quốc Đống khá hài lòng với tiêu chuẩn này, theo hắn thấy đây là biểu hiện thực tế. Bây giờ đã không phải 10 năm trước, việc cạnh tranh giữa các thành phố, thị xã rất kịch liệt. Phương tiện trụ cột và sản nghiệp trụ cột của Lô Hóa kém hơn nhiều so với nơi khác, hơn nữa theo kinh tế phát triển thêm, Lô Hóa sau thời gian ngắn hồi phục, phát triển nhanh thì rất có thể một lần nữa quay về tốc độ phát triển bình thường. Có thể nói càng về sau anh muốn tiến thêm nữa càng khó. Việc hy vọng bay vọt hẳn lên như Ninh Lăng gần như là không thể. Mà Ninh Lăng phát triển nhanh cũng là do thị ủy ban ba nhiệm kỳ kiên định đi theo con đường phát triển khoa học. Càng quan trọng hơn là nắm được cơ hội phát triển năm 2002, đồng thời cũng có lợi do Hoàng Lăng trước đó toàn lực ủng hộ phát triển kinh tế. Mặc dù hắn vì tham ô tham nhũng ngã ngựa nhưng không thể ảnh hưởng đến thành tích mà hắn đạt được. Trong nhiệm kỳ của hắn đã phá vỡ quan niệm tư tưởng bảo thủ của Ninh Lăng, tạo ra quan niệm phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất. Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa có thể lý trí phán đoán xu thế phát triển của Lô Hóa đủ để chứng minh trình độ của bọn họ. Không giống một số lãnh đạo khi có chút thành tích là đắc ý quên mình, đây thường là tạo thành tai họa ngầm. Tiêu Phượng Minh đã hoàn toàn trưởng thành, mặc dù là Văn Ngạn Hoa cũng hoàn toàn có năng lực đảm đương một phía. Đương nhiên bây giờ còn chưa phải lúc chia cắt bọn họ. Cục diện Lô Hóa vừa mở ra, ít nhất cũng còn cần hơn năm mới làm Lô Hóa quay về quỹ đạo phát triển bình thường. Đổi một lãnh đạo đã có không ít nơi bị ảnh hưởng đến sự phát triển, điểm này cả Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều biết rõ. Lúc Trương Hoành Vĩ tới, Triệu Quốc Đống vẫn còn trầm ngâm về những lời nói của Đàm Vĩnh Cường đối với mình. Đàm Vĩnh Cường có vài phương diện khá tương tự mình, ví dụ như nói chuyện rất có tính kích động, nói cách khác là rất hấp dẫn về nhân cách, am hiểu dùng ngôn ngữ và giọng điệu ảnh hưởng người. Còn có điểm là Đàm Vĩnh Cường rất thẳng thắn nhưng không thiếu phần tinh tế, cẩn mật, rất có năng lực tự biện bạch. Đàm Vĩnh Cường là người Tô Bắc, theo cách nói của người Trung Quốc thì đó là nhân trung chi kiệt. Đàm Vĩnh Cường rất dẻo miệng, trước khi nói chuyện với Triệu Quốc Đống cũng đã nói chuyện với Lăng Chính Dược. Triệu Quốc Đống từ qua tính mà biết một ít quan niệm tư tưởng của Đàm Vĩnh Cường, phải nói là người rất cụ thể, có chuyện sẽ dám nói, công khai ý kiến của mình nếu không đồng tình với ý gì đó của lãnh đạo Trung ương. Vị trưởng ban như vậy đúng là hiếm có. Ít nhất Triệu Quốc Đống cảm thấy mình chưa gặp phải lãnh đạo ở tầm trung ương như vậy. Cuộc nói chuyện giữa Triệu Quốc Đống và Đàm Vĩnh Cường rất có hiệu quả, kéo dài gần 2 tiếng. Đàm Vĩnh Cường cũng tỏ vẻ quen thuộc với tình hình An Nguyên, Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu tình hình thực tế, đồng thời cũng giới thiệu quan điểm chấp chính và lựa chọn phân công cán bộ của mình. Đương nhiên trong đó không tránh được muốn nói đến vài sự việc, vài người cụ thể, điểm này trong lòng mọi người biết rõ. Đồng chí, chỉ khi nào quan niệm tư tưởng và lý luận tương tự nhau thì mới là đồng chí, mới có thể phát huy được tác dụng và năng lực lớn hơn nữa trong công việc thực tế. Đây là quan điểm của Triệu Quốc Đống, đồng thời sự thẳng thắn của Triệu Quốc Đống cũng được Đàm Vĩnh Cường đánh giá cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 20, chương 106. Hơn năm trước khi Lăng Chính Dược dự định điều chỉnh bối Thiết Lâm nhưng Bạch Nhất Minh kiên quyết phản đối. Cho rằng cục diện chính trị của Miên Châu đang ổn định không cần động, ý này cũng được Triệu Quốc Đống và Trần Anh Lộc đồng ý, vì vậy cuối cùng Lăng Chính Dược buông tha ý kiến của y, làm cho bộ máy Miên Châu tiếp tục duy trì hiện trạng đến tận bây giờ. Đương nhiên tỉnh cũng đánh giá cao Bối Thiết Lâm, bây giờ Bối Thiết Lâm được tuyển làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh coi như là khẳng định công tác của y. Bí thư thị ủy được tuyển làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh cũng là an bài khá tốt. Mà làm phó bí thư đảng ủy càng là vinh dự đặc thù. Bình thường đến làm phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đều là từng làm phó chủ tịch tỉnh. Mà bí thư thị ủy trực tiếp làm phó bí thư đảng ủy đại hội đại biểu nhân dân có thể nói là chưa từng có trong lịch sử An Nguyên. Chủ tịch, ngài cứ yên tâm, không cần ngài nói tôi cũng biết nên làm như thế nào. Tôi từ lúc sinh ra vẫn ở Miên Châu, làm thị trưởng nhiều năm chẳng lẽ còn có thể không ăn được bát cơm này. Bây giờ Miên Châu đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần ổn định phương hướng tuy nói không so được với Ninh Lăng nhưng quyết tâm của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Bối Thiết Lâm biết mình sẽ được điều đi, có thể làm thêm năm nữa ở Miên Châu đã làm hắn rất thỏa mãn.
dù sao tuổi từng đó, cũng may hợp tác với y khá tốt, bây giờ do y thay thế, Bối Thiết Lâm cũng yên tâm. Về phần Chu Ích Minh thì Bối Thiết Lâm cũng không xa lạ, coi như là người muốn làm việc. Hai Chu hợp tác, Bối Thiết Lâm tin Nguyên Châu có thể ổn định bước đi theo con đường chính xác. Lão Bối, tỉnh ủy rất kỳ vọng vào Nguyên Châu. Lần này chịu ủy thác của Bí Thư Lăng tôi muốn nói chuyện với bộ máy Nguyên Châu. Tỉnh ủy muốn biến Nguyên Châu thành đô thị lớn của khu vực An Đông, muốn hình thành kết cấu bét trung tâm đô thị lớn của An Nguyên là An Đô, Ninh Lăng, Nguyên Châu. Xu thế phát triển 2 năm qua của Nguyên Châu khá tốt, tỉnh ủy hy vọng Nguyên Châu có thể tiếp tục duy trì xu thế này, cũng hy vọng anh đưa ra nhiều kế sách cho Nguyên Châu. Triệu Quốc Đống cười nói. Ôi, cái này sao có thể nói như vậy? Tôi đã lui ra. Làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh thì cũng không đóng góp được quá nhiều cho Nguyên Châu. Nhưng tỉnh ủy cũng phải tin vào bộ máy Nguyên Châu hiện nay, Cánh Sinh cũng đã làm việc với tôi nhiều năm, tôi tin được. Bối Thiết Lâm cũng biết lời Triệu Quốc Đống nói là có ý an ủi, chẳng qua hắn rất thỏa mãn, không mang gánh nặng về tư tưởng gì. Hai người đang nói chuyện, Bạch Nhất Minh đã nói xong. Chủ trì hội nghị, Phó Bí Thư Thị ủy Nguyên Châu, Liễu Tử Kiến lớn tiếng nói. Sau đây mời Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống phát biểu. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu ngồi thẳng lưng, người hơi nghiêng về phía trước. Thưa các đồng chí, tôi rất vui tham gia hội nghị cán bộ Nguyên Châu lần này. Có thể mọi người cảm thấy hội nghị lần này khác các hội nghị lần trước. Bí Thư Nhất Minh phát biểu, tôi cũng là được Bí Thư Lăng ủy thác đến tham gia hội nghị, muốn phát biểu vài câu. Nói gì, nói cảm xúc, nói công việc. Giọng điệu Triệu Quốc Đống thoáng cái mang theo tình cảm mãnh liệt. Cảm xúc gì? Là cảm xúc với sự phát triển mấy năm qua của Nguyên Châu, là hy vọng vào cơ hội và thử thách mà Nguyên Châu gặp được trong mấy năm sau. Nhớ năm đầu khi tôi tới An Nguyên thì tình hình Nguyên Châu là gì? Có thể nói là trầm thấp, xây dựng đô thị của Nguyên Châu mới ở trên giấy nhưng bộ máy Nguyên Châu do hai đồng chí Bối Thiết Lâm, Chu Cánh Sinh cầm đầu đã không sa sút, không nóng vội, bọn họ đã loại bỏ vô vàn khó khăn mà tiến lên. Lần này tỉnh ủy điều chỉnh bộ máy Nguyên Châu là đã cân nhắc đầy đủ tình hình thực tế của Nguyên Châu. Đồng chí Thiết Lâm vì nhu cầu công việc mà sắp điều tới Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm, có thể nói là gánh vác trọng trách nặng nề hơn. Nhưng vừa rồi lão Bối đã cam đoan với tôi, y trước sau như một vẫn sẽ chú ý đến sự phát triển của Nguyên Châu, tăng thêm sức lực cho Nguyên Châu. Tỉnh ủy cho rằng mấy năm nay công tác của bộ máy thị ủy ủy ban Nguyên Châu khá hài lòng, có sức chiến đấu. Quan niệm chấp chính và chấp hành được thể hiện đầy đủ. Tỉnh ủy rất hài lòng với công tác của thị ủy Nguyên Châu. Vì vậy căn cứ tình hình thực tế của Nguyên Châu, kết hợp nhu cầu công việc sắp tới của Nguyên Châu, sau khi thận trọng cân nhắc và nghiên cứu quyết định do đồng chí Chu Cánh Sinh làm bí thư thị ủy Nguyên Châu, đồng thời bổ nhiệm đồng chí phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Chu Ích Minh làm phó bí thư thị ủy, quyền thị trưởng Nguyên Châu. Đồng chí Chu Ích Minh công tác nhiều năm bên chiến tuyến tổ chức, có kinh nghiệm công tác phong phú. Đã từng công tác ở nhiều quận, huyện thành phố An Đô, quen thuộc công tác cơ sở. Thưa các đồng chí, trước mặt chúng ta là thời kỳ đầy cơ hội và mạo hiểm. 10 năm đầu thế kỷ 21 sắp qua đi, mà 10 năm tới là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta. Nguyên Châu gặp cơ hội rất lớn, các cán bộ ngồi đây đều từ cấp huyện trở nên, cũng hiểu rõ về tình hình xã hội hiện nay. Bây giờ tin tức khá phát triển. Mọi người cũng chú ý thấy ngành công nghiệp quốc phòng của nước ta đang nghênh đón giai đoạn phát triển cao. Mà Nguyên Châu là trụ sở trọng điểm của ngành công nghiệp quốc phòng cũng sắp sửa phát huy tác dụng quan trọng. Mọi người cũng có thể thấy tháng 5 nay nước ta bắt đầu thử vận hành tàu chiến đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, tháng 10 lại thành công tiến hành thí điểm toàn diện lần 2, bây giờ đang tiến hành sửa chữa toàn diện. Bên ngoài đã bình luận quốc gia chúng ta trong 5 đến 10 năm tới sẽ chế tạo 3 tàu sân bay để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Mà Nguyên Châu là trụ sở quan trọng nhất sản xuất thiết bị điện tử hàng không, thiết bị tinh vi, thiết bị cơ điện đặc biệt cũng sẽ có sứ mệnh vinh quang. Thưa các đồng chí, sứ mạng Trung Quốc lớn mạnh đang được đặt trong thế hệ chúng ta, làm một cán bộ lãnh đạo, đây là sứ mệnh vinh quang vĩ đại của chúng ta. Chúng ta nên làm như thế nào thực hiện giá trị của mình, tôi tin dưới sự lãnh đạo chính xác của tỉnh ủy, đông đảo quần chúng, cán bộ Nguyên Châu sẽ không phụ sức mạng, một Nguyên Châu đầy sức sống. Hiện đại hóa sẽ xuất hiện trên địa phận An Đông trong 10 năm tới. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Quyển 20, chương 107. Nhìn máy bay cất cánh, Triệu Quốc Đống ngồi trên xe lặng lẽ nhắm mắt. Cuối cùng vẫn là rời đi, có lẽ các cô sớm đã có chuẩn bị tư tưởng này,
nhưng Triệu Quốc Đống vẫn thấy được sự cô đơn của các cô. Chị em Từ Xuân Nhạn cuối cùng chọn di dân sang Australia. Đối với cái này Triệu Quốc Đống không có gì để nói. Thực tế theo địa vị càng lúc càng lên cao của mình, xiềng xích trong lòng mình càng lúc càng nặng nề. Tuổi trẻ phong lưu tự do mang lại áp lực và trách nhiệm lớn cho bây giờ. Triệu Quốc Đống tự nhận mình đã rất có thể điều chỉnh tâm trạng của mình nhưng vẫn cảm thấy một chiếc lưới đang càng lúc càng thắt chặt mình lại. Triệu Quốc Đống cũng không biết mình nên đối mặt với tình cảm không trọn vẹn này như thế nào nhưng sự thật xã hội luôn tàn khốc như vậy. Mình phải sống trong thế giới này thì không thể không tuân theo quy tắc của nó. Chuyện lừa dối cả đời không bao giờ thực hiện được. Trần Đại Lực lại rơi vào tầm mắt của Triệu Quốc Đống. Nhưng hắn có chuyện không phải ở Ando mà là ở Lô Hóa, hai cán bộ vì dính bẫy sắc mà hợp tác với Trần Đại Lực. Mới đầu hai vị vì muốn giữ mũ của mình đành phải phục tùng. Nhưng sau khi Tiêu Phượng Minh cùng Văn Ngạn Hoa đến nhận chức khiến các công trình xây dựng ở Lô Hóa xuất hiện nhiều hơn khiến hai người càng lúc càng bị ép chặt hơn. Đến bước đường cùng bọn họ đành lục tục tự thú, khai hành vi phi pháp của mình và nguyên nhân tại sao đầu thú, phản ánh mình bị nhóm tội phạm khống chế bắt làm gì. Hai vụ án cùng xảy ra khiến Viện Kiểm sát và Ủy ban Kỷ luật rất hứng thú. Cơ quan công an Lô Hóa báo cáo lên cũng làm Sở Công an tỉnh chú trọng. Nhất là nghĩ đến mấy năm gần đây cũng có vài tình hình như vậy được phản ánh nhưng mỗi tội không có căn cứ chính xác, bây giờ có đầu mối, Sở Công an nhanh chóng lập tổ chuyên án điều tra, Trần Đại Lực dần dần bị bại lộ. Triệu Quốc Đống thông qua Khâu Nguyên Phong mà biết được tin này. Trần Đại Lực đã nhanh chóng bị cơ quan công an truy nã, đám tay chân rất nhanh bị bắt, cũng khai ra không ít vấn đề mẫn cảm. Tình huống trong đó làm Khâu Nguyên Phong cùng Triệu Quốc Đống không rét mà run. Trần Đại Lực có thể nói dồn không ít tâm trí cho phương diện này, bỏ cái giá rất lớn, đương nhiên đám người này cũng biết là mình đang chơi với lửa, rất mạo hiểm. Mà mấy năm qua Trần Đại Lực không ngừng thành công đủ thấy hắn nếm đủ lợi ích ở phương diện này nên không muốn dừng tay. Từ đám người Trần Đại Lực, Sở Công an tìm ra không ít vụ án tham nhũng, liên quan đến nhiều cán bộ cấp giám đốc sở và cấp huyện ở nhiều nơi trong tỉnh. Cũng may cấp bậc không quá cao, chưa tạo thành ảnh hưởng lớn trong toàn tỉnh nhưng đủ làm người ta giật mình. Triệu Quốc Đống cũng chính là từ vụ án này thấy được tình cảnh nguy hiểm của mình. Tuy nói người như Trần Đại Lực rất ít thấy nhưng có câu làm anh phải suy nghĩ, con ruồi không bao giờ nhìn quả trứng không có lòng, chỉ cần anh có vấn đề thì sẽ có thể bị con ruồi nhìn chằm chằm. Vì vậy Triệu Quốc Đống vẫn cân nhắc quan hệ của mình với mấy người phụ nữ. Hơn năm nay hắn liên lạc rất ít với các cô cũng ý thức được điểm này. Triệu Quốc Đống có vài lần muốn tìm cơ hội nói thẳng nhưng luôn thấy không quá thích hợp. Mãi đến khi chị em Từ Xuân Nhạn chủ động rời đi. Từ Xuân Nhạn chủ động đưa ra đi đã là lúc các cô làm hết thủ tục di dân. Đối với việc này Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ, ngoài việc áy náy và chân thành chúc phúc ra thì không còn gì để nói. Cũng may chị em Từ Xuân Nhạn cũng hiểu lý lẽ, các cô biết Triệu Quốc Đống đi đến bây giờ trừ khi hắn bỏ tất cả nếu không quan hệ giữa hắn và các cô sẽ không thể duy trì, dễ tạo thành hậu họa. Các cô muốn lặng lẽ rời đi nhưng do Triệu Quốc Đống yêu cầu mãi nên các cô mới cho hắn địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Sau khi chị em Từ Xuân Nhạn đi, Triệu Quốc Đống thật sâu cảm nhận được nỗi khổ sở và cô đơn. Đời người không bao giờ hoàn hảo, anh được một ít thì phải mất đi một ít. Sau khi Từ Xuân Nhạn đi cũng có nghĩa những người phụ nữ khác cũng sẽ dần làm theo các cô. Khi mình đã không thể thực hiện lời hứa hoặc các cô đã ý thức được ảo tưởng tốt đẹp không thể duy trì nữa. Các cô sẽ phải một lần nữa cân nhắc quan hệ hoặc chọn một cuộc sống hoàn toàn mới. Ví dụ như La Băng chọn lên Bắc Kinh với La Băng. Cổ Tiểu Âu thật ra thì đơn giản hơn, cô phóng khoáng hơn các người phụ nữ khác. Đối với Triệu Quốc Đống, Cổ Tiểu Âu luôn có vẻ khá tự tin và ung dung, cô vẫn duy trì một sự thoải mái nhất định, làm Triệu Quốc Đống cảm thấy cô như túm được một sợi dây diều, lúc nào cũng có thể làm mình tới gần con diều đó. Thái độ này làm Triệu Quốc Đống không biết nên hình dung như thế nào. Cổ Tiểu Âu đã biến mất nửa năm không liên lạc với Triệu Quốc Đống, hoặc đi Moscow, Milan, Hàng Châu, thậm chí đến đảo ở biển Caribe với bạn nửa tháng. Đối với cô thì Đức Sơn cũng bất đắc dĩ. Chính vì thái độ độc lập làm quan hệ giữa cô và Triệu Quốc Đống không phải là quan hệ bình thường, nói như thế nào nhỉ, nó giống như lâu lâu có một đêm với nhau. Cô bé này nhìn rất thoáng trong phương diện đó. Mỗi lần cô đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Quốc Đống luôn làm hắn vui mừng. Hai năm qua công ty của Trình Nhược Lâm rất thành công. Dựa vào tài chính của tập đoàn Thương Lãng và mối quan hệ rộng của Đức Sơn ở làng giải trí, công ty Niết Bàn đã chính thức thành ngôi sao lớn trong làng giải trí.
Từ lúc đầu làm vài bộ phim nhỏ rồi dần dần đạt được các giải thưởng lớn của Trung Quốc, sau đó là hợp tác làm các bộ phim lớn. Đương nhiên mối quan hệ giữa Niết Bàn và tập đoàn Thương Lãng có không ít người trong làng giải trí biết được. Thậm chí có không ít người nghi ngờ Đức Sơn và Trình Nhược Lâm có quan hệ không bình thường, nhưng đám truyền thông và san tin lại không phát hiện hai người có liên lạc đặc biệt gì mà chỉ như kinh doanh bình thường. Nhất là sự tôn kính của Đức Sơn dành cho Trình Nhược Lâm không phải là quan hệ nam nữ kia, nó làm đám truyền thông rất thất vọng. Niết Bàn đang chuẩn bị niêm yết lên thị trường chứng khoán, đây là nguyện vọng lớn nhất của Trình Nhược Lâm. Trở thành chủ tịch một công ty lên thị trường chứng khoán, nguyện vọng này rất mê. Mà bây giờ cô càng cần người đáng tin giúp mình, ở tình huống này nên La Băng đã tới Bắc Kinh giúp cô. Thấy mấy người phụ nữ dùng các phương thức khác nhau xa mình, Triệu Quốc Đống phát hiện mình không có cảm giác thoải mái, buông lỏng mà như là thất tình. Khi anh không thể càng lúc càng cân nhắc vấn đề thực tế và ảnh hưởng của hành vi đối với mình, tự ý nghĩa nào đó anh đã trưởng thành nhưng cũng có nghĩa sự dũng khí và nhiệt huyết của anh sẽ bị mài mòn đi. Triệu Quốc Đống không muốn phủ nhận thực tế này. Làm quan đến vị trí này đối với mình mà nói thì trầm ổn còn quan trọng hơn dũng khí, hùng tâm cần thành lập trên thực tế ổn định. Chỉ như vậy anh mới có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Mình thoáng cái đã làm chủ tịch tỉnh gần 3 năm, Lăng Chính Dược từ đầu luôn áp chế mình đến bây giờ đã bắt tay cùng tiến. Không phải đối phương nhân từ rộng lượng mà theo thực lực của mình từng bước trưởng thành, sức ảnh hưởng của mình được mở rộng khiến đối phương có lựa chọn sáng suốt nhất. Hòa thì hai thắng, đấu hai bại. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình và Lăng Chính Dược rất sáng suốt nhanh chóng xử lý vấn đề này. Ở nơi khác có lẽ phải đến năm cuối cùng của nhiệm kỳ mới có thể thay đổi, mà mình và Lăng Chính Dược ở năm thứ hai đã chính thức đi vào giai đoạn tương đối ổn định. Chỉ bằng điểm này, Triệu Quốc Đống cũng thấy đáng tự hào, nhưng đây là mình phải hy sinh nhiều về cuộc sống cá nhân. Quyển 20, chương 108. Thông thành phát triển cần tìm được định vị của mình, điểm này là rất quan trọng. Triệu Quốc Đống đứng ở đầu cầu Ô Giang, thông thành nhìn ra phía bờ sông. Ở điểm này thông thành không ngại học tập Ninh Lăng, làm như thế nào quy hoạch phát triển đô thị khoa học, làm như thế nào dẫn hướng sản nghiệp trụ cột phát triển, nhất là phát triển đô thị thúc đẩy sản nghiệp phát triển, tôi cảm thấy thị ủy, ủy ban thông thành cần phải có cái nhìn rõ ràng. Vi Sùng Thái và Hứa Tất Thành đi hai bên Triệu Quốc Đống. Thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký La Duệ, thường vụ thị ủy, phó thị trưởng Quế Toàn Hữu cũng đi theo sau. Tôi không giấu quan điểm của mình, tôi có chút cái nhìn về quy hoạch phát triển ngành hóa chất của thị ủy, ủy ban thông thành trước đây. Tôi không hoàn toàn vì hạng mục hợp tác giữa tập đoàn BAS và hóa chất thông thành có chút vấn đề. Chủ yếu nằm ở chỗ thông thành cần có quy hoạch lâu dài, không thể nói gió là mưa. Địa thế khá phức tạp, nhất là đô thị nằm ở ven sông. Các anh để khu công nghiệp hóa chất ở ven sông đương nhiên là cân nhắc từ góc độ giao thông và cung cấp nước, giảm được áp lực giá thành, tăng tính cạnh tranh của công ty. Nhưng các anh có nghĩ đến vấn đề an toàn lao động và áp lực bảo vệ môi trường sẽ tăng lên cao không? Nếu các anh nếu muốn đền bù điểm này thì nhất định phải yêu cầu vấn đề an toàn lao động của các công ty đặt ở mức cao nhất. Đây là thứ nhất, ngành bảo vệ môi trường cần phải nghiêm khắc giám sát các công ty hóa chất, đây không phải làm khó công ty nào mà là trách nhiệm với dân chúng của cả thị xã Thông Thành và hạ lưu Ô Giang thậm chí hạ lưu dòng Trường Giang. Nếu không một khi xuất hiện sự cố môi trường có thể nói thị ủy Thông Thành thậm chí tỉnh ủy An Nguyên cũng không gánh vác nổi trách nhiệm. Mọi người phía sau Triệu Quốc Đống không nói gì. Sự cố an toàn ở hóa chất Thông Thành là bài học sâu sắc. Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Lao động tỉnh ngã ngựa, mà Hứa Tất Thành, La Duệ cũng bị liên quan. Nhất là thị trưởng Hứa Tất Thành càng bị ảnh hưởng lớn, La Duệ do bản ghi chép trong hội nghị thường trực ủy ban đã cứu mạng hắn. Lúc ấy hắn đúng là đưa ra vấn đề giám sát an toàn lao động. Đưa ra việc ngành giám sát an toàn lao động hai cấp tỉnh thị xã cần tăng cường kiểm tra giám sát hàng ngày, đảm bảo trong quá trình thi công không được vi phạm. Do có ghi chép này khiến trong việc xử lý La Duệ không phải chịu trách nhiệm quá lớn. Mà do Lô Vệ Hồng vận động hắn còn có thể tiến thêm một bước thành thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy. Đương nhiên từ góc độ nào đó mà nói La Duệ cũng bị liên quan. Nếu không vì sự cố đó La Duệ rất có thể làm thay chức của Quế Toàn Hữu hiện nay. Bây giờ Quế Toàn Hữu đến làm La Duệ có chút buồn bực. Cũng may vào thường vụ thị ủy coi như là tiến bộ tạm được, chỉ cần có cơ hội thích hợp không phải không có cơ hội tiến thêm một bước. Tôi không phản đối Thông Thành chọn ngành hóa chất làm sản nghiệp trụ cột, từng nơi có đặc điểm của mình. Thông Thành chọn hóa chất không phải không được, chủ yếu nằm ở người quyết định phải tỉnh táo. Ngành hóa chất có điểm đặc thì, cái này phải cân nhắc đầu tiên. Ngành hóa chất phải phát triển theo hướng tiên tiến.
hiện đại hóa, không nên trầm mê ở phương thức kinh doanh đơn giản mà phải suy nghĩ làm cả ngành này phát triển theo hướng hiện đại, cả các ngành liên quan cũng vậy. Chủ tịch tỉnh, Thông Thành chúng tôi cũng đang cân nhắc vấn đề này. Ngành hóa chất hiện nay của Thông Thành đã có trụ cột nhất định, đúng như ngài nói, chúng tôi muốn cố gắng làm lớn ngành này, phát triển theo hướng vừa sâu vừa rộng, ngoài ra cũng có vài cân nhắc. Sau khi đường sắt từ Nam Hoa đến Thông Thành được xây dựng thậm chí kéo dài đến Ân Thi, Hồ Bắc. Đường sắt này được quốc gia xác định là đường sắt xóa đói giảm nghèo, có lẽ sang năm sẽ xây dựng. Mà đường sắt cao tốc từ An Đô đến Thông Thành cũng đã chính thức trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Thông Thành chúng tôi dự định dựa vào đường sắt và quốc lộ để phát triển ngành vật tư và gia công sản phẩm nông nghiệp. Lợi dụng tài nguyên nông nghiệp xanh của Thông Thành để tạo trụ sở sản xuất nông nghiệp hiện đại và cung cấp vật tư hiện đại. Vi Sùng Thái tiếp lời. Ừ, lão Vi, như vậy là rất tốt, đừng có dừng lại với thành tích hiện có. Tài nguyên thiên nhiên của Thông Thành rất phiền phức, trở ngại giao thông nếu được phá vỡ thì Thông Thành sẽ đạt được địa vị vốn có của nó. Ở điểm này thì Ủy ban Thông Thành cần phải có đủ dũng khí và tầm nhìn. Hạng mục cải tạo quốc lộ cấp 1 Thông Ninh đã được phê duyệt, tháng sau sẽ khởi công, dự định một năm sẽ hoàn thành toàn tuyến. Suy nghĩ một lúc, Triệu Quốc Đống nói tiếp. Kinh tế GDP phát triển đến bây bước này, GDP năm nay đột phá 400 tỷ không quá khó khăn. Mà GDP của Thông Thành lại chưa đến 40 tỷ, không bằng 1 phần 10 của Ninh Lăng. Như vậy khi các sản nghiệp của Ninh Lăng được thăng cấp cũng có nghĩa một vài sản nghiệp phải rời đi. Mà Thông Thành có thể là nơi hấp thu tốt nhất các sản nghiệp này của Ninh Lăng. So với Vĩnh Lương, Thông Thành có ưu thế giao thông về đường sắt, đường thủy hơn, nhất là khi chướng ngại đường sắt được phá vỡ, ưu thế càng rõ ràng. Thông Thành cần nắm bắt cơ hội này xúc tiến kinh tế Thông Thành phát triển thật nhanh. Triệu Quốc Đống nói làm mắt Vi Sùng Thái và Hứa Tất Thành sáng lên. Kinh tế Ninh Lăng năm nay đạt mùa thu hoạch mới. Mặc dù hơi giảm so với năm trước nhưng cơ cấu kinh tế khổng lồ mà tăng trưởng 1% cũng tương đương Thông Thành tăng trưởng 10%. Chênh lệch lớn như vậy làm Thông Thành có cảm giác nhìn thấy người khổng lồ từ xa. Sản nghiệp Ninh Lăng do tiến vào thời kỳ chuyển đổi nên một số công ty sản xuất thiết bị điện và tài liệu của quận Tây Giang, khu khai phát Ninh Lăng bắt đầu chuyển đi, mà Thông Thành chính là nơi thích hợp nhất. Điểm này Vương Liệt cũng từng đề cập với Triệu Quốc Đống. Đương nhiên thị Ủy ban Thông Thành không hy vọng các ngành này rời đi nhưng cân nhắc đến việc thăng cấp kết cấu kinh tế, nhất là một số công ty thoáng gây ô nhiễm về môi trường và tiếng ồn phải rời đi là xu thế không thể tránh khỏi. Vì vậy Triệu Quốc Đống mới có thể nhắc Thông Thành sớm có chuẩn bị ở phương diện này. Khảo sát Thông Thành cùng Thiên Châu làm Triệu Quốc Đống ý thức được nhiều điều. Ngoài An Đô, Ninh Lăng cùng Miên Châu phát triển rất nhanh ra, cũng có mấy nơi xuống dốc như Thông Thành, Thiên Châu cùng với Lô Hóa. Mặc dù Thông Thành và Lô Hóa đang chuyển biến tốt lên, Thiên Châu cũng gian nan chuyển mình từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp làm chủ đạo nhưng không thể phủ nhận sự chênh lệch giữa khu vực phát triển và lạc hậu càng lúc càng xa. 8 năm trước Ninh Lăng chỉ gấp 1,5 lần so với Thông Thành, bây giờ tăng gấp chục lần. Chênh lệch lớn như vậy chỉ diễn ra trong 2 nhiệm kỳ. Anh không thể nói mấy năm qua thị ủy ban Thông Thành không cố gắng, không thể nói bộ máy Thông Thành không có năng lực. Nhưng thường là quan niệm tư tưởng và khả năng nắm bắt thời cơ chỉ sai khác một chút là cơ hội sẽ do người khác nắm lấy, khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn. Giống như Thông Thành bây giờ muốn đuổi kịp Ninh Lăng gần như là chuyện không thể. Nếu như bộ máy đưa ra quyết định và chấp hành tốt thì có thể kéo gần khoảng cách chênh lệch mà thôi, đây cũng là thành tích tuyệt vời. Làm như thế nào thu nhỏ được chênh lệch giữa khu vực phía Tây và khó khăn là vấn đề mang tính khiêu chiến nhất với tỉnh ủy ban tỉnh y. Mặc dù là Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống cũng khá coi trọng Lô Hóa nhưng tình huống đẹp nhất là 10 năm tới GDP bình quân của Lô Hóa ngang với bình quân chung toàn tỉnh, đây còn phải xác lập trên cơ sở bộ máy Lô Hóa phải chính xác chấp hành kế hoạch phát triển kinh tế, nhạy cảm nắm bắt cơ hội. Hiện nay kết cấu kinh tế của An Nguyên có biến hóa mới. Nguyên Châu mượn hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê cùng với ngành công nghiệp quốc phòng phát triển mà một lần nữa quật khởi, kinh tế 3 năm liên tục phát triển với tốc độ cao. Đã một lần nữa vượt qua Hoài Khánh, trở lại nhóm thứ nhất, hình thành cục diện chân vạc với Ninh Lăng và An Đô. Mặc dù Miên Châu vẫn còn cách rất xa so với Ninh Lăng và An Đô nhưng với xu thế phát triển hiện nay của Miên Châu thì trong 2-3 năm tới GDP vượt qua 200 tỷ là rất có thể. Mà ba nơi ngày xưa phát triển nhanh là Hoài Khánh, Kiến Dương cùng với Vĩnh Lương, bây giờ lại không có cơ sở phát triển mạnh, GDP đột phá 60 tỷ rồi rơi vào bình cảnh, tốc độ tăng trưởng giảm xuống rõ rệt. Không tìm được điểm đột phá phát triển kinh tế.
Nếu nói Vĩnh Lương do kết cấu kinh tế đang điều chỉnh khó khăn thì có thể giải thích, nhưng Hoài Khánh và Kiến Dương đúng là không tìm được phương hướng phát triển thích hợp. Tân Châu cùng Lam Sơn mấy năm gần đây chỉ có thể nói là tạm được, không có điểm sáng rõ ràng, không hình thành sản nghiệp trụ cột ưu thế, rất bình tĩnh, từ từ rơi xuống nhóm thứ ba, cùng với Nam Hoa uể oải không chấn, Đường Giang quật khởi ở trong nhóm ba. Mà Đường Giang đang cố gắng tiến thêm một bước thoát khỏi bóng ma nhóm ba, cố gắng vào nhóm hai. Về phần Thông Thành, Lô Hóa cùng Thiên Châu chính là ở đấy, mặc dù bọn họ cũng đang khó khăn tìm kiếm con đường phát triển của mình nhưng trong thời gian ngắn muốn thoát khỏi vị trí hiện tại là không thực tế. Chẳng qua cũng may Lô Hóa cùng Thông Thành đã có một ít mặt mày, Thiên Châu cố gắng thông qua thay máu bộ máy để giải phóng tư tưởng. Quyển 20, chương 109. Sự phát triển của An Nguyên Giang ở trạng thái vừa hỗn loạn vừa mất cân bằng. Thực ra trạng thái này luôn tồn tại với trình độ khác nhau ở khắp nơi. Chẳng qua An Nguyên là khá rõ mà thôi. Tình huống cả tỉnh cùng phát triển nhanh chóng chưa bao giờ xuất hiện ở An Nguyên. Mấy năm trước khi tổng thể kinh tế toàn tỉnh phát triển tốt thì An Đô lại có vấn đề. Hai năm qua An Đô có xu hướng khôi phục thì mấy nơi vốn là lực lượng trung kiên của kinh tế An Nguyên như Hoài Khánh, Kiến Dương, Vĩnh Lương cùng với Tân Châu cùng Lam Sơn lại suy yếu, nó càng làm cho sự phát triển kinh tế của An Nguyên mất cân bằng. Có lẽ các nơi đều thế, Triệu Quốc Đống chỉ có thể dùng lý do này để giải thích. Nếu như nói một thị xã như Ninh Lăng có thể nắm bắt cơ hội để phát sinh kỳ tích, vậy một tỉnh khổng lồ như An Nguyên không bao giờ xuất hiện tình huống này. Triệu Quốc Đống vẫn cho rằng Trung Quốc phát triển đến hiện nay, một địa phương nhất là một cấp thị xã hoặc một tỉnh nếu muốn đạt thắng lợi cuối cùng trong cuộc cạnh tranh thì nhân tố quyết định không phải là đầu tư tài chính, không phải tài nguyên nhân lực, thậm chí không phải đổi mới khoa học kỹ thuật, càng quan trọng hơn chính là một hoàn cảnh. Hoàn cảnh mang tính tổng hợp, không chỉ riêng về hoàn cảnh thị trường. Còn có cả hệ thống hành chính, cơ chế, còn cả hệ thống pháp luật. Khi anh thắng trong hoàn cảnh, hệ thống này cũng có nghĩa ở tình huống ngang nhau anh có thể dung hợp nhiều yếu tố ưu hóa lại, có thể làm các yếu tố này phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nói cách khác mỗi một yếu tố đều có thể vận động với hiệu suất cao. Dù là hấp dẫn tài nguyên nhân lực hay là cải thiện hoàn cảnh tài chính, tăng khả năng nghiên cứu khoa học cũng có thể trong thời gian ngắn nhất dựa vào hiệu suất cao để thực hiện được. Nhưng xây dựng hoàn cảnh phong phú như vậy không phải một sớm một chiều là thực hiện được, thậm chí đối với một số nơi thì nó không có cách nào trở thành công việc trung tâm của địa phương đó. Ví dụ như Lô Hóa, anh bây giờ muốn chính quyền đẩy mạnh cải cách công ty nhà nước, tăng thu hút đầu tư. Mà trong quá trình xây dựng hoàn cảnh tốt đẹp thì chính quyền quá độ tham gia công tác kinh tế lại phải tác dụng. Lại ví dụ như Lam Sơn đang bị lạc đường cần phải một lần nữa xác định được con đường phát triển và mục tiêu, phương hướng cho mình. Làm như thế nào phát huy ưu thế vốn có của thành phố, đồng thời lại muốn bồi dưỡng ra sản nghiệp đặc sắc, làm như thế nào thực hiện được là vấn đề lớn nhất đặt ra với bộ máy thành phố Lam Sơn. Chẳng qua như đối với mấy nơi An Đô, Ninh Lăng và Miên Châu càng cần cân nhắc điểm này. Phát triển kinh tế đến trình độ nhất định thì làm như thế nào tiếp tục duy trì ưu thế cạnh tranh của anh lại là vấn đề khó khăn. Mà đồng thời trong quá trình cạnh tranh ở cùng cấp bậc, anh cạnh tranh nếu có thể biến thành người khác cạnh tranh để vào anh. Như vậy anh phải tập trung vào hoàn cảnh. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cũng ý thức được, làm như thế nào căn cứ tình hình thực tế để xác định công việc trung tâm trong quỹ tích phát triển là điều mà đảng ủy, chính quyền các nơi cần cân nhắc. Trong mỗi hội nghị Triệu Quốc Đống đều nhấn mạnh một điểm đó chính là thành lập một hệ thống hoàn cảnh tốt đẹp, tổng hợp là nhân tố mang tính quyết định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội một địa phương, hơn nữa khi kinh tế phát triển đến giai đoạn nhất định thì tác dụng của nhân tố này càng lớn hơn. Âu Dương Cẩm Hoa nghe giọng gọi như ở quê làm hắn có chút sửng sốt ngẩng đầu nhìn. Một cô gái từ xe BMW X5 nhảy xuống. Thật là anh sao, Âu Dương, em còn tưởng mình nhìn lầm người. Trong đầu Âu Dương Cẩm Hoa xuất hiện khoảng thất thần ngắn ngủi rồi lập tức có phản ứng lại. Làm thư ký mấy năm khiến hắn không dễ dàng thất thố trong bất cứ hoàn cảnh nào. Địch Lan, sao em ở đây? Âu Dương Cẩm Hoa cười cười dừng lại, tròn mắt khó giấu nổi một tia áp lực. Em và Tử Huy đến đây có chút chuyện, lập tức là xong, em đang chờ Tử Huy. Tang Địch Lan mặc đồ trắng lộ rõ vẻ xa hoa, thanh lệ. Ồ, anh quên Tử Huy là người An Đô. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Hắn sao có thể quên được tên đã cướp đi người yêu của mình. Hắn và Tang Địch Lan là thanh mai trúc mã cùng quê, được bạn học, họ hàng ở quê coi là một đôi trời sinh. Chẳng qua chỉ sau 3 năm học đại học đã khiến tình cảm đó bay sạch. Anh ở đây làm gì thế? Có việc à? Cô gái rất phóng khoáng,
Đôi mắt vẫn linh động như trước, chỉ là trên mặt hiện ra vài phần thành thục, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ xa cách và kiêu kỳ. Ừ, coi như có việc. Âu Dương Cẩm Hoa lạnh nhạt nói, tâm trạng của hắn đã dần bình tĩnh lại. Mặc dù vết thương trong lòng hắn hơi nhói lên nhưng đó cũng đã là chuyện nhiều năm trước, bây giờ hắn cũng đã có Quách Hiểu, ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Sao, phải đi bộ à? Cô gái nhìn quanh. Hay là lát em bảo Tử Huy đưa anh một chuyến? Âu Dương Cẩm Hoa đúng là đi bộ, khoảng cách từ ủy ban tỉnh đến ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh chỉ có 500 mét, trời lạnh nên Âu Dương Cẩm Hoa thích đi bộ, vừa ấm áp vừa rèn luyện sức khỏe một chút. Ồ, không cần, không xa, anh đi bộ một đoạn cũng cảm thấy dưới chân ấm áp. Nhìn vẻ mặt không tin của Tang Địch Lan, Âu Dương Cẩm Hoa vô thức bổ sung thêm một câu. Thật đó, không lừa em đâu. Tang Địch Lan nhìn thoáng qua Âu Dương Cẩm Hoa. Âu Dương Cẩm Hoa ăn mặc không quá tốt nhưng coi như sạch sẽ, nhìn bộ dạng chắc là một cán bộ nho nhỏ của cơ quan nhà nước, chắc đến ủy ban kế hoạch phát triển làm việc, xem ra không phải đi xe đạp thì chính là bắt xe bus đến đây. Lúc trước mình tại sao bỏ hắn mà chọn Tử Huy? Có lẽ bởi vì thấy hắn mặc dù rất thông minh chăm chỉ, nhưng luôn thiếu linh tính để sinh tồn trong xã hội. Nhưng đây là nguyên nhân chủ yếu sao? Tang Địch Lan không xác định, cô không thể lừa mình. Gia cảnh ưu việt và mối quan hệ rộng của Đỗ gia là một nguyên nhân càng quan trọng hơn, bây giờ xem ra mình chọn không sai. Mấy năm qua anh vẫn ổn chứ? Giọng thoáng trở nên nhẹ nhàng hơn, Tang Địch Lan lặng lẽ nhìn Âu Dương Cẩm Hoa. Ồ, cũng tốt. Âu Dương Cẩm Hoa trần chờ một chút mới mỉm cười nói. Em vẫn khỏe chứ, Tử Huy cũng vậy chứ? Vâng, anh cũng biết Tử Huy sau khi tốt nghiệp không đi vào nhà nước mà đi kinh doanh, mấy năm trước làm cũng được. Hai năm nay khó khăn một chút, tình hình kinh tế trong và ngoài nước không được tốt. Em vẫn giúp Tử Huy, lần này đến ủy ban là mong có thể được trợ cấp hạng mục. Tang Địch Lan nhìn thoáng qua chiếc xe đỗ ở bên, có chút tự hào nói. Chẳng qua em và Tử Huy coi như cũng được. Vậy thì tốt rồi, kinh tế hiện nay không quá tốt nhưng chỉ là tạm thời, sống thêm năm là tốt rồi. Âu Dương Cẩm Hoa cũng không biết mình nên nói gì cho tốt. Hắn ý thức mình nên rời đi mặc dù hắn thấy vẻ không muốn trên mặt Tang Địch Lan. Được rồi, anh phải đi, thay anh chào Tử Huy. Tang Địch Lan thoáng do dự vừa lúc thấy chồng từ hành lang đi ra, mặt không được tốt nhưng cô không quá để ý. Tử Huy, anh xem ai này. Người đàn ông còn chưa điều chỉnh tâm trạng lại, thấy Âu Dương Cẩm Hoa cũng chỉ gật đầu miễn cưỡng. Âu Dương, ông đến ủy ban kế hoạch phát triển làm gì? Ông công tác ở Ando. Tôi nhớ ông không phải người An Nguyên mà. Âu Dương Cẩm Hoa hít sâu một hơi, tên này vẫn có khí chất kiêu căng như hồi còn đi học, theo lời đám bạn thân thiết của Địch Lan thì chênh lệch giữa mình và tên này là rất lớn. Tên này dễ dàng kích thích hứng thú của phụ nữ, mà tính mình quá ôn hòa, trầm tĩnh làm phụ nữ coi mình làm bạn, khó có thể phát triển thành người yêu. Quyển 20, chương 110. Ừ, tôi không phải người An Nguyên nhưng không có nghĩa tôi không thể công tác ở An Đô mà. Âu Dương Cẩm Hoa nhún vai khẽ phun ra một hơi. Có lẽ cảm thấy giọng Âu Dương Cẩm Hoa thiếu sự tôn trọng cần thiết, có lẽ do tâm trạng không được tốt, Đỗ Tử Huy lạnh lùng nhìn Âu Dương Cẩm Hoa, hắn hừ một tiếng. Cũng đúng, thời này gặp người ở đâu cũng không có gì là lạ. Tử Huy, chuyện có thành không? Tang Địch Lan thấy mặt chồng không tốt vội vàng hỏi. Chuyện này rất quan trọng đối với công ty của Đỗ Tử Huy, nếu tranh thủ được hạng mục trợ cấp sẽ có tác dụng không nhỏ đối với sự phát triển của công ty. Hơn nữa Đỗ Tử Huy vẫn cho rằng công ty của mình thuộc top 3 trong các ứng viên, không kém mấy so với công ty bên trên. Năm suất kiểu gì chẳng tới đầu. Trưởng phòng Hầu ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng vỗ ngực với vợ chồng cô, nhưng tình hình bây giờ sợ có chút biến hóa. Đâu đơn giản như vậy. Em nghĩ mời khách ăn cơm là xử lý xong sao? Đỗ Tử Huy tức giận trừng mắt nhìn Tang Địch Lan. Chuyện này không nói rõ được ngay, về rồi nói. Nhưng mà chúng ta bây giờ... Tang Địch Lan có chút khẩn trương, bên ngân hàng chuẩn bị yêu cầu công ty phải có hạng mục trợ cấp này thì mới cho vay. Chẳng lẽ anh còn không biết sao? Đỗ Tử Huy không khống chế được cơn giận trong lòng, vẻ mặt khó coi hơn. Tâm trạng vốn không tốt, à này còn cố ý đề cập trước mặt Âu Dương Cẩm Hoa, đây có khác gì làm mình mất mặt. Bị chồng nói với giọng nạt nộ, Tang Địch Lan có chút khó chịu nhưng nghĩ nhất định do việc không thành nên hắn mới thế, trong lòng cô cũng được an ủi phần nào. Tử Huy. Nếu không làm được thì thôi, chúng ta. Tang Địch Lan an ủi chồng. Thôi, em biết chúng ta bỏ bao tiền vào đó không? 5 triệu đó. Đỗ Tử Huy nghiêng mắt nhìn Tang Địch Lan.
hơn 5 triệu bốc hơi, anh không phải Bill Gates hoặc là Lý Gia Thành. Âu Dương Cẩm Hoa thầm than tên này vẫn như 10 năm trước, lời nói dễ làm người khác tổn thương, chẳng qua đây không có quan hệ gì với mình. Âu Dương Cẩm Hoa đang định chào rồi đi nhưng hành lang có vài người xuống, vừa cười vừa nói đi về phía này. Đỗ Tử Huy liếc cái là nhìn thấy mấy người này, người đi sau đúng là đủ để quyết định vận mệnh của công ty hắn, trưởng phòng Hầu. Lúc trước ở văn phòng đối phương tỏ vẻ bất lực, nói đây là do quyết định cuối cùng của trưởng phòng Ma, hắn đã hết sức. Nhưng với kinh nghiệm của Đỗ Tử Huy thì hắn cảm thấy tuyệt đối là do bản thân trưởng phòng Hầu dở trò, lần trước vỗ ngực đảm bảo bây giờ lại trở mặt không nhận là sao. Người có quyền lớn nhất phòng xét duyệt lần này là trưởng phòng Ma lại không thèm để ý đến lời mời của mình. Đương nhiên không phải do trưởng phòng Ma này trong sạch, nếu là vậy Đỗ Tử Huy cũng không sợ. Dựa vào thực lực cạnh tranh thì công ty của hắn cũng có thể thành công. Đi phía trước bọn họ là người đàn ông béo, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh, bên cạnh còn có một vị là tránh văn phòng ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh mà Đỗ Tử Huy đã gặp mặt một lần, một vị khác chính là trưởng phòng Ma. Thấy đoàn người đi tới, mặc dù lúc trước còn đầy căm hận bọn họ nhưng lúc này Đỗ Tử Huy như đổi thành người khác, trên mặt nở nụ cười rất tươi, đi nhanh tới. Trưởng phòng Ma, trưởng phòng Hầu. Tiểu Đỗ, còn chưa đi ư? Trưởng phòng Hầu khoát khoát tay. Không nói chuyện kia, phòng đã quyết định, cậu chỉ có thể đợi sang năm nghĩ biện pháp, số danh sách lần này có hạn, điều kiện của công ty cậu khá tốt nhưng còn có chút chênh lệch, năm sau cố gắng tiếp. Mặt Đỗ Tử Huy hơi đổi. Lúc trước trong văn phòng đối phương mặc dù nói lạnh nhạt nhưng chưa hoàn toàn bịt kín như vậy, nhưng bây giờ đổi giọng điệu đánh tan mọi hy vọng còn sót lại của mình. Trưởng phòng Hầu, công ty của tôi. Không đợi Đỗ Tử Huy nói xong, trưởng phòng Hầu đã quả quyết cắt đứt lời của đối phương. Điều kiện của mọi người đều chênh nhau không nhiều, cũng chỉ là vài chi tiết sai khác mà thôi. Trong tài liệu của công ty cậu viết không được hoàn thiện, sau khi so sánh thấy mấy công ty tốt hơn. Ban căn cứ tình hình cân nhắc. Tổng hợp và đưa ra quyết định này. Mặt Đỗ Tử Huy và Tang Địch Lan đều tái đi. Đối phương nói thế tức là không thể vãn hồi, đây có thể nói là đả kích chí mạng với công ty của bọn họ. Vị phó chủ nhiệm đi trên cùng chỉ đang tập trung nói chuyện với tránh văn phòng và trưởng phòng Ma, căn bản không quan tâm đến mấy người khác. Chẳng qua vị tránh văn phòng đang đi về trước đột nhiên nhíu mày dừng lại. Thư ký Âu Dương, không bây giờ nên gọi là chủ tịch quận Âu Dương mới đúng. Sao chủ tịch lại ở đây? Chủ nhiệm Hồ, ngài xem. Chủ nhiệm Hồ lúc này mới chú ý đến cậu thanh niên trông rất bình thường, y vội vàng chạy tới, không đợi Âu Dương Cẩm Hoa có phản ứng đã rất nhiệt tình đưa tay ra. Thư ký Âu Dương, thật sự là anh đứng đây nhưng tôi già mắt kém không thấy, anh đến ủy ban làm việc thì cứ bảo bên dưới làm là được, sao tự mình tới đây? Âu Dương Cẩm Hoa bắt tay với phó chủ nhiệm Hồ, sau đó bắt tay với tránh văn phòng. Đối phương qua lại khá nhiều với hắn. Dù sao là tránh văn phòng ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh nên có nhiều qua lại với văn phòng ủy ban tỉnh. Là thư ký theo Triệu Quốc Đống nhiều năm nên dù là phó chủ nhiệm Hồ hay là tránh văn phòng đều biết rõ trọng lượng của Âu Dương Cẩm Hoa. Âu Dương Cẩm Hoa đã có quyết định điều tới làm thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận Hoa Khê, An Đô, cán bộ cấp chính huyện, có thể nói tiền đồ sau này của Âu Dương Cẩm Hoa rất rộng mở. Nhất là bản thân Âu Dương Cẩm Hoa còn có năng lực, khá khiêm tốn. Không giống thư ký của lãnh đạo khác xuống là hò hét, kết quả văn không có, võ kém, chính thức tiếp xúc công việc thì lại không biết làm gì. Đỗ Tử Huy và Tang Địch Lan rất ngạc nhiên nhìn Âu Dương Cẩm Hoa nói chuyện bắt tay với phó chủ nhiệm Hồ. Trưởng phòng Ma và trưởng phòng Hầu cũng lộ rõ vẻ cung kính đứng đó thi thoảng xen lời. Không có việc gì, chủ nhiệm Hồ, tôi còn chưa chính thức nhận chức, tuần sau mới đi báo danh. Chủ tịch tỉnh còn có vài việc mà tôi phải chạy giúp nên cố gắng trong hai ngày này làm cho hết. Thư ký Tiểu Vương mới tới có vài việc chưa quen, chủ nhiệm Hồ cùng chủ nhiệm Lý ngày sau phải giải thích nhiều một chút, còn cần quá trình quen thuộc mà. Âu Dương Cẩm Hoa rất tùy ý nói chuyện với phó chủ nhiệm Hồ, vị tránh văn phòng Lý cũng không nói xen vào được. Rất nhanh tránh văn phòng Lý chú ý thấy hai người Đỗ Tử Huy có vẻ mặt phức tạp đứng bên nên hỏi. Chủ tịch Âu Dương, hai vị này là... Ồ, chủ nhiệm Hồ, tránh văn phòng Lý, đây là bạn học đại học của tôi, Đỗ Tử Huy và vợ Tang Địch Lan. Bọn họ bây giờ mở công ty. Âu Dương Cẩm Hoa bình tĩnh nói. Bọn họ kinh doanh cũng không dễ dàng nhất là công ty tư nhân bây giờ cạnh tranh rất kịch liệt cho nên các ngành chức năng cần ủng hộ mạnh mới được. Đúng thế, chủ tịch quận Âu Dương nói đúng. Bây giờ hoàn cảnh của công ty tư nhân mặc dù được cải thiện nhưng vẫn còn yếu so với công ty nhà nước.
Chủ tịch tỉnh vẫn nói nên xây dựng hoàn cảnh tốt đẹp cho công ty tư nhân phát triển, nhất là công ty vừa và nhỏ càng cần không gian phát triển lớn hơn nữa, điểm này ủy ban vẫn chú trọng. Phó chủ nhiệm Hồ nói theo Âu Dương Cẩm Hoa nhưng lại liếc nhìn trưởng phòng Ma cùng trưởng phòng Hầu đứng bên. Công ty của Tiểu Đỗ khá tốt, có tính trưởng thành cao, ủy ban đang nghiên cứu một nhóm các công ty thí điểm, công ty của Tiểu Đỗ cũng đệ đơn xin thí điểm. Phòng chúng tôi đang nghiên cứu việc này, tích cực đề cử một số công ty có tính trưởng thành cao, hàm lượng sản phẩm khoa học kỹ thuật cao vào danh sách, tôi thấy công ty của Tiểu Đỗ rất có tính cạnh tranh. Trưởng phòng Ma nói. Vậy ư, trưởng phòng Ma coi trọng công ty của Đỗ Tử Huy. Âu Dương Cẩm Hoa cười cười gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có sức cạnh tranh là tốt, hoàn cảnh thị trường cần cạnh tranh công khai, công bằng, công chính. Căn bản không có cơ hội cho vợ chồng Đỗ Tử Huy, Tang Địch Lan nói xen vào. Khi Âu Dương Cẩm Hoa cười cười chào tạm biệt mọi người, Đỗ Tử Huy và Tang Địch Lan như thấy mình nằm mơ. Trưởng phòng Ma rõ ràng ám chỉ mời bọn họ tiến hành điều chỉnh chút tài liệu, như vậy sẽ càng phù hợp điều kiện mà phòng đưa ra hơn. Âu Dương Cẩm Hoa cứ như vậy rời đi lưu lại cái nhìn phức tạp cho Tang Địch Lan. Đỗ Tử Huy vẫn đang mừng như điên, chỉ biết vẫy vẫy tay mà quên xin số điện thoại liên lạc. Quyển 20, chương 111. Tết cứ thế tới. Thậm chí bản thân Triệu Quốc Đống cũng không ý thức được. Khi một loạt hội nghị, cuộc tiếp đón ập tới, Triệu Quốc Đống mới ý thức được một năm đã qua đi, mình lại già thêm một tuổi. Tất cả khá vững vàng. Mặc dù năm 2010 là năm khó khăn đối với toàn bộ Trung Quốc, áp lực kinh tế trong và ngoài nước cực lớn. Nhất là khi hệ thống tín dụng Mỹ rơi vào nguy cơ, thậm chí mang lại nguy cơ kinh tế, khu vực đồng euro xuất hiện tình trạng nợ công. Từ Hy Lạp đến Ireland. Từ Tây Ban Nha đến Italy, đều lâm vào khó khăn. Đây là hai khu vực chính xuất khẩu của hàng hóa Trung Quốc ảnh hưởng đến con đường xuất khẩu, nó đả kích mạnh tới kinh tế các tỉnh, thành phố khu vực Duyên Hải dựa chủ yếu vào xuất khẩu. Mà kích thích tiêu dùng nội địa lại cần thời gian dài mới thực hiện được. Vì thế ánh mắt mọi người chỉ có thể tập trung vào đầu tư tài sản cố định. Đây là thủ đoạn thường dùng nhất của chính phủ Trung Quốc, khi phát triển kinh tế gặp trở ngại liền dùng chiêu này để giải quyết. Tuy luôn có hiệu quả nhưng nó là con dao hai lưỡi. Vấn đề là khi cân nhắc lợi và hại, các chuyên gia kinh tế thường có khuynh hướng nhìn vào lợi ích trước mắt để kích thích kinh tế. Chỉ khi nào lạm phát tăng quá cao thì bọn họ mới ý thức được mình đánh giá quá cao khả năng khống chế lạm phát của mình. Chính sách kích thích kinh tế 2.000 tỷ tệ mặc dù trên danh nghĩa chủ yếu là đầu tư cho các hạng mục xây dựng và hạng mục dân sinh nhưng không thể tránh khỏi có một bộ phận khá lớn chảy vào thị trường bất động sản, nó trực tiếp đẩy giá nhà, đất lên cao. Nó khiến Trung ương dù cố sức khống chế giá nhà cũng vô ích. Không lợi không làm, dù Trung ương dùng thủ đoạn giám sát chặt chẽ nhưng nhiều nơi vẫn can đảm dùng thị trường bất động sản để kiếm lợi nhuận. Không thể nghi ngờ kế hoạch kích thích kinh tế 2.000 tỷ có sức mạnh lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Triệu Quốc Đống không biết có phải một nhóm người gồm mình và bọn Lôi Hướng Đông đưa ra quan điểm trên truyền thông có ảnh hưởng đến quyết định của Trung ương hay không. Tóm lại dự tính sơ bộ kế hoạch kích thích kinh tế với 4.000 tỷ bị giảm xuống còn 3.000, cuối cùng là 2.000. Nhưng dù ở quy mô này Triệu Quốc Đống vẫn thấy lớn, quy mô 1.000 tỷ cũng là đủ lớn. Bởi vì chính quyền địa phương sẽ theo chính sách kích thích kinh tế của Trung ương mà đưa ra kế hoạch kích thích kinh tế của mình, tính ra chỉ sợ là rất khổng lồ. Trong thời gian ngắn sẽ thấy tác dụng ngay nhưng sau đó là áp lực lạm phát cùng với gánh nợ của các địa phương cũng là vấn đề khó tránh khỏi. Đương nhiên Triệu Quốc Đống phản đối kế hoạch này không có nghĩa An Nguyên phản đối. Triệu Quốc Đống phản đối là đặt ở chính sách vĩ mô toàn quốc gia. Còn ở An Nguyên, kế hoạch kích thích kinh tế này của Trung ương vẫn mang lại lợi ích rất rõ ràng. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh, An Đô cuối cùng cũng được duyệt, có thể lập tức đi vào xây dựng. Mấy tỉnh có tuyến đường này đi qua đều nhảy nhót hoan hô, nó chẳng những giảm được áp lực vận chuyển hàng hóa từ Bắc Kinh đến An Đô. Hơn nữa còn cải thiện lớn hoàn cảnh đầu tư mà tuyết đường sắt cao tốc này đi qua. Theo kế hoạch kích thích kinh tế của Trung ương xuất hiện, các tỉnh cũng nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn mình. Triệu Quốc Đống viết một bài đưa lên Nhật báo Nhân dân với hình thức không ký tên, khiến bộ phận biên tập báo này khá hứng thú và được đăng. Đề tài là cảnh giác đầu tư nhà nước mang tới hậu quả. Chẳng qua bài viết được đưa ra cũng như cục đá ném vào dòng Trường Giang. Không ảnh hưởng gì đến kế hoạch phát triển kinh tế của các nơi. Ở xu thế này An Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù Triệu Quốc Đống chủ trương cẩn thận nhưng tỉnh ủy An Nguyên vẫn thông qua kế hoạch kích thích kinh tế không kém gì các tỉnh xung quanh. Đương nhiên kế hoạch này là trong mấy năm,
Triệu Quốc Đống tin theo áp lực lạm phát tăng lên thì nhiều tỉnh sẽ không ngừng co rút thậm chí dừng kế hoạch kích thích kinh tế này lại. Nhìn Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Lưu Nhược Đồng có chút đau lòng. Con đã biết đi, bảo mẫu thậm chí còn có thể đưa đi dạo phố, hơn năm qua tâm tư của cô đặt trên người con, bên chồng chú ý ít hơn nhưng không có nghĩa cô không hiểu tình hình của chồng. Tình hình kinh tế đang khá mơ hồ làm tâm tư chính của Triệu Quốc Đống trong năm nay được chuyển sang vấn đề kinh tế. Đương nhiên trước mắt Triệu Quốc Đống không chỉ là phát triển kinh tế, làm như thế nào khoa học hợp lý xác định hình thức phát triển của An Nguyên, đi theo con đường phát triển tuần hoàn mới là điều mà Triệu Quốc Đống đang thăm dò. Mặc dù An Nguyên là một tỉnh, tình hình các nơi khác nhau, cũng hiện ra xu thế phát triển khác nhau. Ví dụ như Ninh Lăng dựa vào điều kiện giao thông ưu việt, trụ cột hùng hậu nên ngành thứ hai, thứ ba đều tiến vào khiến nó không hổ là trung tâm kinh tế An Đông, Tương Tây. Sơ bộ tính toán công nhân thời vụ đến từ khu vực Tương Tây ở Ninh Lăng đã trên 100.000, mà số đã định cư ở Ninh Lăng cũng vượt qua 20.000 người, chỉ thấp hơn nhân số mấy nơi lân cận Ninh Lăng là Thông Thành, Nam Hoa, đủ thấy sức hấp dẫn của Ninh Lăng đối với các tỉnh, thị xã xung quanh. Mà ngành dịch vụ An Đô cũng bắt đầu phát triển vượt qua ngành công nghiệp và xây dựng. Nhất là khi phòng giao dịch tài sản An Đô và trung tâm tài chính thành phố quốc tế được thành lập khiến ngành tài chính An Đô nhanh chóng phát triển. Mà ngành cung cấp vật tư cũng đang phát triển về hướng An Đô. Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong đều muốn toàn lực chế tạo An Đô làm trung tâm cung cấp vật tư của khu vực Trung Tây. Coi ngành tài chính và vật tư làm hai sản nghiệp trụ cột của An Đô. Nguyên Châu cũng trở thành tâm điểm, ngành hàng không, nguyên tử, nhất là điện tử hàng không, cơ giới hàng không, tài liệu hàng không, khống chế nguyên tử, đều phát triển cực nhanh càng lúc càng trở thành điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của Nguyên Châu. Năm 2009 thu hút đầu tư của Miên Châu còn vượt cả Ninh Lăng đứng đầu toàn tỉnh. Xu thế phát triển này làm thị ủy, ủy ban Miên Châu hiên ngang đưa ra khẩu hiệu, 10 năm đầu thế kỷ 21 xem Ninh Lăng, thập niên thứ 2 xem Miên Châu. Bên Ninh Lăng cũng không yếu thế, tỏ vẻ sự phát triển của Miên Châu chẳng qua là áp dụng hình thức phát triển của Ninh Lăng, đổi mới và xây dựng hệ thống chế độ mới là căn bản của phát triển. Mà ở điểm này Ninh Lăng không sợ bất cứ ai, dám khiêu chiến bất cứ ai. Mà An Đô dưới sự lãnh đạo của Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong khá nhã nhặn, nhưng từ mục tiêu chế tạo trung tâm vật tư, tài chính của khu vực Trung Tây đủ thấy dã tâm cực lớn của thành phố An Đô. Quan Kinh Sơn thậm chí trao cho thành phố quốc tế địa vị đặc thù, là điểm sáng mới trong cải cách thể chế hành chính của Trung Quốc. Mục tiêu này đưa ra làm truyền thông không ngừng đưa tin. Ở tình huống mà hầu hết tâm điểm đặt vào lĩnh vực kinh tế, An Đô có can đảm tiến hành đổi mới cải cách hệ thống hành chính không thể không nói làm người ta cực chú ý. Điều này có nghĩa An Đô đã ý thức được chỉ riêng theo đuổi lĩnh vực kinh tế không đủ làm An Đô có địa vị dẫn đầu tuyệt đối như trước, mà cần phải thể hiện sự huy hoàng cả về thể chế hành chính. Điểm này Triệu Quốc Đống rất ủng hộ. Thấy Triệu Quốc Đống đặt tay lên trán suy nghĩ, Lưu Nhược Đồng khẽ rót cho hắn cốc trà. Lại một năm nữa qua đi, có phải là thất rất mệt hoặc là rất có thành tựu không anh? Lưu Nhược Đồng mỉm cười nhìn Triệu Quốc Đống. Xu thế phát triển của An Nguyên có thể nói đứng đầu cả nước. Toàn quốc đều chú ý. Ha ha, anh nếu khiêm tốn thì em có phải nói anh giả dối không? Triệu Quốc Đống lắc đầu suy nghĩ gì đó. Quyển 20, chương 112. Anh hình như không quá để ý cái này. Sự thật chính là sự thật, không cần ra vẻ. Năm ngoái An Nguyên đạt thành tích như vậy đã nói rõ nhiều vấn đề. Không thể nói vì xuất hiện nguy cơ kinh tế nên An Nguyên đứng đầu về tốc độ tăng trưởng. Em thật ra cảm thấy điều này nói rõ năng lực thích ứng của nền kinh tế An Nguyên rất mạnh, có thể ở trình độ lớn nhất ứng phó sự bất lợi đánh vào, phải không? Lưu Nhược Đồng mỉm cười hai tay khoanh trước ngực, ngồi xuống trước mặt Triệu Quốc Đống. Hai người đã lâu không yên tĩnh ở bên nhau yên tĩnh như thế này. Hôm nay trời đẹp bảo mẫu mang em bé đi công viên. Không hoàn toàn như vậy, An Nguyên phát triển nhanh có ba nhân tố. Thứ nhất ba thành phố. Thị xã đứng đầu An Nguyên chẳng những không bị nguy cơ kinh tế ảnh hưởng mà còn được lợi từ đó. Nguyên Châu được lợi do nhiều đơn hàng bên ngành công nghệ quốc phòng, kế hoạch kích thích kinh tế của quốc gia có một bộ phận rơi vào ngành công nghệ quốc phòng. Có nhân tố ảnh hưởng này nên năm ngoái Nguyên Châu đứng đầu về tốc độ tăng trưởng của An Nguyên. Ngành công nghiệp và xây dựng của An Đô năm ngoái cũng bắt đầu xuất hiện phân hóa, một bộ phận sản nghiệp chuyển sang các thành phố, thị xã xung quanh, nó cũng phù hợp với sự định vị của quốc gia và tỉnh đối với An Đô. Mà trước đó quốc gia và tỉnh cũng tăng lực độ chế tạo An Đô làm trung tâm tài chính của khu vực đất liền,
nhất là Ando cũng cố gắng đột phá về hệ thống chế độ và cơ chế, cho nên hoàn cảnh đầu tư và gây dựng sự nghiệp của Ando thay đổi mạnh, nó hấp dẫn nhiều tài chính nước ngoài tiến vào Ando. Bên Ninh Lăng thì được lợi do xây dựng hệ thống chế độ càng lúc càng hoàn thiện, có thể nói hiện nay sự sáng tạo của Ninh Lăng chủ yếu là bù đắp, hoàn thiện hơn, đương nhiên mấu chốt nằm ở khả năng chấp hành, có thể nói Ninh Lăng ở trình độ nhất định có năng lực chống lại ảnh hưởng TF nguy cơ kinh tế. Triệu Quốc Đống có vẻ rất tự tin, Lưu Nhược Đồng rất thích vẻ mặt của hắn bây giờ, không quá khoe khoang, không quá khiêm tốn, bình thản đối mặt sự thật. GDP toàn tỉnh năm ngoái đã đột phá 2.000 tỷ, tốc độ tăng trưởng đạt 17,2%. Ba địa phương đầu đứng chiếm hơn một nửa GDP toàn tỉnh cũng không phải việc tốt, chẳng qua nó cũng là tiến bộ so với 10 năm trước mình Ando độc đại. Thứ hai, nguy cơ kinh tế cứ một vài năm thậm chí 2-3 năm là xuất hiện, chỉ cần chính sách của Trung ương không có biến hóa quá lớn, nhất là duy trì mức lạm phát nhất định thì theo anh đoán năm nay sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng ảnh hưởng của nền kinh tế quốc tế vẫn còn đó, nhất là sẽ ảnh hưởng lớn hơn nữa đối với khu vực Duyên Hải. Thứ ba, ngoài ba nơi đó thì một vài nơi trong tỉnh cũng thể hiện sức sống rất mạnh, ví dụ như Đường Giang, Tân Châu, Thông Thành, Vĩnh Lương cùng Lô Hóa, đây là điều làm người ta đáng mừng. Anh đoán mấy nơi này năm nay càng đột xuất hơn nữa. Trong 3 năm sẽ có biến hóa rất lớn, có vài nơi vốn ở nhóm 2 sẽ rơi xuống nhóm 3, vài nơi ở nhóm 4, nhóm 3 dần tiến vào nhóm 2, nhóm 3. Triệu Quốc Đống đã quen giới thiệu thẳng trong công việc với vợ. Lưu Nhược Đồng có một đặc điểm là kín miệng, đây có lẽ do thói quen nghề nghiệp của cô. Cái này rất bình thường, mỗi một đô thị phát triển đều có thịnh có suy, mặc dù Miên Châu và Ninh Lăng đang vinh quang bây giờ cũng không thoát được quy luật đó. Chẳng qua phải xem người cầm quyền có ứng phó thích đáng được không, tăng tốc phát triển khi gặp cơ hội. Ánh mắt Lưu Nhược Đồng rất bình tĩnh, mắt lấp lánh tia trí tuệ. Quốc Đống, Ninh Lăng phát triển có lợi do anh nắm bắt cơ hội chuẩn, hơn nữa người kế nhiệm anh cũng rất sáng suốt, ổn định đội hình, tiếp tục đẩy mạnh, hơn nữa anh cũng phát hiện được vấn đề mà khi phát triển kinh tế tăng lên đến trình độ nhất định, đó chính là việc cải cách đổi mới hệ thống chính trị, xã hội, đây mới là bổn phận chính thức của chính quyền. Chẳng qua bây giờ rất nhiều chính quyền địa phương vẫn không biết chán can thiệp vào kinh tế, kể cả chính phủ trung ương cũng như vậy. Mắt Triệu Quốc Đống lóe lên, ánh mắt của Lưu Nhược Đồng cũng rất sắc bén. Trung Quốc hiện nay thực ra là hệ thống kinh tế hỗn hợp, chính quyền can thiệp quá sâu vào kinh tế, mặc dù mỗi chính quyền các cấp luôn đề cập mình cần phải chuyển mình sang phục vụ, quản lý nhưng lại chưa có dấu hiệu buông tay với chức năng kinh tế. Thấy mắt chồng không ngừng lóe lên, Lưu Nhược Đồng mỉm cười. Quốc Đống, hôm nay anh định đến chỗ Ninh Pháp nói quan điểm của mình hả? Em đề nghị anh nói thật. Ồ, em không sợ anh nói như vậy sẽ mang lại vài nhân tố trái chiều sao? Triệu Quốc Đống có chút hăng hái hỏi lại một câu. Ninh Pháp là người như thế nào chẳng lẽ anh còn không biết sao? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, y bây giờ làm phó thủ tướng thường trực chỉ có thể nói y càng trưởng thành, càng lý trí hơn, cũng không có nghĩa là sự nhiệt huyết trong lòng mất đi. Hơn nữa anh bây giờ có thân phận gì? Anh là chủ tịch tỉnh không phải bí thư tỉnh ủy, nếu là bí thư tỉnh ủy có lẽ anh cần thoáng chú ý cách dùng từ của mình, nhưng ở vị trí chủ tịch tỉnh thì vừa lúc anh có thể tùy ý phát huy. Nhất là khi năm nay kinh tế An Nguyên tăng tốc đứng đầu cả nước nữa chứ. Lưu Nhược Đồng nhướng mày. Đâu đơn giản như vậy, Ninh Pháp nếu vì An Nguyên được danh tiếng mà bảo sao nghe vậy thì em coi suy nghĩ của bọn họ quá đơn giản rồi. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Bọn họ đều là nhân vật qua bao nhiêu sóng gió, làm chính trị nhiều năm, từ xã đến trung ương, mấy chi tiết trong đó bọn họ biết rõ. Lưu Nhược Đồng nghe vậy gắt giọng. Em chỉ bảo anh nói suy nghĩ trong lòng ra, không cần phải che giấu làm gì, đến tầm của bọn họ thì bọn họ càng thích nghe lời thật. Giống như các anh muốn nghe lãnh đạo ở bên dưới nghe thật vậy, mà anh có tự tin để nói thật thì tại sao không nói? Em có nói anh không định nói thật không? Triệu Quốc Đống cười ha hả. Anh dù có nói mấy câu sáo giống trước mặt Ninh Pháp và Thái Chánh Dương thì có ý nghĩa gì không? Ngày kia đến chỗ Tô Giác Hoa thì sao? Lưu Nhược Đồng đảo mắt. Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra. Em thấy cần phải đối đãi khác nhau ư? Có lẽ anh cảm thấy đổi góc độ nhìn nhận vấn đề và thảo luận vấn đề sẽ thích hợp hơn chứ? Lưu Nhược Đồng cười cười. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút mới nói. Anh không cần như vậy. Mặc dù quan điểm công việc của hai vị lãnh đạo không quá giống nhau nhưng đó là bình thường. Đúng như em nói, anh chỉ là chủ tịch tỉnh, nói thẳng quan điểm của mình mới là hợp lý. Nếu như vì ai đó mà thay đổi mình sẽ mất đi bản chất.
Em cảm thấy anh là con chó chạy quanh để mong người hài lòng sao? Đợt Tết này Triệu Quốc Đống cũng ngồi với Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên một buổi, hàm nghĩa cuộc gặp rất phong phú, vừa có chút như trao đổi quan niệm tư tưởng, cũng mang ý nghĩa báo cáo công việc. Theo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, thiểu số phục tùng đa số, chỉ cần có quyết định thì nhất định phải phục tùng, đây là nguyên tắc duy trì sức chiến đấu của Đảng. Quan niệm tư tưởng, quan điểm công việc có xung đột ở trong Đảng gọi là phái hệ, nhưng loại tồn tại này cũng chỉ là ngầm hiểu, ngầm tồn tại mà thôi. Thấy Triệu Quốc Đống rất thong thả mà kiên định lắc đầu, Lưu Nhược Đồng cũng gật đầu. Cũng đúng, nói ra suy nghĩ của mình, chẳng qua. Ha ha, Nhược Đồng, chẳng lẽ em không có chút tự tin vào chồng mình sao? Anh không muốn thay đổi quan điểm của mình cũng không đại biểu là anh không biết dùng cách gì để nói ra quan điểm một cách thích hợp nhất. Triệu Quốc Đống cười phá lên. Mặt Lưu Nhược Đồng thoáng đỏ lên, cô cũng hiểu mình quá chú ý việc này nên quên chồng mình là chính trị gia. Triệu Quốc Đống có thể đi đến bước này chẳng lẽ là người không có suy nghĩ sao? Quyển 20, chương 113. Chào tạm biệt Liễu Đạo Nguyên xong, Triệu Quốc Đống vẫn còn đắm chìm trong không khí lúc trước. Hắn cảm thấy mình cần chút thời gian sửa sang lại. Trung Dược Quân cũng đã hẹn hắn ngồi nói chuyện, chẳng qua bây giờ còn sớm, còn gần tiếng. Triệu Quốc Đống có thể dễ dàng đi trên đường để gió lạnh thổi vào cho mình bình tĩnh. Hai cuộc gặp trong hai ngày với hai phong cách khác nhau nhưng cũng mang lại cho Triệu Quốc Đống cảm nhận và xúc động khác nhau. Đều là dấn thân vào quốc sự, mặc dù quan niệm tư tưởng không giống nhau nhưng đều có một điểm chung là phấn đấu vì một quốc gia và nhân dân giàu có, khỏe mạnh. Nếu như nói trong sự hàm xúc của Ninh Pháp ẩn giấu sự kích thích, vậy Tô Giác Hoa lại là chính khí khổng lồ, hai phong cách hoàn toàn khác nhau lại có thể hài hòa phối hợp với nhau. Mấy cuộc tiếp xúc và trao đổi trong thời gian ngắn nên Triệu Quốc Đống còn chưa thể hiểu rõ quan điểm, suy nghĩ của mỗi một quần thể, nhưng dung là ở nhiều vấn đề có suy nghĩ khá tương đồng nên bọn họ mới có thể đi lại gần nhau. Triệu Quốc Đống không biết mình có là một phần trong nhóm của bọn họ không, cũng không biết mình có thích hợp làm thành viên trong đó không. Đây là quần thể khá tản mát lấy thảo luận và trao đổi làm cơ sở để tụ họp, căn bản không phức tạp và thần bí như người ngoài nghĩ. Bây giờ mình không phải là lúc đi vào quần thể này, Triệu Quốc Đống cuối cùng đưa ra kết luận này. Mặc dù hắn làm ra chút thành tích ở An Nguyên, cũng làm Trung ương chú ý nhưng tổng thể mà nói mình vẫn trong quá trình không ngừng trưởng thành, còn chưa chính thức đạt mức làm người ta không thể không suy nghĩ. Đúng vì thế nên Triệu Quốc Đống mới thấy mình có thể mượn thời gian này tiếp tục làm phong phú mình. Khi Triệu Quốc Đống đi bộ tới địa điểm mới phát hiện hai bên má mình đã dần mất đi cảm giác. Đập vào mặt là cơn gió ấm làm Triệu Quốc Đống không quá quen. Trung Dược Quân đương nhiên không nghĩ Triệu Quốc Đống đi bộ trong gió tuyết gần tiếng, thấy hạt tuyết trên người Triệu Quốc Đống, hắn có chút kinh ngạc. Sao, đã quen chưa? Triệu Quốc Đống nhìn Trung Dược Quân vừa đi đã gần năm, trong thời gian đó giữa hai người mặc dù nói chuyện điện thoại không ít lần nhưng gặp mặt chỉ có hai lần đi họp trên Bắc Kinh, thời gian không dài, không ngồi riêng nói chuyện như thế này. Về phương diện gì? Khí hậu thì tôi nhất định còn chưa quen, ai cũng nói mùa đông An Nguyên chúng ta ẩm thấp rét lạnh khó chịu, lạnh hơn phương Bắc. Nhưng đó là thời tiết ở An Đô mà thôi, ở Ninh Lăng thì không thấy. Sang Đông Bắc, thời tiết ở đó mới là thử thách người, tôi đúng là rất khó thích ứng. Trung Dược Quân cười ha hả. Về phần khác từ An Nguyên đi ra thì dù như thế nào cũng không thể làm mất mặt mà. Ừ, tôi đã xem số liệu kinh tế bên anh, coi như được. Thành phố Cáp cũng có động tác lớn, anh vừa đến đã làm thế không sợ người nói này nói kia sao? Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Nếu sợ thì đừng làm gì cả. Tôi tự hỏi đứng được, ngồi được, có người không thích tôi cũng là vì tôi cản đường phát tài của bọn họ. Tình hình bên đó phức tạp hơn An Nguyên chúng ta nhiều. Tôi nói chính là tình hình an ninh trật tự, ở trình độ rất lớn nó làm phức tạp sức chấp hành của đảng ủy, chính quyền địa phương. Ở vấn đề này nếu như đảng ủy, chính quyền địa phương không có sự hậu thuẫn mạnh thì rất khó mở ra cục diện. Trung Dược Quân rất có cảm xúc, mặc dù có danh nghĩa phó bí thư tỉnh ủy nhưng tình hình ở thành phố vẫn làm hắn rất đau đầu. Thành phố Cáp có địa vị rất đặc biệt ở Hắc Hà, rất có điểm giống địa vị của An Đô tại An Nguyên ngày xưa. Thành phố Cáp cùng với thành phố Du chiếm 3/4 GDP toàn tỉnh, đây là số liệu kinh người. Nói cách khác 12 thị xã còn lại chỉ chiếm 1/4 GDP. Có thể nói hai thành phố này hưng suy cũng có nghĩa Hắc Hà hưng hay suy. Mà thành phố dù dựa vào tài nguyên đã dần đi vào thời kỳ già đi, mặc dù đang cố sức chuyển mình nhưng một đô thị khổng lồ gần như dựa hết vào ngành dầu mỏ,
khí thiên nhiên, hóa chất nếu muốn toàn diện chuyển mình không phải là nói là làm được ngay. Dù Trung ương có chính sách thì cũng là quá trình rất dài. Mà hiện nay thành phố dù chỉ cần vững vàng đẩy mạnh chuyển mình của đô thị cũng là thành công rất lớn. Đối với Trung Dược Quân mà nói, Trung ương đặt hắn ở vị trí bí thư thị ủy của thành phố cấp đặc biệt kia, hơn nữa ở tình huống cả nước đang giảm phó mà vẫn để hắn làm phó bí thư tỉnh ủy thì ý nghĩa không nói cũng biết. Mà áp lực rất lớn mang tới cũng làm Trung Dược Quân có chút kinh sợ. Vì vậy anh quyết định ra tay mạnh. Triệu Quốc Đống lại cười nói. Không có biện pháp, đây là bị ép. Tôi sang kia 3 tháng đầu không lên tiếng, học ngài chỉ nhìn, hỏi, nghe, 3 tháng sau cẩn thận điều tra cân nhắc. Trung ương đặt tôi ở đó nhất định là có ý đồ. Thành phố cấp có địa vị cực lớn tại Hắc Hà, tôi đến phải làm ra gì đó mới được. Chẳng qua thực tế mà nói trụ cột kinh tế của thành phố cấp mạnh hơn Ninh Lăng trước đây nhiều. Chế tạo thiết bị, y dược, thực phẩm, hóa chất, điện tử, mấy ngành này đều có điểm đáng xem. Tài nguyên đất, nước, tài nguyên nhân lực đều khá tốt, nhưng vấn đề tồn tại cũng không ít, quan trọng nhất chính là không khí xã hội và quan niệm tư tưởng. Trung Dược Quân gật đầu đầy cảm xúc nói. Bí thư Lưu Thác cũng rất ủng hộ quan điểm của tôi, tạo không khí mới, tạo mục tiêu phát triển, xây dựng không khí gây dựng sự nghiệp, toàn lực đẩy mạnh xây dựng thành phố cấp mới, đây là suy nghĩ của tôi. Sao nghe như là một bài diễn văn vậy Dược Quân? Triệu Quốc Đống cười phá lên, ngồi nói chuyện với Trung Dược Quân thì hắn luôn thấy thoải mái, tùy ý. Đây chỉ là dàn bài, phải viết nội dung ra. Thành phố cấp đông dân nhưng xây dựng đô thị khá lạc hậu. Nó nghiêm trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, hơn nữa nhiệm vụ cải tạo nội thành cũng không dễ, áp lực việc làm cho dân chúng rất nghiêm trọng. Trung Dược Quân hít sâu một hơi, trước mặt lão lãnh đạo hắn cũng không cố kỵ nhiều. Cho nên tôi lúc này đang bắt tư tưởng cán bộ, đồng thời cũng đề nghị bên chính quyền thị xã cần phải mạnh dạn đẩy mạnh xây dựng đô thị hiện đại hóa, trong quá trình này để xúc tiến tạo công ăn việc làm cho dân chúng, cùng với giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp. Hòa hợp phát triển kinh tế và phát triển đô thị, phát triển dân sinh lại với nhau. Trung Dược Quân mặc dù rất tự tin vào quan điểm công việc của mình nhưng nếu có thể được Triệu Quốc Đống đánh giá, trong lòng hắn càng kiên định hơn. Dù sao mấy năm cộng tác nhìn Ninh Lăng từ một thị xã nghèo quật khởi như vậy, biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm Trung Dược Quân có ấn tượng rất sâu, thậm chí ngay cả trong lòng hắn cũng phải thừa nhận quan niệm tư tưởng của mình đã nhiễm không ít phong cách của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nghiêng đầu suy nghĩ. Từ vấn đề công việc thì hắn không nên đánh giá quan điểm chấp chính của Trung Dược Quân, nhưng từ góc độ bạn bè, đồng chí, tình cảm thì hắn có lý do và nghĩa vụ để phân tích giúp đối phương. Quan điểm của anh là tốt, có thể nói anh đã nắm được trung tâm của vấn đề của thành phố cấp chính là phát triển đô thị trì trệ, tỷ lệ người thu nhập thấp ở đô thị khá lớn, trình độ tiêu dùng không quá cao. Giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, tạo không khí xã hội mới. Tạo hoàn cảnh an ninh trật tự tốt đẹp đều là việc cần làm nhưng có một điểm anh cần chú ý đó là quỹ đạo phát triển của thành phố cấp khác Ninh Lăng. Suy nghĩ của anh đều cần trụ cột tài chính hùng hậu chống đỡ. Tôi biết thị ủy ủy ban thành phố cấp đang cân nhắc thu thập tài chính từ công ty đầu tư phát triển địa phương, đây là một biện pháp nhưng phải chú ý nếu khoản nợ khổng lồ của nó sẽ là tai họa ngầm đối với thành phố cấp sau này, thậm chí có thể hiển hiện trong vài năm tới. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Trung Dược Quân. Đừng chờ đến khi anh thành chủ tịch tỉnh, bí thư Hắc Hà rồi vấn đề nợ của địa phương sẽ xảy ra trước mặt anh lại tự làm tự chịu. Thiền cận sẽ phải trả giá cho nên tài chính địa phương cần phát triển nhưng cần phải khống chế ở mức độ nhất định, hơn nữa hướng đi tài chính cũng cần có quy hoạch, kế hoạch chi tiết. Bây giờ quốc tế đã có vài tỷ lệ đánh giá tài chính khoa học, tiên tiến, các anh có thể lấy làm tham khảo. Cuối cùng chính là tài chính thu được phải được đưa đến nơi cần thiết, phải xây dựng hệ thống xã hội tương thích. Như vậy mới đảm bảo anh đạt được kết quả như mong muốn. Quyển 20, chương 114. Triệu Quốc Đống nhìn vấn đề rất chuẩn, nói ngay ra vấn đề tồn tại của thành phố cấp, càng quan trọng hơn là nhắc Trung Dược Quân khi thực hiện chấp chính cần chú ý chừng mực, thành phố cấp muốn phát triển nhất định phải dựa vào xây dựng đô thị, đây là trụ cột của thành phố cấp. Mà nhu cầu tài chính khổng lồ cũng khiến cho tài chính đối phương gặp áp lực rất lớn, cũng cần có khống chế trong vấn đề tài chính nếu không sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn. Tình hình tài chính của thành phố cấp không quá tốt, cũng may xây dựng đô thị có thể cung cấp tài chính làm chỗ dựa, đây là nguồn tài nguyên duy nhất để lợi dụng, nhưng Lăng Tùng này dễ tạo thành tính ỷ lại. Nó khác Ninh Lăng phát triển về cơ bản không dựa vào tài chính từ đất mà dựa vào nguồn thu từ thuế để làm trụ cột tài chính, cho nên Trung Dược Quân muốn cân nhắc là một khi nguồn tài chính từ bất động sản giảm đi thì hắn nhất định phải sớm cân nhắc thực hiện chuyển mình,
hơn nữa phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có thể thì thậm chí đi trước một bước tránh ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên ở tình hình hiện nay mặc dù Trung ương có vài chính sách có lẽ thành phố Cáp dựa vào tài chính từ bất động sản vẫn duy trì trong thời gian tương đối dài. Cho nên trong lòng Trung Dược Quân thoáng cái có chút tự tin nếu không mình vừa đến thành phố Cáp đối mặt cục diện không trên không dưới thì càng khó khăn hơn. Chủ tịch tỉnh, Phượng Minh làm ở Lô Hóa khá tốt, có phải nên cân nhắc điều chỉnh y không? Bỏ xuống việc của mình, Trung Dược Quân có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Tôi đi hơi đột ngột, Phượng Minh sợ là có chút mất mát. Hừ, anh đi là y nhất định có thể thay thế sao? Chưa chắc, điều Vương Liệt từ Điền Nam tới có lẽ là một ám chỉ của Trung ương. Cán bộ an nguyên có thể đi ra ngoài, như vậy cán bộ bên ngoài lại vào, đây mới là phù hợp quy luật phát triển. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Phượng Minh cũng có thể thấy được điểm này. Y vẫn công tác mãi ở Ninh Lăng, Trung ương chưa chắc thích tình hình này, hơn nữa Lão Lăng cũng không muốn thấy tình hình này. Ừ, xem ra Trung ương hy vọng việc trao đổi trở thành một việc bình thường, vì vậy Đàm Lập Phong sẽ đến Kiềm Nam. Trung Dược Quân gật đầu. Cuối năm trước Đàm Lập Phong từ chức thị trưởng thành phố An Đô, Trung ương bổ nhiệm y làm thường vụ tỉnh ủy Kiềm Nam, bí thư thị ủy Kiềm Dương. Đây coi như là tiến bộ không nhỏ, mặc dù Kiềm Dương không bằng An Đô nhưng cũng là tỉnh thành, cũng vào thường vụ tỉnh ủy, Đàm Lập Phong có thể chấp nhận. Trung ương đang cố gắng thay đổi một chút, nhưng cũng cần căn cứ tình hình thực tế mà xác định, không nên áp đặt. Triệu Quốc Đống vừa suy nghĩ vừa nói. An Đô hai năm nay phát triển nhanh, Đàm Lập Phong có công không nhỏ. Mà Kiềm Dương lại được xác định làm thành phố sinh thái hiện đại hóa của Tây Nam, làm như thế nào bảo vệ môi trường cùng với giúp dân chúng giàu lên, đây cũng là một đề tài thử thách bản lĩnh người. Đàm Lập Phong nếu có thể làm được điểm này thì tiền đồ rất khả quan. Dược Quân, anh cũng như vậy. Ha ha, Chủ tịch tỉnh, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ một lòng một dạ làm như thế nào có thể giúp dân chúng thành phố Cáp sống hạnh phúc hơn. Tôi làm bí thư thị ủy mấy năm có thể làm được như vậy là đủ rồi, cái khác tôi không hy vọng xa vời. Trung Dược Quân cao giọng cười to. Nếu người làm quan đều có suy nghĩ như anh thì tôi nghĩ dân chúng Trung Quốc chúng ta đều hạnh phúc. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Trung Dược Quân nghiêm mặt có lẽ cũng thoáng suy nghĩ vì lời nói của Triệu Quốc Đống. Lát sau y mới nói. Chủ tịch tỉnh, tôi biết ngài đang lo gì, lúc này đúng là có không ít người chỉ nhìn vào thành tích trước mắt của mình. Không ngại ảnh hưởng đến hoàn cảnh sau này. Nhưng Trung ương cũng chú ý được điểm này, bắt đầu yêu cầu chế độ thẩm định trách nhiệm về sau, tôi nghĩ không dám nói có thể hoàn toàn áp chế được quan điểm nhìn thành tích này nhưng ít nhất cũng có tác dụng trấn áp một chút. Theo chế độ dân chúng không được hoàn thiện, tôi tin tưởng hiện tượng đó sẽ dần sẽ bị biến mất. Triệu Quốc Đống cũng thầm vui mừng, Trung Dược Quân đã trưởng thành, không giống ngày xưa trước mặt mình nghe nhiều, nói ít, nhất là ít khi đưa ra quan điểm của hắn. Bây giờ theo địa vị tăng lên, sự tự tin của hắn cũng không ngừng tăng lên, đây là việc tốt. Ừ, nhưng đây là cần một quá trình, trong quá trình này chúng ta còn có thể mắc sai lầm, có thể trả giá lớn. Triệu Quốc Đống gật đầu nhìn về xa xăm. Cho nên chúng ta cũng cần chuẩn bị tư tưởng. Trung Dược Quân còn định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra. Triệu Quốc Đống nói, hắn cũng tán thành. Ở thể chế chính trị Trung Quốc hiện nay thì cách nhìn nhận thành tích phải thay đổi từ trên xuống dưới. Nhưng trong quá trình biến hóa này lại luôn bị nhiều nhân tố ảnh hưởng, ở khu vực phát triển chậm phát triển càng đột xuất hơn. Mấy hiện tượng xây trụ sở khang trang, quảng trường to rộng, mù quáng đầu tư các nhà hát, sân vận động xuất hiện ở khắp nơi. Mặc dù nhiều cái bị đưa ra ánh sáng nhưng chính thức xử lý đến đầu người lại không có mấy, mà dù có cũng chỉ là cho có mà thôi. Chủ tịch tỉnh, Long Ứng Hoa sẽ đi ư? Trung Dược Quân chuyển đề tài. Ồ, đây là lời đồn nhưng còn chưa xác định. Lão Lăng có chút thất vọng với hắn. Thực tế mà nói biểu hiện của Long Ứng Hoa không làm người ta hài lòng. Triệu Quốc Đống không giấu. Tôi đã trao đổi ý kiến thẳng với Lão Lăng. Lão Lăng mặc dù không tỏ thái độ gì nhưng tôi cảm thấy y cũng không quá hài lòng, cho nên tôi đoán Lão Lăng sẽ có dự định. Để Long Ứng Hoa lên bộ ư. Trung Dược Quân có chút tò mò nói. Đối với Long Ứng Hoa, y khá coi thường nhưng tên này lại có thể được Lăng Chính Dược hài lòng. Chẳng qua mấy năm rồi sợ là Lăng Chính Dược cũng ý thức được điểm này. Ừ, khả năng này là khá lớn, ý của Lão Lăng là Lô Vệ Hồng lên, Tào Ninh tiến vào thường vụ, do Trương Hoành Vĩ phân công quản lý công nghiệp. Triệu Quốc Đống không giấu thỏa hiệp giữa hắn và Lăng Chính Dược. Hắn vốn hy vọng Tiêu Phượng Minh làm phó chủ tịch tỉnh nhưng Lăng Chính Dược không chịu nghe, kết quả đành làm thế. Trung Dược Quân yên lặng gật đầu,
Lăng Chính Dự kéo Tào Ninh lên làm thường vụ tỉnh ủy, sau đó để Lô Vệ Hồng làm phó chủ tịch tỉnh, có thể nói ý đồ về cơ bản đã thực hiện được. Về phần để Trương Hoành Vĩ phân công quản lý công nghiệp thì chỉ là phân công điều chỉnh bình thường. Trung Dược Quân không tin Triệu Quốc Đống dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp này. Vậy bí thư thị ủy Tân Châu do ai làm? Trung Dược Quân suy nghĩ rất nhanh. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, hợp tác nhiều năm làm đối phương hiểu rõ tâm tư của mình. Đặng Nhược Hiền. Ồ, đây là lựa chọn thích hợp. Đặng Nhược Hiền biểu hiện khá tốt ở Vinh Sơn, phối hợp ăn ý với bí thư thị ủy. Vinh Sơn mấy năm qua phát triển ổn định, không thay đổi quá nhanh nhưng vẫn duy trì tiềm lực khả quan, ngành vật liệu xây dựng, hóa chất tinh tế là hai điểm sáng của Vinh Sơn. Đặng Nhược Hiền có tính cách ôn hòa, Lăng Chính Dự có ấn tượng khá tốt, Lô Vệ Hồng có thể đi thì Đặng Nhược Hiền sẽ là lựa chọn mà hai người Lăng Chính Dự và Triệu Quốc Đống đều có thể chấp nhận. Mồ hôi đầm đìa từ trên xuống dưới, Triệu Quốc Đống cảm tim mình đập rất nhanh, vận động hơn tiếng nếu là 10 năm trước căn bản không đáng gì. Nhưng bây giờ lại bắt đầu thấy mệt. Chẳng qua Bạch Nhất Minh càng kém hơn mình, mồ hôi rơi như mưa, mặt ửng đỏ, gần như là người ta thấy Bạch Nhất Minh như sắp bị bệnh tim phát tác, người ngồi bệt ở đó, hai tay chống đầu gối thở hổn hển như trâu, một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. Nguyễn Tỷ, nhìn Bạch Nhất Minh xem, điển hình là rát vàng bên ngoài nhưng bên trong thối giữa. Bình thường đều ra vẻ cơ bắp trước mặt mọi người, bây giờ lộ tẩy rồi. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Hắn đã điều chỉnh được nhịp thở mà Bạch Nhất Minh có lẽ không đến chưa là không khôi phục bình thường được. Sức khỏe lão Bạch vốn tốt sao bây giờ lại thành như vậy? Nguyễn Đại Thanh mặc bộ đồ thể thao hợp người làm cô trẻ đi vài tuổi, tóc buộc sau lưng, dáng người đầy đủ đường cong làm khó nhìn ra cô là người phụ nữ trên 40 tuổi. Quốc Đống, có phải là An Nguyên quá vất vả nên sức khỏe giảm sút không? Ha ha, cái này chỉ phải hỏi lão Bạch. Triệu Quốc Đống và Nguyễn Đại Thanh đi bộ. Lão Bạch chắc còn chưa có sức đi một vòng quanh hồ rồi. Ha ha, vậy tôi một mình tận hưởng cùng mỹ nữ đi dạo Viat. Bạch Nhất Minh đặt mông ngồi trên bờ cát xua xua tay, hắn không có sức lực mà nói chuyện. Nghe nói lão Lăng sẽ đi. Ánh mắt Nguyễn Đại Thanh nhìn quanh rượu hồ rồi đột nhiên hỏi một câu. Ồ, ai nói, sao tôi chưa nghe? Triệu Quốc Đống hơi nghiêng người bình tĩnh nói. Quyển 20, chương 115. Thực tế tin Lăng Chính Dược phải đi đã đồn ra từ mùa hè, chẳng qua lúc đó chỉ là lời đồn thổi. Nhưng đến qua đợt lễ quốc khánh thì lời đồn bắt đầu có trọng lượng hơn. Lăng Chính Dược đến An Nguyên năm 2006, thoáng cái hơn 4 năm. Y và Triệu Quốc Đống tóm lại mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng không công khai hóa. Điểm này cả Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều biết rõ nếu vượt quá một mức độ thì cả hai người đều lưỡng bại câu thương. Có lời đồn bí thư tỉnh ủy tỉnh Tô sắp tới tuổi. Cuối năm sẽ lên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhận chức, mà chức bí thư tỉnh ủy do ai làm cũng là điều đáng để suy nghĩ. Chủ tịch tỉnh Tô bây giờ nhận chức chưa đầy 2 năm, khả năng làm bí thư tỉnh ủy là rất nhỏ, nói cách khác rất có thể điều từ nơi khác tới. Mà với địa vị quan trọng của tỉnh Tô thì điều bí thư tỉnh ủy tỉnh khác đến là rất lớn. Quốc Đống, đừng ra vẻ trước mặt tôi, cậu sợ là sớm nghe hơn tôi, chẳng qua đây là lời đồn cậu có dám coi là thật hay không mà thôi. Nguyễn Đại Thanh mỉm cười. Ồ, lời này nói cũng đúng, lời đồn có khắp nơi, mọi lúc, giống như có người nói tôi muốn tới làm bí thư tỉnh ủy Điền Nam vậy. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Hai người từ từ đi tới, rượu hồ cuối thu rất đẹp. Mặc dù cách An Đô hơi xa nhưng Triệu Quốc Đống có đôi lúc vô thức muốn tới đây, đây là nơi làm hắn có rất nhiều suy nghĩ tốt đẹp. Đô thị Ninh Lăng hướng về phía đông khiến rượu hồ và núi rượu phong càng lúc càng thành trung tâm đô thị. Một khu rừng và hồ nước khổng lồ kết hợp lại vốn có người thấy phí phạm tài nguyên, nhưng bây giờ dù là lãnh đạo thị xã hay là dân chúng bình thường đều cảm thấy quyết định khi đó là sáng suốt như thế nào. Bởi vì có hồ nước, rừng rậm khổng lồ như vậy, phát huy tác dụng lá phổi xanh mới khiến cho dân chúng cảm thấy sự thoải mái dù là các căn nhà cao tầng không ngừng mọc lên. Tám cổng của công viên núi Diệu Phong mở cửa suốt ngày đón dân chúng đến đây nghỉ ngơi, tập thể dục. Dân chúng có thể thông qua nhiều cách như xe riêng, xe đạp. Xe bus tới đây. Xe cá nhân càng lúc càng tăng đã thành cơn ác mộng với nhiều đô thị, mà ở Ninh Lăng thì anh luôn có thể tìm được bãi đỗ xe ngầm, ở trình độ rất lớn giảm được sự khó khăn của việc tìm điểm đỗ xe. Mà xe điện công cộng chạy khắp ngõ ngách đô thị khiến cao trào xe riêng ở Ninh Lăng cũng được hạn chế đôi chút. Khả năng cậu đến Điền Nam không cao, cậu đến An Nguyên làm chủ tịch tỉnh mới có hơn 3 năm, năm ngoái tốc độ tăng trưởng của An Nguyên đứng đầu cả nước.
năm nay có lẽ An Nguyên ít nhất đứng trong top 3, khoảng cách với tỉnh Dự càng lúc càng lớn, khoảng cách với tỉnh Thích đang được thu nhỏ, đã uy hiếp đến địa vị thứ tư nhiều năm của tỉnh Thích. Xu thế phát triển hiện nay của An Nguyên cần được củng cố thêm nữa. Là tỉnh lớn của khu vực Trung Tây, nếu như cùng tỉnh Dự có thể tiếp tục duy trì xu thế này thì câu nói khu vực Trung Tây suy yếu sẽ tự sụp đổ. Nguyễn Đại Thanh lắc đầu nói. Nguyễn tỷ, xem ra chị sắp đến ban tổ chức cán bộ Trung ương nhận chức rồi, có phải là chuẩn bị trước nên mới tìm hiểu tình hình các tỉnh như vậy không? Triệu Quốc Đống dừng lại nhìn từ trên xuống. Nói thật đi, trước mặt tôi đừng giấu làm gì. Nguyễn Đại Thanh cả kinh, mặt hơi nóng lên, cắn môi trầm ngâm một chút mới từ từ nói. Có khả năng này. Có thể nghe từ miệng Nguyễn Đại Thanh nói như vậy thì cũng có nghĩa tin tức cơ bản là thật. Triệu Quốc Đống biết rõ trong lòng, hắn vốn chỉ nghe chút âm thanh không ngờ hôm nay thuận miệng nói mà lại là thật. Hắn cũng khá giật mình nhưng không thể hiện ra mặt. Nguyễn tỷ, giấu sâu thật đó. Tôi thấy Lão Bạch chưa chắc đã biết tin này. Lúc nào nhận chức thế? Nguyễn Đại Thanh thoáng do dự mới nói. Có lẽ tháng sau, chưa xác định. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, nếu là như vậy có nghĩa bắt đầu từ tháng sau đến cuối năm sẽ là đợi điều chỉnh nhân sự mới. Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm, chẳng lẽ? Nguyễn Đại Thanh tựa hồ cảm ứng được gì đó, cô nhìn Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, có một số việc rất khó nói, cậu cảm thấy nó đáng tới thì có lẽ gọi ngàn gọi vạn cũng không được. Nhưng đôi khi lơ đãng thậm chí lúc cậu không tưởng tượng thì nó lại tới. Nguyễn tỷ, lời này sao tôi nghe thấy đang an ủi tôi, làm tôi đừng ôm hy vọng quá lớn. Triệu Quốc Đống tự giễu. Tôi biết bản thân mình, ở tuổi của tôi thì với lý lịch bây giờ đã là rất bắt mắt, còn hy vọng xa vời nữa có phải là lòng tham không đáy không? Ha ha, cậu không tự tin vào mình như vậy sao? Nguyễn Đại Thanh hỏi lại. Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Lăng Chính Dược đặt hai tay lên cửa sổ quan sát bóng tối bên ngoài, tâm trạng rất phức tạp. Một cơn gió lạnh từ ngoài ùa vào nhưng y như không cảm nhận được. Trái tim sôi trào dần bình tĩnh lại, nhưng lúc này y chỉ cảm thấy mình như đi vào cõi thần tiên. Điều này là rất bình thường, mỗi lần gặp đợt điều chỉnh nhân sự lớn, mỗi người gặp tình huống như vậy thì ai có thể bình thản được. Lăng Chính Dược không muốn lừa mình, ít nhất y làm không được. Trung ương khá hài lòng với cục diện An Nguyên, có thể nói hai năm 2009-2010 là hai năm xoay người của An Nguyên. Trong hai năm khi kinh tế trong nước suy thoái vì ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế quốc tế nhưng An Nguyên lại tăng trưởng nhanh, đây là kỳ tích. Về sự nghiệp dân sinh cũng có điểm sáng, nó càng làm cho An Nguyên trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Nhưng đây không phải điểm làm Trung ương hài lòng nhất. Hai năm liền thu nhập của dân đô thị và nông thôn đều tăng mạnh, hai điểm này còn tăng xa hơn cả GDP, cũng đứng đầu cả nước, đây mới là điều làm Trung ương coi trọng. Ở tình hình chính trị hiện nay bắt đầu chuyển từ GDP sang ghép, GDP tăng trưởng nếu không nhất trí với thu nhập của người dân thì thậm chí còn phản tác dụng. Lăng Chính Dược cảm thấy mấy năm mình ở An Nguyên là mấy năm mình có thu hoạch lớn nhất. So với mấy chục năm chìm nổi ở trên bộ, đến tỉnh làm việc càng có thể khiến anh cảm thấy trọng lượng quyền lực trong tay, dùng tốt thì tạo phúc một phương, dùng không tốt sẽ tạo hậu họa khôn cùng. Hơn 4 năm ở An Nguyên mới là giai đoạn mình chính thức trưởng thành. Mặc kệ mình có muốn chấp nhận sự thật này hay không. Sâu trong lòng Lăng Chính Dược xác nhận điểm này, cộng tác với Triệu Quốc Đống mới là lửa thử vàng đối với mình. Từ ý nghĩa nào đó Lăng Chính Dược còn phải cảm ơn có đối thủ như Triệu Quốc Đống, do đối phương biểu hiện quá đặc biệt khiến mình không thể không toàn diện đề cao, làm mình tăng lên về mọi mặt, như vậy mới không thất bại. Đúng là do không ngừng va chạm và thỏa hiệp với Triệu Quốc Đống, Lăng Chính Dược cảm thấy mình đã chính thức thay ra đổi thịt. Làm cho mình trải qua cuộc tẩy lễ, lột xác, từ không hiểu gì mấy về công tác kinh tế đến hiểu rõ. Chỉ khi chính thức dung nhập kinh tế vào chính trị thì mới là cơ sở để khống chế cục diện. Lăng Chính Dược cũng không cho rằng biểu hiện của mình trong mấy năm qua là kém, mặc dù trong giai đoạn đầu mình có chút sai lầm ví dụ như sử dụng tề hoa cùng long ứng hoa, đây chủ yếu là do lúc đầu mình không hiểu tình hình của An Nguyên. Còn như đám cán bộ trưởng thành trong tay mình như Trần Anh Lộc, Viên Chí Kiên, Lô Vệ Hồng, Đàm Lập Phong, Lăng Chính Dược khá hài lòng. Làm bí thư tỉnh ủy nếu muốn lưu lại điểm sáng trên bản đồ chính trị tỉnh đó thì không thể thiếu một nhóm cán bộ trưởng thành lên. Bí thư Lăng, trưởng ban Tần tới. Thư ký nhẹ nhàng mở cửa, thấy sếp đứng trước cửa không nhúc nhích, y không biết nên làm phiền hay không nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Ồ, mời vào đi. Lăng Chính Dược thu thập tâm trạng, cố làm mình bình tĩnh lại, gật đầu.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 20, chương 116. Trần Anh Lộc cũng không rõ ràng lắm sao lúc này mà Lăng Chính Dược còn gọi mình. Nhưng y mơ hồ có cảm giác hơn phân nửa là có quan hệ đến đợt điều chỉnh nhân sự của tỉnh đang diễn ra. Sau khi Long Ứng Hoa đi, Tào Ninh vào thường vụ, Lô Vệ Hồng lên làm phó chủ tịch tỉnh. Lỗ Năng làm phó thị trưởng thành phố An Đô chưa lâu đảm nhiệm bí thư thị ủy Tân Châu, đây coi như giao dịch giữa Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống. Chẳng qua người hy sinh lại là Tiêu Phượng Minh làm Trần Anh Lộc hơi cảm khái. Tiêu Phượng Minh thừa sức đảm nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh nhưng do Lăng Chính Dược kiên trì, Triệu Quốc Đống không thể không nhường. Lỗ Năng kiếm được lợi, với thân phận của Tiêu Phượng Minh bây giờ ngoài việc đến Ninh Lăng và An Đô ra thì tới nơi khác làm bí thư thị ủy cũng vô nghĩa. Có nhiều lời đồn về Lăng Chính Dược, Trần Anh Lộc cũng từng hỏi Lăng Chính Dược chỉ nói Trung ương có lẽ đang cân nhắc nhưng nhiều biến số, cũng có thể để y làm hết khóa này mới đi, hơn nữa khả năng này càng lớn hơn. Dù sao Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, lý lịch thiếu. Trần Anh Lộc nghe ra ý trong câu nói của Lăng Chính Dược, đó là Trung ương muốn để Triệu Quốc Đống kế nhiệm Lăng Chính Dược. Một năm trước thì Lăng Chính Dược còn có thái độ bác bỏ, cho rằng Triệu Quốc Đống càng có thể đến mấy tỉnh kinh tế yếu SPN chút như Điền Nam hoặc là Kiềm Nam, Tây Hải làm bí thư tỉnh ủy chứ không phải là ở lại An Nguyên. Điều này cũng có nghĩa Trung ương khá hài lòng với sự phát triển hai năm qua của An Nguyên. Đây là thành công của Lăng Chính Dược, cũng là của Triệu Quốc Đống. Hai người buộc lại tạo ra tình hình hiện nay. Đối với Trần Anh Lộc, Lăng Chính Dược vẫn cho rằng đây là cánh tay quan trọng nhất sau khi mình đến An Nguyên, kéo đối phương là hành vi mà y đắc ý nhất. Có thể nói mình có thể vững vàng khống chế cục diện An Nguyên, Trần Anh Lộc có công rất lớn. Đương nhiên không phải không có Trần Anh Lộc là mình không khống chế được An Nguyên nhưng nhất định sẽ vất vả hơn không ít. Ngồi đi anh Lộc. Lăng Chính Dược vỗ vỗ ghế bên cạnh mình ra làm Trần Anh Lộc có chút kinh ngạc, trước đây y tới thì Lăng Chính Dược đều bảo y ngồi đối diện, sao hôm nay? Trần Anh Lộc thoáng động tâm như cảm giác được gì đó. Mà Lăng Chính Dược cũng ý thức được Trần Anh Lộc đoán gì nên gật đầu nói. Ngồi đi, trên đời không có bữa tiệc không tàn. Trần Anh Lộc mặc dù đã đoán được đôi chút nhưng không nhịn được giật mình. Bí thư Lăng, ngài nói là... Ừ, đúng, tôi có thể phải rời khỏi An Nguyên. Lúc này Lăng Chính Dược có vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên. Vừa nhận được tin tương đối chính xác, Trung ương đã xác định sắp tới sẽ tiến hành điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy An Nguyên chúng ta, Triệu Quốc Đống sẽ làm bí thư tỉnh ủy. Ồ, Trần Anh Lộc cũng không kinh ngạc với điểm này. Nếu nói năm ngoái Lăng Chính Dược đi thì Triệu Quốc Đống có thể kế nhiệm hay không cũng là vấn đề. Nhưng năm nay biểu hiện xuất sắc của An Nguyên đã chứng minh Triệu Quốc Đống có thể đảm nhiệm bất cứ vị trí nào. Bạch Nhất Minh sẽ làm chủ tịch tỉnh. Bạch Nhất Minh cũng là cán bộ mà Trung ương khá coi trọng, có kinh nghiệm công tác ở cấp bộ Trung ương, được Trung ương tán thành trên cả cương vị ở cấp bộ và địa phương. Ừ, chắc vậy, anh Lộc, tôi đã đề cử với Trung ương anh thay vị trí của Bạch Nhất Minh. Tôi tin năng lực của anh sẽ không kém hơn Bạch Nhất Minh, có thể làm xuất sắc hơn ở vị trí này. Lăng Chính Dược không giấu sự tin tưởng của mình đối với Trần Anh Lộc. Trung ương đã đồng ý. Trên mặt Trần Anh Lộc lộ rõ vẻ cảm kích mặc dù khá khắc chế nhưng vẫn làm Lăng Chính Dược vui vẻ. Trần Anh Lộc rất ít lộ vẻ mặt này, ít nhất khi từ trưởng ban thư ký chuyển thành trưởng ban tổ chức cán bộ, Lăng Chính Dược không thấy tâm trạng đối phương thay đổi bao nhiêu. Tâm trạng Trần Anh Lộc đúng là khá dao động. Từ trước đến giờ y vẫn quen chuyển động quanh Lăng Chính Dược, mặc dù y không hoàn toàn tán thành vài quan điểm của Lăng Chính Dược nhưng y vẫn luôn tin Lăng Chính Dược là một bí thư tỉnh ủy đủ tư cách. Có thể nói mấy năm qua An Nguyên bước nhanh như vậy không phải chỉ có công của mình Triệu Quốc Đống, chính xác mà nói bí thư tỉnh ủy khống chế tốt tình hình mới là quan trọng hơn. Mà Lăng Chính Dược đã làm tốt ở điểm này. Theo Trần Anh Lộc thấy Triệu Quốc Đống có lẽ là một chủ tịch tỉnh rất xuất sắc nhưng hắn chưa chắc có thể làm tốt ở vị trí bí thư tỉnh ủy như Lăng Chính Dược. Lúc cần thỏa hiệp thì thỏa hiệp, cần kiên trì thì kiên trì, phải biết nắm giữ chừng mực. Bí thư Lăng, ngài đến tỉnh Tô. Đây không phải tin gì mới, Lăng Chính Dược còn mấy năm nữa tới tuổi, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Ừ, chắc là vậy. Lăng Chính Dược thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với anh, mặc dù hai người có chút ngăn cách nhưng tôi cảm thấy Triệu Quốc Đống khá tôn trọng anh. Ha ha, mấy năm qua coi như làm anh vất vả. Đứng giữa tôi và y đúng là không dễ làm. Sau này anh lại làm cầu nối giữa Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh. Ôi, Bí Thư Lăng, nếu có thể thì tôi muốn rời khỏi An Nguyên. Theo nguyên tắc phân công mà nói tôi đã ở An Nguyên hơn 10 năm,
có lẽ thay đổi hoàn cảnh càng thích hợp hơn. Anh Lộc, bây giờ nói cái này cũng không có bao ý nghĩa. Trung ương có cân nhắc của mình, An Nguyên bây giờ cần duy trì cục diện tốt đẹp, Dương Kính Quang vừa đi chưa lâu, Lão Quan cũng sẽ đi, cho nên cục diện An Nguyên không thể động. Lăng Chính Dược lắc đầu. Ồ, Lão Quan sẽ đi đâu? Trần Anh Lộc không nghĩ Quan Kinh Sơn sẽ đi. Dương Kính Quang đến tỉnh Tây Hải làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh, nửa năm trước đã được bổ nhiệm chính thức, một vị trợ lý thống đốc ngân hàng trung ương đến làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh. Lão Quan vốn hy vọng ở lại An Nguyên, y rất có cảm tình với An Đô nhưng tôi thấy anh ở lại càng thích hợp hơn, cuối cùng trung ương quyết định diều y tới tỉnh Tần, có thể làm phó bí thư tỉnh ủy. Mặt Lăng Chính Dược không chút thay đổi nói ra như việc Quan Kinh Sơn đi không có quan hệ với y. Vậy ai sẽ làm bí thư thị ủy An Đô? Trần Anh Lộc nhíu mày suy nghĩ, Lăng Chính Dược trước khi đi nhất định sẽ cân nhắc một ít vấn đề. Chí Kiên. Đúng, tôi đã đề nghị việc này với Trung ương, có lẽ vấn đề không lớn. Lăng Chính Dược khá chắc chắn. Trần Anh Lộc không hỏi nữa. Nếu như nói Lăng Chính Dược đề cử viên Chí Kiên làm bí thư thị ủy An Đô, như vậy vị trí thường vụ chống ra nhất định do Triệu Quốc Đống đề cử. Thậm chí chức trưởng ban tổ chức cán bộ của mình chống ra có lẽ cũng là đối tượng giao dịch. Đương nhiên điều kiện là phải được Trung ương tán thành, nhưng từ lẽ thường mà nói bí thư tỉnh ủy mới nhận chức thường được Trung ương thỏa mãn vài yêu cầu về nhân sự. Khả năng rất lớn là do Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ hoặc trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Chức vụ trong này phải xem sự mặc cả giữa Triệu Quốc Đống và Trung ương. Vậy bí thư Lăng, lúc nào thì? Trần Anh Lộc hít sâu một hơi. Lăng Chính Dược nói như vậy là nhất định, cũng có nghĩa là sắp điều chỉnh. Tin này không lừa được người, có lẽ một hai ngày là cả tỉnh sẽ biết hết. Có lẽ là tuần tới. Lăng Chính Dược thở dài nói. Có lẽ đã đến lúc nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Trần Anh Lộc ngẩn ra rồi lập tức gật đầu. Đúng là như vậy, bí thư Lăng, tôi nghĩ ngài và hắn nói chuyện sẽ có lợi với cả hai. Mặc kệ ngài đến đâu hay Triệu Quốc Đống có thể tiếp nhận vị trí của ngài hay không. Có thể cùng công tác với nhau là duyên phận. Lăng Chính Dược nhìn Trần Anh Lộc khá lâu, trên mặt lộ vẻ nuối tiếc lắc đầu nói. Anh Lộc, nếu có thể tôi thật ra hy vọng anh đi với tôi, chỉ là... Trần Anh Lộc cười cười một tiếng. Bí thư Lăng, vừa nãy ngài không phải nói không có bữa tiệc nào không tàn ư. Dù tôi bây giờ đi theo ngài thì cũng không thể cùng làm việc chung cả đời mà. Quyển 20, chương 117. Gần như cùng một lúc Triệu Quốc Đống gác chiếc máy điện thoại màu hồng xuống, hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Tin tức đột nhiên tới thực ra không bất ngờ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Tô đã tới tuổi, ai đến làm bí thư tỉnh ủy cũng nên rõ ràng trong thời gian này, mà Tiêu Phượng Minh chính là lựa chọn phù hợp nhất. Tiêu Phượng Minh và mình chỉ có thể nói chí đồng, đạo không hợp, ở nhiều quan niệm tư tưởng là khác nhau. Nhưng Tiêu Phượng Minh có sở trường tương đối lớn đó là giỏi hòa hợp, giỏi điều hòa mâu thuẫn ở mức tốt nhất. Giỏi tìm kiếm điểm chung để thỏa hiệp. Đây là môn nghệ thuật khá cao, có thể làm được thuận lợi có nghĩa trình độ chính trị của anh đã trưởng thành. Có đôi khi Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy bực mình vì mình phải rụt tay rụt chân do Tiêu Phượng Minh áp chế, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì thấy có lẽ đó là kết quả tốt nhất, nhất là ở tình huống đối phương không thể nhường, mặc dù là mình cũng không nhất định có thể làm được tốt hơn. Đây là đối thủ đáng để tôn trọng và học tập. Dù mình có thích y hay không nhưng Triệu Quốc Đống phải thừa nhận không có đối phương thì mấy năm qua An Nguyên chưa chắc có thành tựu như vậy. Bây giờ Tiêu Phượng Minh cuối cùng đã đi, Triệu Quốc Đống không tìm được chút cảm giác vui sướng nào, thậm chí còn có cảm giác hoảng hốt. Làm bí thư tỉnh ủy, mình không phải cân nhắc từ lâu ư. Thậm chí đã chuẩn bị tư tưởng và quy hoạch mà, sao lúc này lại không tự tin.